gia chủ, chào hỏi xong rồi thì thôi, để anh ta đi đi. Đúng lúc này, hiện trường vang lên một giọng nói. Hử! Đồng Kiệt nheo mắt, quay đầu lại, nhìn về phía người con riêng cuối cùng là Đồng Thiên Tường, anh nói gì? Ánh mắt của Vương Nhất cũng rơi lên người anh ta. Đột nhiên bị Vương Nhất và Đồng Kiệt nhìn chằm chằm, Đồng Thiên Tường cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng anh ta vẫn cắn răng nói, gia chủ, anh ta không phải là người ông có thể động vào, giữ được nhà họ Đồng là được rồi, để anh ta đi đi. Anh ta có thiện ý và cũng để bảo vệ bản thân, nhưng trong mắt Đồng Kiệt lại xẹt qua tia giết người. Tên nhóc, tôi ngồi lại vị trí gia chủ, là thuận theo ý trời, cậu lại dám coi thường tôi. Câm miệng cho tôi, đợi tôi giết xong tên nhóc này, sẽ xử lý anh sau. Đồng Thiên Tường lập tức run rẩy cả người, không nhịn được nhìn sang Vương Nhất, chỉ thấy trong mắt anh cũng xẹt qua tia giết người. Nhìn thấy rồi chứ, đây chính là gia chủ mà anh vẫn luôn trung thành đó. Không những vô tình, mà ngay đến cả con gái ruột cũng có thể lợi dụng, chứ đừng nói là anh. Đồng Thiên Tường nhếch miệng khổ sở, không nói câu gì nữa. Lời của Vương Nhất cũng khơi dậy ham muốn giết người của Đồng Kiệt. Anh hiểu gì chứ, đây là thủ đoạn của quyền vương, đùa bỡn các người trong bàn tay. Một khi thành công thì thịt nát xương tan, từ xưa đến nay, chỉ có kẻ vô tình mới có thể làm được chuyện lớn. Chuyện sai lầm nhất mà cả đời Đồng Kiệt tôi làm chính là sinh ra nhiều đứa con riêng như vậy. Còn chuyện đúng nhất mà tôi làm cũng là tự hào khi sinh được nhiều như thế. Đồng Kiệt giống như vua chúa, dõi mắt nhìn xuống mọi người. Đồng Yên Nhiên và Đồng Thiên Tường đều không tin nổi, một Đồng Kiệt như vậy thật khiến người ta cảm thấy xa lạ. Đây mới là bộ mặt thật của ông ta. Vương Nhất vẫn không sợ, thản nhiên nói, ông chỉ có hai người, là đối thủ của tôi như thế nào đây? Đồng Kiệt cười lạnh một tiếng, hai người cũng đủ giết được cậu rồi. Lão Hồng. Một giây sau, ông ta hét lên. Lão Hồng ở phía sau, giống như U Linh, nhảy thẳng từ trên tầng 2 xuống. Cả người giống như lá cây, phất phơ rơi xuống đất. Lão Hồng, ông. Nhìn thấy cảnh này, Đồng Yên Nhiên kinh ngạc, nói không nên lời. Lão Hồng hóa ra lại mà cao thủ. Chỉ thấy Đồng Kiệt cười lạnh một tiếng, không phải các người thật sự cho rằng, tôi đoạt quyền đều dựa vào đám con riêng các người đấy chứ. Chuyện bên ngoài đương nhiên là dựa vào các người, nhưng đối với kẻ thù thật sự, lại do Lão Hồng xử lý gọn gàng. Hồi còn trẻ, ông ấy từng là cao thủ trong hiệp hội võ đạo, may mà được tôi cứu giúp, cho nên vẫn luôn đi theo tôi. Đồng Yên Nhiên mặt mày xám ngắt. Mặc dù cô ta không hiểu võ đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra, thực lực của Lão Hồng thâm sâu khó dò. Ha ha, Vương Nhất, bây giờ cậu vẫn cảm thấy tôi không giết nổi cậu chứ? Biểu cảm của Đồng Kiệt mang theo tia điên cuồng, lớn tiếng chất vấn. Thế nhưng, Vương Nhất lại thờ ơ, không quan tâm, đột nhiên nhìn sang Đồng Thiên Tường. Đồng Thiên Tường, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Anh thuận miệng hỏi. Đồng Thiên Tường ngây người, sau đó mất tự nhiên lắc đầu, quên rồi, chắc là cũng rất lâu. Đúng vậy, rất lâu rồi. Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, có một vài ân oán, nên hóa giải thì hơn. Trên mặt Vương Nhất mang ý cười nhạt, đột nhiên hỏi, có hứng thú làm phụ tá của Đồng Yên Nhiên không? Cùng nhau xử lý nhà họ Đồng. Lời này vừa thốt ra, Đồng Thiên Tường chỉ cảm thấy máu nóng trong người mình sôi trào, mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Bọ ngựa bắt phe sầu, chim sẻ ở phía sau. Dưới tình huống này, Vương Nhất dám nói ra loại câu như vậy, chứng tỏ trước nay anh không coi Đồng Kiệt ra gì. Tôi bằng lòng. Anh ta không hề do dự đồng ý. Được, bây giờ anh chính là gia chủ thứ hai nhà họ Đồng, phụ tá của Đồng Yên Nhiên. Vẻ mặt của Đồng Kiệt lập tức trở nên u ám, biểu cảm dữ tợn. Các người, coi thường sự tồn tại của ta à? Ông ta hét lên một tiếng, Lão Hồng, tôi thay đổi ý kiến rồi, giết hết tất cả đám người ở đây, trừ con gái tôi. Rõ, gia chủ. Lão Hồng mặt không cảm xúc đi đến chỗ đám người Vương Nhất. Nếu nhìn kỹ, mỗi bước ông ta đi, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái hố nhỏ. Lãnh Nhan biểu cảm nghiêm túc, không ngờ Lão Hồng lại luyện được nội kình như vậy. Thế nhưng, Vương Nhất vẫn rất điềm nhiên, không hề nhúc nhích. Lão Hồng ra tay, trước nay chưa từng thất bại, ngài Vương có thể cầm cự được không? Lúc này, trái tim của Đồng Yên Nhiên và Đồng Thiên Tường đập bình bịch, mặt vô cùng căng thẳng. Nhưng đúng lúc này, Vương Nhất cuối cùng cũng cử động, sải bước lên phía trước. Khẽ thở dài. Tôi vốn mặc kệ sự đời, sao có thể phân cao thấp với loài sâu loài kiến chứ? Hừ, khoe khoang tỏ vẻ.
Lão Hồng cười lạnh một tiếng, đấm mạnh vào trước mặt Vương Nhất. Cú đấm này dùng hết sức, gió bốn phía nổi lên, nội kình cuộn trào mãnh liệt. Lúc này, Vương Nhất chỉ tiện thể thò một tay ra, mở rộng năm ngón tay. Bốp! Một giây sau, cú đấm đầy nội lực của Lão Hồng lại giống như tụ lý càn khôn, bị Vương Nhất tiện thể nắm trong lòng bàn tay. Gì cơ? Không thể nào. Ngay sau đó, cho dù là Đồng Yên Nhiên, Đồng Thiên Tường, hay là Đồng Kiệt đều vô cùng kinh ngạc, nói không được nửa câu. Chỉ như vậy mà cũng xứng với hai chữ võ đạo ư. Vương Nhất đầy khinh bỉ, một giây sau, hai tay chợt giơ lên. Bốp! Lão Hồng bị va chạm mạnh, cả người văng ra ngoài, nặng nề đập vào bức tường vỡ nát. Chỉ như vậy mà cũng xứng với hai chữ võ đạo ư. Vương Nhất đầy khinh bỉ, một giây sau, hai tay chợt giơ lên. Bốp! Lão Hồng bị va chạm mạnh, cả người văng ra ngoài, nặng nề đập vào bức tường vỡ nát. Cả hội trường chết lặng. Khi Lão Hồng bay ngược ra giống như diều đứt dây, tất cả mọi người đều có vẻ mặt sững sờ. Đồng Yên Nhiên trợn to đôi mắt tuyệt đẹp, hai tay che miệng, sợ mình kêu thành tiếng. Trong mắt Đồng Thiên Tường cũng tràn ngập sự sững sờ, giống như nằm mơ vậy. Còn Đồng Kiệt sau khi sững sờ thì mặt mày tối sầm đi. Cánh tay trái phải của ông ta, quản gia đắc lực ở trong tay Vương Nhất vậy mà không thoát được. Cả hội trường chỉ có một mình Lãnh Nhan mặt mày bình tĩnh, cô ta biết rõ thực lực của thiếu chủ, một ông lão mới luyện ra nội kình còn con mà cũng vọng tưởng làm thiếu chủ bị thương. Thật sự nằm mơ mà. Một trưởng đánh lui Lão Hồng, vẻ mặt của Vương Nhất không hề vui mừng, từ đầu tới cuối đều có vẻ mặt bình tĩnh. Bây giờ hiểu rồi chứ, mặc kệ ông chuẩn bị cái gì, ở trong mắt tôi đều là đồ bỏ. Anh nhìn Đồng Kiệt, hờ hững nói, vốn ông có cơ hội sống, bây giờ ông chỉ có con đường chết để chọn. Anh vừa dứt lời thì đi về phía Đồng Kiệt. Cộp, cộp, cộp. Cả đại viện của nhà họ Đồng đều là tiếng bước chân vững vàng của Vương Nhất, giống như âm thanh tử vong gõ vào tim của mỗi người. Trong lòng Đồng Yên Nhiên rất chua xót, cô ta biết Vương Nhất đã nổi lên sát tâm đối với Đồng Kiệt, nhưng cô ta lại không định ngăn cản. Bất luận ông ta sắp đặt bẫy lợi dụng Vương Nhất, hay sau chuyện này sẽ giết người diệt khẩu thì cũng định sẵn một con đường chết của Đồng Kiệt. Thấy Vương Nhất đi về phía ông ta, khóe mắt của Đồng Kiệt giật giật, mặt mày cực kỳ u ám. Vốn ông ta tưởng rằng cuối cùng mới xuất hiện, có thể thu dọn tàn cục, nhưng cục diện bây giờ dường như có chút nằm ngoài dự liệu của ông ta. Vương Nhất dường như mạnh quá mức rồi. Rắc rắc. Bảo vệ của Đồng Kiệt thấy vậy thì lập tức rút súng ra, chĩa vào đầu của Vương Nhất, cố hăm dọa. Nhưng Vương Nhất lại không thèm liếc nhìn, anh vẫn cất bước, giống như trốn không người. Những bảo vệ đó cũng không dám nổ súng, hình ảnh Vương Nhất một quyền miểu sát Lão Hồng, cường giả số một của nhà họ Đồng vào vừa rồi đã in sâu trong đầu bọn họ. Cường giả như này, dù bọn họ cầm súng thì có thể uy hiếp sao? Vương Nhất đi tới trước mặt Đồng Kiệt, từ trên cao nhìn xuống ông ta, nể mặt của Yên Nhiên, tôi không ra tay, ông tự làm đi. Đồng Kiệt không lên tiếng, chỉ có điều vẻ mặt rất dữ dằn. Vương Nhất ngồi xuống chiếc sofa, đợi Đồng Kiệt tự tử. Ba tự tử đi, con không cứu được ba. Lúc này, Đồng Yên Nhiên chạy vào, mắt đỏ hoe nói với Đồng Kiệt. Cô ta không nhẫn tâm nhìn cảnh Vương Nhất giết Đồng Kiệt, chỉ có thể bảo Đồng Kiệt tự làm. Đây chính là suy nghĩ của con. Đồng Kiệt mặt mày không cảm xúc liếc nhìn Đồng Yên Nhiên, xem ra, con cũng là kẻ ăn cây táo, rào cây sung, giữ lại vô dụng. Ba nói cái gì? Vẻ mặt của Đồng Yên Nhiên chợt đanh lại, không dám tin mà nhìn Đồng Kiệt. Cô ta đã gắng sức vì ba cô ta giành lấy cách chết còn chút thể diện, ít nhất sẽ giữ được toàn thây, sau này dễ chôn cất, sao trong mắt Đồng Kiệt thì thấy là ăn cây táo, rào cây sung chứ? Vương Nhất đứng dậy, xem ra ông muốn tôi tiến ông lên đường rồi. Đồng Kiệt cười lạnh một tiếng, Vương Nhất, cậu tưởng cậu thắng chắc rồi ư? Vừa dứt lời thì ông ta hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất khỏi đó. Sắc mặt của Vương Nhất hơi thay đổi, lập tức nhìn sang Đồng Yên Nhiên, cẩn thận. Vụt! Một bóng đen xẹt qua, Đồng Kiệt giống như ma quỷ xuất hiện ở trước mặt Đồng Yên Nhiên. Yên Nhiên, ba có thể sống hay không thì xem vào con rồi. Trong mắt ông ta lập lòe tia lạnh đầy điên cuồng, bỗng nhiên thò một tay ra, tóm về phía cổ họng của Đồng Yên Nhiên. Ông ta muốn bắt Đồng Yên Nhiên làm con tin để chạy trốn. Tuy nhiên ngay sau đó, Đồng Yên Nhiên trước mắt cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, Đồng Kiệt tóm hụt. Cái gì? Ông ta bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy Đồng Yên Nhiên vốn ngây ra ở trước mặt ông ta,
vậy mà sửng sốt nằm trong lòng Vương Nhất. Cô ta bị dọa tái mặt, ôm chặt cổ của Vương Nhất. Vương Nhất đã quen với suy nghĩ của Đồng Kiệt, dành trước một bước, cứu Đồng Yên Nhiên đi. Để Đồng Yên Nhiên xuống, cô ta mặt mày cực kỳ phẫn nộ, ba vậy mà ngay cả con cũng muốn giết, ba không phải là người. Cách làm đổ bể, biểu cảm của Đồng Kiệt cũng trở nên lạnh lùng. Soạt một cái, ông ta cởi áo trên da, lộ ra thân trên cường tráng. Ông ta rõ ràng đã có tuổi, nhưng vóc dáng vẫn rất tốt, đặc biệt là bắp tay của ông ta, vậy mà lớn thêm một vòng trong nháy mắt. Mắt của Vương Nhất hơi nheo lại, nhìn ra Đồng Kiệt cũng là một cao thủ. Răng rắc. Vào lúc này, trong bức tường của biệt thự nhà họ Đồng truyền tới âm thanh đá vỡ rơi xuống. Mọi người quay đầu nhìn, ngay lập tức đồng tử co rút. Lão Hồng quản gia vốn nên bất tỉnh, vậy mà đứng dậy, lau máu ở khóe miệng, trong mắt cũng tràn ngập sự dữ tợn. Quát con, vậy mà có thể làm tôi bị thương, nói ra ngoài cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Vương Nhất, bây giờ phải làm sao? Đồng Yên Nhiên với vẻ mặt mất hồn mất vía đứng mặt bên cạnh Vương Nhất cũng bị kinh sợ vô cùng. Đừng nói cái khác, chỉ riêng chuyện Đồng Kiệt đột nhiên bạo phát đã đủ dọa cô ta rồi. Cô ta cũng mới biết ba của mình lại là một cường giả. Cộng thêm Lão Hồng của trước đó, Vương Nhất bây giờ nghiễm nhiên rơi vào cảnh bị bao vây tứ phía. Trái tim của Đồng Thiên Tường cũng nâng lên. Vương Nhất là hy vọng cuối cùng của bọn họ, nếu Vương Nhất thua, vậy bọn họ đều xong đời. Lão Hồng, tôi và ông hợp sức giết tên này. Đồng Kiệt trầm giọng nói. Được, ông chủ, rất lâu không kề vai tác chiến với ông rồi. Trên mặt Lão Hồng cũng hiện ra sự dữ tợn. Ngay sau đó, trước có thiết quyền bá đạo của Đồng Kiệt, sau có cực phong lăng lệ của Lão Hồng. Trên mặt Vương Nhất lại nở nụ cười quỷ dị. Kéo Đồng Yên Nhiên biến mất khỏi đó, sau đó tung ra một quyền rất mạnh. Một luồng lực đạo mạnh mẽ lập tức bùng nổ, khiến mặt mày Đồng Kiệt và Lão Hồng lập tức trở nên hoảng. Ở trước cỗ lực lượng này, bọn họ vậy mà nhỏ bé như con kiến. Bụp bụp, giống như hai đạo sấm sét nổ vang, Đồng Kiệt và Lão Hồng bay ngược ra, lộ âm ngực lõm xuống, xương cốt toàn thân gãy từng chiếc. Phụt, tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải áp nhé. Lục phủ ngũ tạng của hai người đều bị hủy hoại, phun ra một ngụm máu tươi. Lão Hồng chết tại chỗ, Đồng Kiệt vẫn đang kéo chút hơi tàn, lúc này ông ta kinh hoàng trợn to mắt, trong mắt tràn ngập sự sững sờ. Cậu là chiến thần. Còn chưa nói ra nội dung còn lại thì ông ta trợn tròn hai mắt, chết đi. Vẻ mặt Vương Nhất rất lạnh lùng, anh biết Đồng Kiệt muốn nói cái gì. Chiến thần nhất mạch. Còn Đồng Kiệt tại sao lại biết cái tên này, chắc là Lão Hồng nói cho ông ta. Lúc Lão Hồng còn trẻ là người của nội môn hiệp hội võ đạo, tuy đã rút ra, nhưng nhất định có nghe nói chiến thần nhất mạch mà võ si sáng lập. Lúc này, nhà họ Đồng chết lặng, hơn nữa tản ra mùi máu tanh gai mũi. Đồng Yên Nhiên đơ tại chỗ, vẫn chưa hoàn hồn được từ trong cơn chấn động vừa rồi. Vẫn là Đồng Thiên Tường phản ứng lại trước, vẻ mặt cực kỳ kích động, chúc mừng anh Vương, bình định loạn của nhà họ Đồng. Không phải chúc mừng tôi, mà là Yên Nhiên. Vương Nhất quay đầu với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn sang Đồng Yên Nhiên, bây giờ nhà họ Đồng do cô làm chủ. Đồng Yên Nhiên không hề vui khi được làm gia chủ, vẻ mặt ngây ngốc nhìn thi thể của Đồng Kiệt. Rất nhanh thì mắt đã đỏ hoe, trong hốc mắt ngân ngấn nước mắt. Nhưng cô ta rất quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Vương Nhất thấy vậy thì cũng khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Tối nay, tuy anh đã ra tay hộ Đồng Yên Nhiên, bình định phản loạn của nhà họ Đồng cũng đã trải qua một lần sàng lọc, vị trí gia chủ rơi vào tay của Đồng Yên Nhiên. Nhưng cũng tạo thành tổn thương rất lớn đối với trái tim của Đồng Yên Nhiên. Tối nay, cô ta đã trải qua đủ nhiều rồi. Anh nhìn sang Đồng Thiên Tường, do anh ra lệnh đi. Đồng Thiên Tường gật đầu, sau đó đanh giọng nói, từ nay về sau, cô Yên Nhiên là chủ nhân mới của nhà họ Đồng, ai dám không phục thì bọn họ là kết cục. Anh ta chỉ vào thi thể la liệt ở sân, vẻ mặt tràn ngập sát khí. Những bảo vệ của Đồng Kiệt bị dọa sợ không thôi, vốn dĩ bọn họ tưởng đi theo Đồng Kiệt thì có thể đi tới đỉnh phong, không ngờ bây giờ ngay cả bản thân Đồng Kiệt cũng chết rồi, càng đừng nói đám lâu la như bọn họ. Nhưng Đồng Thiên Tường cũng không đuổi cùng giết tận, dù sao bọn họ là bảo vệ duy nhất trong đêm hỗn loạn của nhà họ Đồng, nếu giết hết, vậy thì nhà họ Đồng sẽ biến thành cái vỏ rỗng. Các người xử lý những thi thể này, sau đó nói với bên ngoài, mấy ngày nay nhà họ Đồng không gặp khách. Sản nghiệp của nhà họ Đồng cũng như vậy.
Tuy đầu óc của Đồng Thiên Tường không bằng Đồng Chi Thu nhưng cũng coi như giỏi, rất nhanh đã bố trí hai mệnh lệnh. Còn có một mệnh lệnh nữa. Vương Nhất bỗng mở miệng, rất nhiều sản nghiệp dưới tên của nhà họ Đồng trong những năm nay đều không sạch, tôi muốn tất cả thành viên của nhà họ Đồng rửa tay chậu vàng, sau này không được dính tới những việc đen tối này nữa. Người làm trái chỉ có một con đường chết. Biểu cảm của Vương Nhất rất nghiêm nghị, giọng điệu đanh thép, tính cách quyết tuyệt, anh rất phản cảm đối với sản nghiệp đen mà nhà họ Đồng làm trước kia. So sánh ra thì nhà họ Diệp thật sự trong sạch. Ngay lập tức tất cả mọi người của nhà họ Đồng câm như hến, bao gồm cả Đồng Thiên Tường cũng tỏa mồ hôi lạnh đầy trán. Chỉ cần là một thành viên của nhà họ Đồng, về cơ bản đều từng dính dáng đến những sản nghiệp không sạch sẽ, nếu thật sự truy cứu, không ai thoát liên quan cả. Vương Nhất là muốn để nhà họ Đồng thật sự sạch sẽ. Vâng, anh Vương. Không dám chậm trễ, Đồng Thiên Tường lập tức đồng ý. Vương Nhất lúc này mới gật đầu. Vào lúc này, ở cửa lớn của nhà họ Đồng có rất nhiều xe sang chạy vào, một đám người vội vàng chạy tới. Chính là Diệp Kình Hiên của nhà họ Diệp. Trước đó vốn muốn ủng hộ Đồng Yên Nhiên, nhưng vì sự kiến sử dụng toàn lực, chọc từ trong, nhà họ Diệp gặp phải một vài rắc rối nên không kịp thời chi viện. Không dễ dàng gì đợi được sự việc được giải quyết, Diệp Kình Hiên lập tức chạy tới nhà họ Đồng. Lòng anh ta nóng như lửa đốt, rất lo lắng cho an nguy của Đồng Yên Nhiên. Tuy nhiên, vừa bước vào sân của nhà họ Đồng thì anh ta lập tức sững người. Thi thể đầy sân, không chỉ có đám con riêng của nhà họ Đồng, còn có thi thể của Đồng Kiệt. Bỗng chốc, Diệp Kình Hiên trợn to mắt, trong mắt tràn ngập sự khó tin, chuyện này rốt cuộc là sao? Lúc này, Đồng Yên Nhiên đã hoàn hồn. Nói lại toàn bộ dị biến và chuyện lật ngược vào tối nay, cuối cùng nói, may ngờ Vương Nhất giúp em, nếu không em bây giờ đã chết rồi. Nói xong, Đồng Yên Nhiên cũng sợ hãi một trận, nước của nhà họ Đồng vậy mà sâu như thế. Trước tiên không nói tới chuyện Đồng Chi Thu có liên quan với nhà họ Lãnh, chỉ riêng chuyện hai cao thủ Đồng Kiệt và quản gia Lão Hồng, không phải là người nhà họ Diệp có thể ngăn chặn. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Diệp Kình Hiên càng thêm trịnh trọng, cúi người trước Vương Nhất. Cảm ơn anh Vương đã cứu em út. Vương Nhất xua tay, sau này nhà họ Đồng và nhà họ Diệp không cần xảy ra xung đột nữa. Đó là đương nhiên. Diệp Kình Hiên nhoẻn miệng cười, trước đó tôi và Đồng Kiệt có thù, bây giờ Đồng Kiệt đã chết, tôi và nhà họ Đồng cũng không còn thù oán gì nữa. Anh ta khựng lại một chút thì quay đầu nhìn sang tất cả mọi người của nhà họ Diệp, trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Diệp không còn thù nữa, chỉ có hai nhà họ Đồng, Diệp. Nghe vậy, biểu cảm của Đồng Yên Nhiên lúc này mới tốt hơn một chút. Nhà họ Diệp và nhà họ Đồng lại trở thành người một nhà, điều này có lẽ là tin tốt duy nhất trong tối nay. Công việc về sau của nhà họ Đồng thì giao cho bọn họ làm, Vương Nhất định rời đi. Tuy nhiên mới đi được một bước, một người mềm mại thơm ngát lao tới, ôm chặt cánh tay của Vương Nhất. Vương Nhất, đừng đi. Sắc mặt của Vương Nhất hơi thay đổi, còn có chuyện gì nữa sao? Tối nay anh có thể ở bên tôi không? Hốc mắt Đồng Yên Nhiên đỏ hoe, trong ánh mắt nhìn Vương Nhất tràn ngập sự mong chờ và khát vọng. Vương Nhất khẽ thở dài trong lòng, cô ta chỉ là một cô gái, buổi tối trải qua chuyện lừa gạt và lợi dụng của ba, lại tận mắt thấy ba chết ở trước mặt mình, tâm thần không sụp đổ thì đã rất kiên cường rồi. Nhưng anh vẫn không thể đồng ý. Xin lỗi, tôi phải trở về, vợ tôi còn đang đợi tôi. Nói xong thì Vương Nhất rút tay ra khỏi tay của Đồng Yên Nhiên. Xoay người muốn đi. Vương Nhất, anh ghét ở chung với tôi vậy sao? Đồng Yên Nhiên lại kiên trì đuổi theo, chặn ở trước mặt Vương Nhất. Một đôi mắt hoa đào cũng không còn phong tình quyến rũ của trước đây, chỉ có sự đau thương và u oán. Vương Nhất chợt sững người, sau đó cười khổ một tiếng. Anh chỉ là muốn chăm sóc vợ còn đang trên giường bệnh, cô ta nghĩ đi đâu thế? Tôi không ghét cô, ngược lại tôi rất nguyện ý làm bạn, chỉ là vợ tôi truyền máu xong. Vẫn đang hôn mê, tôi phải chăm sóc cô ấy. Vương Nhất mặt mày nghiêm túc. Nghe thấy lời nói của Vương Nhất, Đồng Yên Nhiên lại chuyển khóc thành cười, thật sao? Thật. Vương Nhất bất lực nói, tôi biết đả kích của cô lớn thế nào, nhưng vẫn có người để ý tới cô, không phải ư? Đồng Yên Nhiên vô thức nhìn sang Diệp Kình Hiên, phát hiện anh ta đang khẽ mỉm cười với mình. Bỗng chốc, cô ta cũng ý thức được yêu cầu của mình quá đáng như nào, chỉ có thể buồn bã nói, vậy được rồi. Vương Nhất mỉm cười, bây giờ cô là chủ của nhà họ Đồng, còn là nữ gia chủ đầu tiên, phải có chút dáng vẻ. Ừ, Đồng Yên Nhiên được cổ vũ, tinh thần tốt lên không ít.
Vương Nhất đi được mấy bước, giọng nói của Đồng Yên Nhiên lại truyền tới từ đằng sau. Vương Nhất, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Vương Nhất khẽ mỉm cười, dứt khoát vẫy tay. Cách nhà họ Đồng không xa có một chiếc xe sang màu đen đỗ ở đó. Người trong xe nhìn một màn này thì móc điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Cậu chủ, nhà họ Đồng thất bại toàn diện. Ừ. Người đàn ông trong điện thoại khẽ cười một tiếng, dường như không để tâm với kết quả này, chuyện này thất bại rồi, nhưng ở một bên khác lại thành công rồi. Tiếp theo thì đợi một kích chí mạng của cô Kim. 3. Vương Nhất về đến bệnh viện thì Vương Tử Lam nhanh chóng chạy tới, ôm chặt lấy ống quần của anh. Cô bé giống như chịu ấm ức gì đó, vẻ mặt rất không vui. Tử Lam ngoan, ba hôn một cái. Vương Nhất lập tức bế Vương Tử Lam lên, hôn một cái vào mặt cô bé, sau đó mới nhìn sang Lý Mộng Đình, không xảy ra vấn đề gì chứ. Không có không có. Lý Mộng Đình vội xua tay, do dự hồi lâu, cô ta vẫn không định nói chuyện xảy ra trước đó ở bệnh viện cho Vương Nhất. Chỉ là sự hổ thẹn trong lòng cô ta lại càng sâu. Vậy thì tốt. Vương Nhất mỉm cười, sau đó đi tới bên giường của Lý Khinh Hồng, nắm chặt tay của cô. Trên mặt tràn ngập sự đau lòng. Khinh Hồng, nhất định phải mau tỉnh lại. Thiếu chủ. Lúc này Lãnh Nhan đi vào, vẻ mặt nghiêm trọng. Bên đó có tin tức rồi, EC sẽ đến Thiên An vào ngày mai. Nghe thấy tin này, Vương Nhất lập tức đứng dậy, chuyện này là thật ư. Lý Mộng Đình ở một bên mặt mày nghi hoặc, EC là ai? Với thân phận của cô ta còn lâu mới được tiếp xúc với loại người có cấp bậc như Thất Si. Vương Nhất cũng không giải thích, chỉ vui vẻ nói, tốt, nói với anh ta, ngày mai tôi đích thân tới sân bay đón. Vâng. Cúp điện thoại, Vương Nhất quay đầu liếc nhìn Lý Thiên Dương đang hôn mê, trên mặt cũng nở nụ cười. EC là anh bảo Lãnh Nhan đích thân gọi điện hỏi, vốn dĩ Vương Nhất không vội gọi EC tới đây đâu, ít nhất phải đợi chuyện hạ chân ở Giang Thành, nhưng ai có thể ngờ lại xảy ra chuyện như này. Lý Thiên Dương là ba của anh, ơn nặng như núi, Vương Nhất tuyệt đối sẽ không để ông xảy ra chuyện. Vì vậy đã gọi EC trở về sớm hơn. Có EC xuất mã, Lý Thiên Dương có tỷ lệ cao sẽ tỉnh. Vừa cúp điện thoại của Lãnh Nhan thì rất nhanh cuộc gọi của Khương Nhã Mi lại gọi tới. Cuộc gọi vừa kết nối thì truyền tới giọng nói lạnh lùng của Khương Nhã Mi, EC sắp tới sao? Vương Nhất sững người, bởi vì anh nghe ra, giọng điệu của Khương Nhã Mi lạnh hơn bình thường. Nhưng anh vẫn gật đầu, phải. Tôi cũng đi chung. Tút tút tút. Không cho Vương Nhất từ chối thì Khương Nhã Mi đã cúp máy. Vương Nhất cầm điện thoại ngây ra rất lâu. Cũng không biết tâm trạng của Khương Nhã Mi sao lại trở nên tệ như vậy. Một đêm không ngủ, cộng thêm tối qua trải qua biến cố của nhà họ Đồng, Vương Nhất rất nhanh đã ngủ ở trên giường bệnh của Lý Khinh Hồng. Trong mơ hồ, cảm thấy có người đang sờ tóc của mình, anh không khỏi mở mắt ra. Chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp đang nhìn anh với vẻ dịu dàng. Gương mặt vốn nên lạnh lùng, lúc này không có bất cứ sự lạnh lẽo nào, chỉ có sự dịu dàng vô tận. Vương Nhất lập tức có tinh thần. Không nhịn được mà thẳng người dậy, Khinh Hồng, em tỉnh rồi. Âm thanh cũng đánh thức Lý Mộng Đình, cô ta cũng ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt rất vui mừng. Tốt quá rồi, chị Lý, chị tỉnh rồi. Nói xong thì giống như ý thức được điều gì đó, vội vàng đỏ mặt rời đi. Em ra ngoài đi lại một vòng, hai người nói chuyện. Xảy ra chuyện như này, hai vợ chồng bọn họ nhất định phải nói chuyện một lúc, cô ta ở lại rất không thích hợp. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng ngạc nhiên nhìn cửa phòng, rất nhanh thì hoàn hồn lại, khẽ mỉm cười, em đã tỉnh từ lâu rồi. Vậy em tại sao không nói với anh? Em sợ làm ồn ảnh hưởng anh nghỉ ngơi. Ánh mắt Lý Khinh Hồng dịu dàng, mỉm cười nói với Vương Nhất, nhất định rất mệt nhỉ. Vương Nhất vội lắc đầu, không mệt, anh không hề mệt. Lý Khinh Hồng không nói gì, chỉ là ánh mắt càng thêm đau lòng. Từ tơ máu trong mắt Vương Nhất thì không khó nhìn ra. Trong khoảng thời gian cô hôn mê, anh đã lo lắng cho cô nhiều thế nào. Có được người chồng như này, người vợ còn cầu gì nữa? Chồng. Lý Khinh Hồng bỗng khẽ gọi một tiếng. Sao thế? Vương Nhất vừa đáp lại thì một cơn gió thơm ngát ập tới. Lý Khinh Hồng chủ động ôm lấy Vương Nhất, hôn nhẹ một cái vào mặt anh, cảm ơn anh. Nhất thời Vương Nhất cũng ngây ra. Mà Lý Khinh Hồng lại đỏ bừng mặt, nhanh chóng buông Vương Nhất ra. Lúc này Vương Nhất cũng hoàn hồn, anh nhìn gương mặt không tì vết của Lý Khinh Hồng, bỗng nói, cái gì cũng phải công bằng, hôn bên trái rồi, bên phải cũng phải hôn. Lý Khinh Hồng lập tức đỏ bừng mặt,
đánh anh một cái, Tử Lam còn đang ngủ đó. Chính vì Tử Lam đang ngủ mới là cơ hội hiếm có. Vương Nhất mặt mày nghiêm túc. Vậy, được rồi. Lý Khinh Hồng do dự một chút, nhanh chóng hôn một cái ở má phải của Vương Nhất, lần này hài lòng rồi chứ. Vương Nhất không đáp lại, chỉ sờ chỗ Lý Khinh Hồng đã hôn mà cười phá lên. Lý Khinh Hồng cũng mỉm cười, đồ ngốc. Vương Nhất bỗng nhớ tới điều gì đó, anh nói với Lý Khinh Hồng, vợ, lát nữa anh phải đến sân bay một chuyến. Lý Khinh Hồng thấy lạ nên hỏi, đến sân bay làm gì? Đón một người. Vương Nhất nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ cần anh ta ra tay, ba rất có khả năng có thể hồi phục. Thật sao, người này là ai? Nghe vậy thì Lý Khinh Hồng cũng có vẻ kích động. Lý Thiên Dương đỡ đạn vì cô, chung quy là một cái gai trong tim cô, cho dù biết nếu không đỡ thì cô sẽ chết, nhưng cô cũng cảm thấy áy náy. Đây là nguyên nhân Vương Nhất lúc đầu nhớ mãi không quên Lý Khinh Hồng. Thà tổn thương bản thân, cũng phải cứu người khác. 5 năm trước đối với Vương Nhất là như vậy, bây giờ đối với Lý Thiên Dương lại như vậy, người phụ nữ như này, Vương Nhất sao có thể không cho cô mọi thứ được chứ? Anh ta tên là Khương Sinh, mọi người gọi là EC. Vương Nhất nói với Lý Khinh Hồng. EC. Vẻ mặt của Lý Khinh Hồng hơi thay đổi, sau đó rơi vào trầm mặc. Vương Nhất còn tưởng cô vui quá nói không thành lời, không ngờ Lý Khinh Hồng trầm mặc một lúc thì bỗng hỏi, anh ta và Thương Si Thương Kính Tùng, nhạc si Thái Kim Phụng có quan hệ gì? Hoặc nói, có quan hệ gì với anh? Lời chất vấn bất thình lình, Vương Nhất nhất thời không phản ứng kịp, có hơi đơ ra. Lý Khinh Hồng không phải kẻ ngốc. Đặc biệt là sau khi biết thân phận của Vương Nhất thì cô càng ngày càng có loại cảm giác bị Vương Nhất bỏ xa. Rõ ràng cô mới là con gái của Vương tộc, thiên chi kiêu nữ, còn là chủ tịch của tập đoàn, nhưng sau khi cô càng ngày càng hiểu Vương Nhất, sự chênh lệch giữa cô và Vương Nhất lại càng ngày càng lớn, giống như cách trời và đất. Chỉ có ở lĩnh vực nào đó có quyền uy và quyền lực rất lớn mới có thể được gọi là si. Mà bất luận là Thương Si hay Nhạc Si đều có quan hệ với Vương Nhất, bây giờ lại tới thêm một y si. Sự nghi ngờ của Lý Khinh Hồng đối với Vương Nhất càng ngày càng lớn. Thấy Vương Nhất trầm mặc, vẻ mặt của Lý Khinh Hồng lại dịu đi một chút, nếu anh không muốn nói, cũng không sao, dù sao anh sẽ không hại em. Cô là một người tùy hứng, cho dù bản thân muốn biết, chỉ cần đối phương không muốn nói thì cô cũng sẽ không ép anh. Vẻ mặt của Vương Nhất rung động, vội vàng giải thích, em đừng hiểu lầm, anh không có ý không nói cho em, anh chỉ là đang nghĩ nên nói như nào. Mặc kệ là Thương Si hay Nhạc Si, hay là Y Si, bọn họ đều đứng về phía anh. Vương Nhất vẫn nói ra một chút sự thật. Thất Si của nước Hát, thật ra đều nghe lệnh của Vương Nhất, chỉ có điều nói ra thì quá kinh hãi thế tục, Vương Nhất đổi cách nói khiến người khác dễ chấp nhận hơn. Nhưng Lý Khinh Hồng vẫn cực kỳ sửng sốt. Chẳng trách ngay cả Thương Hội Hồng Ưng cũng cung kính với Vương Nhất, chẳng trách đệ tử của Nhạc Si sẽ không chút do dự mà chọn tập đoàn Lệ Tinh của cô. Thật ra không phải là nể mặt cô, mà là Vương Nhất. Nhất thời vẻ mặt của Lý Khinh Hồng có hơi đờ đẫn, vậy mà có loại cảm giác không xứng với Vương Nhất. Vương Nhất lại rất tự nhiên mà nắm tay của cô, còn nhớ lời anh nói không, em đối với anh mà nói có ý nghĩa rất sâu đậm, cái anh nợ em cả đời này cũng không thể trả hết, chuyện anh có thể làm chỉ có bảo vệ em một đời bình an. Khi anh nắm tay em, cả thế giới đều xoay quanh vì em. Nghe thấy lời nói gần như tỏ tình đó của Vương Nhất. Lý Khinh Hồng cũng đỡ họng tình mà đỏ hoe mắt. Phải. Với thân phận của anh, người phụ nữ nào mà không có, nhưng lại cứ túc trực ở bên cạnh cô, bỏ ra mà không cầu nhận lại, bầu bạn bên nhau, như vậy là đủ rồi. Chồng, cảm ơn anh. Lý Khinh Hồng rơi nước mắt hạnh phúc, cô rất may mắn, không có bỏ lỡ Vương Nhất. Vợ, anh cũng phải cảm ơn em. Vương Nhất khẽ mỉm cười, sau khi hôn một cái trên mặt Lý Khinh Hồng, lúc này mới ra khỏi phòng bệnh. Dưới tòa nhà bệnh viện, Khương Nhã Mi đã đợi từ lâu. Lên xe. Vương Nhất lên chiếc xe Porsche màu đen đó, Khương Nhã Mi đạp ga, đến sân bay đúng giờ. Máy bay từ từ hạ cánh. Một người đàn ông tóc trắng từ từ bước ra, chính là EC. EC thật ra không già. Nhìn trông cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Chỉ là một mái tóc bạc trắng khiến anh ta nhìn trông hơi già. Đi tới gần, Vương Nhất và Khương Nhã Mi cũng nhìn thấy gương mặt của EC. Tướng mạo rất giống văn nhân cổ đại, mặc trên mình chiếc áo choàng trắng, mày kiếm rõ ràng. Ở sân bay người qua người lại, ánh mắt của anh ta chỉ nhìn thoáng qua thì nhìn thấy Vương Nhất và Khương Nhã Mi ở trong đám đông, không khỏi cất nhanh bước chân. Vương Nhất nở nụ cười,
Khương Nhã Mi lại bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rất không vui. Xin hỏi cậu chính là ngài Y Si sao? Bỗng nhiên một ông lão ăn mặc rách dưới, bẩn thỉu đi về phía Y Si, vẻ mặt đầy khẩn trương. Y Si dừng bước chân, không vì cách ăn mặc của đối phương mà sinh lòng chán ghét, ngược lại khẽ mỉm cười, y thuật vô bờ, trên đời không có người si mê tuyệt đối, ông lão đừng nói tới danh hiệu Y Si nữa, trực tiếp gọi Khương Mỗ là được. Ông lão bẩn thỉu nghe vậy thì càng kích động tới múa tay múa chân, khi còn sống, cuối cùng cũng gặp được Y Si. Người ở xung quanh đều liếc nhìn ông ta một cách chê bai, tất cả đều đi vòng. Ông lão rách dưới cũng không để bụng, vội nói, ngài Y Si, tôi có chuyện lớn muốn nhờ cậu giúp, hai đứa cháu của tôi, một đứa nằm trong bệnh viện hôn mê đến nay, một đứa phần lớn gương mặt bị hủy hoại, muốn mời Y Si đi chữa trị. Y Si chợt sững người, sau đó cười nói, tôi biết rồi, ông lão, hai đứa cháu của ông tôi sẽ đi thăm, chỉ là bây giờ tôi có việc gấp, có thể đợi vài ngày không? Thái độ của Y Si khách sáo, càng không có lời không đúng mực, không ngờ ông lão lại thay đổi sắc mặt, kích động nói, không được, tôi không đợi được, ngài cậu bây giờ theo tôi đi chữa trị cho hai đứa cháu của tôi. Nói xong thì túm lấy cổ tay của Y Si, muốn cưỡng chế kéo đi. Nhưng bất luận ông ta dùng sức thế nào, Y Si vẫn không nhúc nhích. Bụp, Y Si giật mạnh tay áo, ông lão bẩn thỉu đó loạng choạng vài bước về sau. Tôi đã nói rồi. Đợi giải quyết chuyện quan trọng xong thì tôi tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Y Si tức giận nói, nếu ông còn quấn lấy như này, đừng trách tôi không khách sáo. Động tĩnh bên đó đương nhiên gây nên sự chú ý của Vương Nhất. Ông lão bẩn thỉu đó, Vương Nhất lại có chút gương mặt, hình như từng gặp ở đâu đó. Ông ta là ai? Vương Nhất hỏi. Khương Nhã Mi liếc nhìn, hờ hững nói, ông ta là ông nội của Kim Thúy Như, nguyên gia chủ của nhà họ Kim, Kim Tuân. Là ông ta sao? Vương Nhất hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ lại, anh cũng nhớ ra rồi. Nửa năm trước, khi anh đến nhà họ Kim đòi lời giải thích, trong lúc tức giận thì diệt nhà họ Kim, trên dưới mấy chục người đều bị bắt, trong đó bao gồm gia chủ của nhà họ Kim, Kim Tuân. Chỉ có điều Kim Tuân của lúc đó tràn ngập khí lực, chỉ điểm giang sơn, đâu có ăn mặc giống như ăn mày như bây giờ. Vương Nhất cũng có hơi suýt xoa. Ai có thể ngờ được một ông lão ăn xin như này từng là gia chủ của nhà họ Kim cao cao tại thượng. Ông ta không phải nên bị nhốt trong tù hay sao, sao lại ở đây? Vương Nhất hỏi. Khương Nhã Mi nói, đây đều là một vài chuyện nhỏ nên Tiêu Thiết không thông báo với cậu Kim Tuân năm nay đã hơn 80 tuổi, không chịu được cuộc sống khổ sở trong tù, mấy lần suýt chết, vì để bảo đảm sự an toàn của Kim Tuân, bọn họ đã liên lạc với Kim Thúy Như. Kim Thúy Như đã trả một khoản tiền. Bảo lãnh Kim Tuân ra ngoài, nhưng sau khi bảo lãnh ra khỏi tù, Kim Thúy Như không cho Kim Tuân về nhà họ Kim, mà tùy tiện để ông ta tự sinh tự diệt, thật là người phụ nữ tàn nhẫn. Nhẫn tâm vậy sao? Đối với điều này, Vương Nhất chỉ cười khổ một tiếng. Hôn duyên của anh và Kim Thúy Như 5 năm trước vốn là để đuổi Kim Thúy Như đi, chỉ là Kim Thúy Như không muốn ngồi không chờ chết, đề xuất cách để Vương Nhất ở rể. Kẻ đầu sỏ là Kim Tuân, dựa theo tính cách có thù tất báo của Kim Thúy Như. Không để ông ta chết trong tù đã rất nhân từ rồi. Chỉ có điều, Vương Nhất đối với Kim Tuân của bây giờ, chỉ có thương xót. Một thân một mình, không ai chăm sóc, tình trạng như này vẫn lo cho hai đứa cháu của ông ta, Vương Nhất muốn hận cũng không hận được. Hai đứa cháu của ông ta, Kim Thành Vũ và Kim Thanh Vân, một người bị Khương Nhã Mi đánh gãy xương toàn thân, đến nay là người thực vật, mà Kim Thanh Vân thì cả gương mặt bị đốt tới biến dạng. Người trên đời này có thể cứu được. Cũng chỉ có Y Si. Kim Tuân cũng tức giận, cậu có biết cháu gái của tôi là ai không? Nó bây giờ là gia chủ của nhà họ Kim tiếng tăm lẫy lừng, yêu nữ của nhà họ Kim người gặp người sợ, cậu không đi theo tôi bảo đảm, cậu không ra được khỏi thành phố Thiên An này. Mặt của Kim Tuân đỏ bừng, vì để khiến Y Si lập tức chữa trị cho cháu của mình, ông ta trực tiếp cáo mượn oai hùm. Vậy ư, tôi nhớ trước khi nhà họ Kim chưa tan rã, cũng không có quyền thế lớn như thế nhỉ? Lúc này thì vang lên một giọng nói bình tĩnh. Thiếu chủ, nhìn thấy bóng người đi tới phía này, Y Si lập tức nở nụ cười, vui vẻ nói. Hừ, Khương Nhã Mi ở một bên lại hừ một tiếng mặt này lạnh lẽo, giống như rất không chào đón Y Si. Y Si khẽ mỉm cười, không hề để tâm ánh mắt không thân thiện của Khương Nhã Mi. Vương Nhất, Kim Tuân lại có ánh mắt sững sờ, bịch bịch lùi lại ba người, ngồi phịch xuống đất. Thiếu chủ. Y Si cung kính hành lễ, sau đó nghiêm túc nói,
biết được thiếu chủ có việc cần dùng tới tôi lập tức chạy tới Thiên An. Vương Nhất gật đầu, không tồi. Y Si nhìn về phía sau, cô bé Lãnh Nhan đâu? Cô ấy ở bệnh viện bảo vệ an toàn của người nhà tôi. Vương Nhất nói, Lãnh Nhan cũng gọi anh là thiếu chủ, hoàn toàn là gọi theo Thất Si, có thể thấy quan hệ của Lãnh Nhan và bọn họ cũng rất tốt. Thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ, mặt mày Kim Tuân lại xám như cho tàn, không dễ dàng gì mới tìm được Y Si, có thể cứu được Kim Thành Vũ, không ngờ nửa đường nhảy ra một Vương Nhất. Hơn nữa, vậy mà còn gọi Vương Nhất là thiếu chủ. Điều này lập tức dập tắt hy vọng của Kim Tuân. Chúng ta đi thôi. Vương Nhất định đưa Y Si đến bệnh viện. Kim Tuân lại gầm lên một tiếng, khoan đã. Đám người Vương Nhất đều dừng bước, quay đầu nhìn Kim Tuân. Gia chủ của nhà họ Kim trước đây sa sút tới cảnh này, Vương Nhất căn bản sẽ không muốn đối phó ông ta. Đương nhiên, anh cũng không phải là người sẽ chủ động gây chuyện. Lúc này, gió thổi rối mái tóc bù xù của Kim Tuân, gương mặt của ông ta càng thêm già nua. Ông ta tức giận nhìn Vương Nhất, bỗng nhiên bụp một tiếng, quỳ ở trước mặt Vương Nhất. Trán đập mạnh xuống đất, lập tức có vết máu. Sắc mặt của Vương Nhất hơi thay đổi, ông là muốn làm gì? Mối thù 5 năm trước thì xí xóa hết khi nhà họ Kim bị diệt môn, anh và nhà họ Kim đã không còn nợ nần gì nhau nữa. Đầu của Kim Tuân vẫn dập trên đất, trầm giọng nói, cầu xin cậu để ngài Y Si cứu cháu của tôi. Tôi nguyện dùng cái mạng già này của tôi để đổi. Vương Nhất trầm mặc nhìn một màn này, từ giọng điệu của Kim Tuân, anh có thể cảm nhận được ông ta thật sự hối hận, cũng thật sự biết sai rồi. Ông ta của bây giờ không phải gia chủ của nhà họ Kim, chỉ là một ông lão ăn mày quan tâm tới cháu của mình mà thôi. Anh khẽ thở dài, ông không cần như vậy, Y Si đã nói rồi, chữa xong cho người thân của tôi, anh ta tự sẽ đến chữa cho Kim Thành Vũ. Chuyện này không phải nghe lệnh của ai, mà là tuân thủ tấm lòng bác sĩ của anh ta. Lời này vừa dứt, Kim Tuân cả người rung lên, trong mắt tràn ngập sự áy náy. Ông ta đã sống 80 năm, lại không nhìn rõ tình hình bằng một thanh niên. Mà người này còn là người ở rể mà trước kia ông ta dùng để hạn chế cháu gái của ông ta. Thật là sự đời vô thường, vừa bi ai vừa cảm thán. Thiếu chủ, từ lần từ biệt ở biên giới phía Bắc đã có một khoảng thời gian, anh sống tốt chứ? Y Si ngồi ở vị trí phía sau, cười ha hả hỏi. Nhớ lại những năm tháng trong quân ngũ, Vương Nhất cũng nhếch khóe môi, nở nụ cười. Không tồi, có một người vợ yêu tôi, còn có một cô con gái 5 tuổi. Nói xong lại quay đầu nhìn sang Y Si, các anh cũng không cần gọi tôi là thiếu chủ, tôi đã giải ngũ, Thất Si tôi cũng giải tán rồi, các anh bây giờ là người tự do. Y Si nghe vậy thì lại trầm mặc một trận. Long chủ giải ngũ là tổn thất của ẩn vu, là tổn thất của quốc gia. May mà biên giới phía Bắc bây giờ đã không có kẻ địch, không ai dám xâm phạm nữa. Khi Vương Nhất giải ngũ, không có kinh động bất cứ ai, chỉ giải tán Thất Si mà thôi, chỉ có điều Thất Si không muốn rời đi, dùng cách của mình mà hiệu chung với Long chủ. Quy tắc không thể bỏ, lúc thiếu chủ cứu 7 người chúng tôi thì chúng tôi thề rằng, sẽ thề chết đi theo. Vẻ mặt của Y Si rất nghiêm túc, nói, chúng tôi đều đang điều tra chuyện 3 năm trước. Trong lòng Vương Nhất có luồng hơi ấm chảy qua. Nhưng vẫn nghiêm túc nói, tổ chức đó quá nguy hiểm, các anh đừng dính vào quá sâu. Y Si trầm mặc không nói, quay đầu nhìn sang Khương Nhã Mi, trên mặt nở một nụ cười. Vương Nhất sắp xếp anh ta và Khương Nhã Mi ngồi ở hàng ghế sau, là có thâm ý. Nhã Mi, tôi biết cô những năm nay sống không tốt lắm, nhưng cô phải biết, bất luận như nào cửa lớn trong nhà luôn mở vì cô bất cứ lúc nào. Sắc mặt của Khương Nhã Mi càng thêm lạnh lẽo, quay mặt đi, có liên quan gì tới anh chứ? Y Si cũng không để tâm, chỉ là không tiếp tục nói nữa, dừng lại đúng lúc. Vương Nhất thấy vậy cũng thở dài trong lòng. Xem ra Nhã Mi vẫn không thể tha thứ cho gia tộc của cô ấy. Y Si tên là Khương Sinh, Khương Nhã Mi cũng họ Khương. Quan hệ của hai người, nhìn thoáng cái là biết. Điều này Vương Nhất đã biết khi ở ẩn vu, sự đời có lúc lại trùng hợp như thế. Nửa tiếng sau, bọn họ đã tới bệnh viện. Khương Nhã Mi không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, cô ta lái xe rời đi, ngay cả câu chào cũng không có. Dõi theo xe của Khương Nhã Mi đi xa, khóe miệng của Y Si nở nụ cười khổ, tiếp tục nhìn sang Vương Nhất. Thiếu chủ, tôi có một chuyện muốn cầu xin. Vương Nhất biết là chuyện của Khương Nhã Mi, vì vậy vội nói, có chuyện gì? Tôi hy vọng thiếu chủ có thể chăm sóc cho Nhã Mi. Khương Sinh thở dài,
giọng điệu thâm trầm, Nhã Mi vẫn hận nhà họ Khương tôi, người trong nhà cũng rất bài xích cô ấy, chính vì như vậy, cô ấy mới tòng quân. Vốn tưởng tòng quân sẽ tìm được bến đỗ của cô ấy, không ngờ 3 năm trước lại xảy ra chuyện như vậy, số của Nhã Mi rất lận đận. Vương Nhất và Lãnh Nhan đều trầm mặc, Khương Nhã Mi chưa từng nói tới thân thế của mình, cũng là sau khi biết Y-si, bọn họ mới biết Khương Nhã Mi thật ra cũng là người của đại gia tộc đến từ Yên Kinh. Là cái gì khiến một cô gái của gia đình giàu có chạy đi tòng quân? Khương Sinh không nói, Khương Nhã Mi càng sẽ không mở lòng. Vương Nhất không tiện hỏi nhiều, chỉ nói với vẻ mặt trịnh trọng, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Nhã Mi, đêm mưa gió sấm chớp của 3 năm trước, tôi cũng đã cho cô ấy một lời hứa. Giọng nói của anh đanh thép, vẻ mặt kiên nghị, đủ thấy được sự quyết tâm của anh. Vậy tôi thay Nhã Mi, cảm ơn thiếu chủ. Y-si nói xong thì muốn hành lễ thì lại bị Vương Nhất kéo lại, tôi tìm anh tới là để chữa trị cho ba tôi, muốn cảm ơn thì cũng là tôi cảm ơn anh. Sự việc không thể chậm trễ, chúng ta mau đi vào. Bên phía bệnh viện cũng nhận được tí thông tin, viện trưởng dẫn một chủ nhiệm cấp cao đi tới đón tiếp. Giống với thương si nổi tiếng khắp thương giới, nhạc si nổi tiếng khắp giới giải trí, y-si cũng nổi tiếng khắp trong lĩnh vực y học. Không chỉ tinh thông chữa trị Tây y, còn được gọi là y vương thiếu niên. Một nhân vật tầm cỡ như này đặt chân tới bệnh viện bình thường như này, sao có thể không khiến viện trưởng kích động được? Hoan nghênh ngài y-si đã tới bệnh viện của chúng tôi. Y-si gật đầu, sau khi chào hỏi khách sáo với người của bệnh viện thì anh ta cầm được báo cáo bệnh án của Lý Thiên Dương. Xem một lát thì anh ta mỉm cười nói với Vương Nhất, tình hình của bệnh nhân không tính là phức tạp, tuy hôn mê nhưng có ý thức tự chủ, đối với mọi thứ ở bên ngoài, ông ấy đều biết. Nghe vậy thì Vương Nhất cũng vui mừng, nếu đã như vậy thì đi khám cho bệnh nhân đi. Được, một nhóm người lại đi vào trong phòng bệnh của Lý Thiên Dương và Lý Khinh Hồng. Điều khiến người khác ngạc nhiên là trừ Lý Mộng Đình và Vương Tử Lam ra, Châu Mỹ Ngọc vậy mà cũng ở đây. Chỉ một ánh mắt thì Y-si đã nhìn thấy Lý Khinh Hồng ngồi ở trên giường bệnh chơi với Vương Tử Lam, lập tức sắc mặt chợt thay đổi. Lý Khinh Hồng cũng phát hiện Y-si, cũng ngây ra. Từ phản ứng của hai người thì thấy bọn họ nhìn trông trước đây có quen biết. Thiếu chủ, vị này là vợ của anh sao? Trên mặt Y-si mang theo sự ngỡ ngàng, hỏi Vương Nhất. Vương Nhất gật đầu, sau đó đè thấp giọng, ở bên ngoài đừng gọi là thiếu chủ. Sau đó lại giải thiệu cho Lý Khinh Hồng, Khinh Hồng, đây là Y-si mà anh đã nói với em, người có khả năng lớn có thể khiến ba tỉnh lại, người khác gọi là Y Vương thiếu niên. Sau khi Vương Nhất nói xong, Châu Mỹ Ngọc lại toàn thân run rẩy, vẻ mặt kinh sợ. Chào anh! Lý Khinh Hồng lập tức đưa một tay ra. Chào cô! Y-si thoải mái bắt tay với Lý Khinh Hồng, mỉm cười, từ lâu đã nghe nói vợ của anh Vương dung mạo vô song, hôm nay gặp được, quả nhiên không tầm thường. Sau đó nhìn Vương Nhất, cười to một tiếng, thành phố ẩn thiên, phượng hoàng tung bay, uyên ương kết hợp, trung cổ cất tiếng. Trên mặt của Vương Nhất cũng nở nụ cười, một khoảng thời gian không gặp, tài ăn nói của anh tiến bộ rồi, mau khám cho ba tôi đi. Cùng lúc thì lưu tâm hơn. Anh vừa rồi rõ ràng nhìn ra, Lý Khinh Hồng và Y-si quen nhau, do đó có thể thấy, nhà họ Khương sau lưng Y-si, cũng đến từ Yên Kinh. Khương Sinh không chần chừ nữa, đang chuẩn bị kiểm tra. Không được. Đột nhiên, Châu Mỹ Ngọc đứng bật dậy, cả người chặn ở trước mặt Y-si, ông là ai, dựa vào đâu mà kiểm tra cho chồng tôi, có giấy phép hành nghề y không? Xảy ra chuyện cẩn thận tôi kiện ông. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Y-si cũng chưa phản kịp ứng là chuyện gì, quay đầu nhìn sang Vương Nhất như muốn hỏi. Vương Nhất cũng lạnh mặt, vừa rồi anh đã giới thiệu Y-si, Châu Mỹ Ngọc còn chặn ở trước mặt, rõ ràng không muốn chữa khỏi cho Lý Thiên Dương. Mẹ làm gì đấy? Còn không mau tránh ra. Lý Mộng Đình vội vàng kéo Châu Mỹ Ngọc ra, người ta là bác sĩ nổi tiếng, tới chữa bệnh cho ba. Châu Mỹ Ngọc đương nhiên biết Y-si là bác sĩ nổi tiếng, nhưng chính vì như vậy, bà ta mới không thể để Y-si chữa trị. Nếu Lý Thiên Dương tỉnh thì bà ta không phải đã làm uổng công hay sao? Đồng thời, bà ta cũng sợ, nếu hành động thất bại, có người điều tra tới bà ta thì cái gì cũng chấm hết rồi. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của bà ta trở nên rất khó coi, đột nhiên chỉ vào Y-si, hét lên một tiếng. Không được, mẹ không tin cậu ta, ngộ nhớ cậu ta là giả, muốn hại Thiên Dương thì phải làm sao? Giọng của Châu Mỹ Ngọc đột nhiên trở nên sắc bén, dọa cho tất cả mọi người trong phòng giật mình.
Trong phòng lập tức yên ắng, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Châu Mỹ Ngọc. Châu Mỹ Ngọc cũng ý thức được phản ứng của mình quá khích, vội vàng kéo Lý Mộng Đình ngồi xuống. Mộng Đình à, mẹ cũng là lo lắng cho sự an toàn của Thiên Dương, con nhìn xem người đó, toàn thân trên dưới đâu có điểm nào giống bác sĩ đàng hoàng chứ. Nói xong, Châu Mỹ Ngọc còn đưa tay chỉ cách ăn mặc của Khương Sinh, vẻ mặt khinh thường. Áo blau trắng cũng không mặc, đã là thời đại nào rồi, còn mặc áo choàng dài, quê mùa chết đi được. Lý Mộng Đình không biết hai chữ EC này đại biểu cho cái gì, cũng cảm thấy lời của Châu Mỹ Ngọc có lý, không khỏi nghi ngờ nhìn sang EC. Ai nói cho tôi biết, bác sĩ thì nhất định phải mặc áo blau trắng sao? Vương Nhất cũng lạnh lùng đáp lại. Một chiếc áo choàng, ý chỉ sự thanh liêm, cứu người chữa bệnh, sao ở trong mắt bà lại là quê mùa? Còn thanh liêm? Châu Mỹ Ngọc cười khinh thường, chỉ vào Khương Sinh rồi nói, cậu nhìn xem cách ăn mặc này của cậu ta, còn nhuộm cả đầu tóc trắng, đâu có bác sĩ nào ăn mặc như này. Theo tôi thấy, cậu ta là bác sĩ lang băm cậu tìm bừa ở trên phố, không có bản lĩnh gì cả, là tới lừa tiền. Mộng Đình, con tuyệt đối đừng để cậu ta chữa cho Thiên Dương, nếu chữa chết thì cái gì cũng hết. Châu Mỹ Ngọc mặt mày căng thẳng, dáng vẻ thật lòng nghĩ cho Lý Thiên Dương, kéo chặt tay của Lý Mộng Đình. Y Si mặt mày ngạc nhiên, quay đầu nhìn Vương Nhất với ánh mắt quỷ dị. Anh ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ gây sự vô lý như này, điều nực cười là người này còn là mẹ nuôi của thiếu chủ. Liên quan tới việc này bà có thể yên tâm, tôi có thể bảo đảm y thuật của anh ta, trong nước không có một ai hơn được. Vào lúc này thì truyền tới một giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng ở trên người Lý Khinh Hồng. Chỉ thấy ánh mắt của cô lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Châu Mỹ Ngọc. Châu Mỹ Ngọc lập tức thẹn quá hóa giận, chỉ vào Lý Khinh Hồng mà mắng, cô nói cái gì là cái đó sao? Cô lấy cái gì chứng minh, ngay cả chuyên gia ở đây cũng không biết Thiên Dương khi nào có thể tỉnh lại, cậu ta có thể biết sao? Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Lý Mộng Đình mặt mày khó coi, cũng cảm thấy Châu Mỹ Ngọc gây sự vô lý. Vương Nhất lạnh lùng nhìn Châu Mỹ Ngọc, bỗng nói, bà không muốn y si chữa trị cho ba như vậy, là căn bản không muốn ba tỉnh lại nhỉ. Cậu nói linh tinh cái gì? Trong mắt Châu Mỹ Ngọc vụt qua sự hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ đanh đá, chỉ vào Vương Nhất mà mắng, tôi thấy cậu mới là không muốn Thiên Dương tỉnh lại, cho nên tùy tiện tìm một tên lừa đảo giang hồ tới lừa chúng tôi. Nói không chừng cậu mới là kẻ đứng sau mọi chuyện, vợ cậu là tổng giám đốc tập đoàn, có gia sản bạc tỷ. Cậu tham lam tài phú của cô ta, cho nên mời tay bắn tỉa tới ám sát vợ của cậu để tiện thừa kế di sản của cô ta, kết quả bị Thiên Dương chặn được, chuyện tốt bị phá hỏng, trong lòng cậu cũng rất tức giận, tôi nói không sai chứ. Hai tay Châu Mỹ Ngọc chống hông, mặt mày mỉa mai nhìn Vương Nhất. Bà ta bỗng nhiên ý thức được, chứa mũi giáo vào y si căn bản không được, chỉ có ra tay với Vương Nhất và Lý Khinh Hồng mới có thể khiến lời của bà ta trở nên đáng tin. Lời của Châu Mỹ Ngọc cũng nói tới mức Lý Khinh Hồng sững người, không dám tin mà nhìn Châu Mỹ Ngọc. Cô không dám tin, đây chính là mẹ chồng sau này của cô, vậy mà ác độc như thế. Mẹ, mẹ im miệng có được không, đừng vu khống người tốt nữa. Mặt mày Lý Mộng Đình rất tức giận, ngay cả cô ta cũng không nhìn nổi nữa. Mộng Đình, ngay cả con cũng không tin mẹ sao, con là con gái của mẹ đó. Châu Mỹ Ngọc vừa khóc vừa quậy, không ngừng lay vai của Lý Mộng Đình. Ngay cả con cũng không tin mẹ, mẹ đã tạo nghiệt gì? Lại sinh ra đứa con gái như con. Đủ rồi. Lý Mộng Đình không nhịn được nữa, giằng khỏi tay Châu Mỹ Ngọc, hai mắt đỏ hoe, con không nhìn nổi nữa, mẹ, mẹ sao lại biến thành như này, ngay cả con cũng có chút không nhận ra mẹ nữa rồi. Nói xong thì cô ta bỗng nhìn sang Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, cúi sâu ngươi, xin lỗi Vương Nhất, xin lỗi chị Lý. Thật ra tối hôm qua mẹ em không chỉ muốn đánh Tử Lam, còn muốn đánh chị Lý đang hôn mê, nếu không phải em tới kịp lúc, sợ rằng đã. Lời này vừa dứt thì giống như tảng đá lớn rơi xuống biển, bầu không khí của cả phòng bệnh lập tức trở nên chết lặng. Sắc mặt của Vương Nhất lập tức trở nên u ám, cả người sát khí lẫm liệt, nhìn sang Châu Mỹ Ngọc. Điều cô ấy nói đều là thật sao? Bà dám ra tay với vợ con của tôi? Giọng nói của Vương Nhất ẩn chứa sát khí, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Châu Mỹ Ngọc bị dọa tái mặt, ngồi phịch lại trên ghế, không dám thở mạnh. Lý Khinh Hồng cũng không dám tin mà nhìn bà ta, cô vì cứu Lý Thiên Dương đã chuyển hai túi máu lớn, cuối cùng ngay cả sức đứng dậy cũng không có. Châu Mỹ Ngọc lại nhân lúc cô hôn mê không chỉ ra tay với cô,
còn ra tay với con gái của cô. Con im mồm cho mẹ. Châu Mỹ Ngọc bị dọa không thôi, vội vàng hét lên với Lý Mộng Đình. Sắc mặt Vương Nhất càng lạnh, không hỏi Châu Mỹ Ngọc nữa, mà nhìn sang Vương Tử Lam. Tử Lam, điều gì Mộng Đình nói đều là thật sao? Cô bé trốn ở đằng sau Vương Nhất, sợ sệt gật đầu, bà ngoại không chỉ muốn đánh chúng con, còn mắng chúng con. Soạt! Vương Nhất lập tức đi về phía Châu Mỹ Ngọc, ánh mắt nhìn bà ta tràn ngập sát ý. Sự kiên nhẫn của anh đối với Châu Mỹ Ngọc, cuối cùng đã tới điểm cuối. Cậu muốn làm gì? Người đâu, muốn giết người rồi. Thấy Vương Nhất đi về phía bà ta, Châu Mỹ Ngọc bị dọa la hét thất thanh. Vương Nhất, đừng! Vào lúc này, Lý Mộng Đình cản Châu Mỹ Ngọc lại, khóc lóc nói với Vương Nhất, tôi biết là mẹ sai, nhưng nói thế nào đi nữa, bà ấy cũng là mẹ tôi. Vương Nhất, Lý Khinh Hồng cũng kéo Vương Nhất, không nhẫn tâm mà nói, bỏ đi, em và Tử Lam không phải không sao hay sao? Hai lời cầu xin của Lý Khinh Hồng và Lý Mộng Đình, Vương Nhất cuối cùng vẫn rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, anh liếc nhìn Châu Mỹ Ngọc, đây thật sự là lần cuối cùng, nếu còn có lần nữa, tôi bảo đảm, không chỉ là tôi, ngay cả nhà họ Châu cũng sẽ biến mất. Cảm nhận được sát ý trong lời nói của Vương Nhất, cả người Châu Mỹ Ngọc run rẩy. Trong lòng bèn hạ quyết tâm không thể để Lý Thiên Dương tỉnh lại. Nếu không Vương Nhất thật sự sẽ giết bà ta. Khựng lại một chút, anh lại nhìn sang Lãnh Nhan, gọi Hồng Phật tới, trông chặt người phụ nữ này cho tôi. Vâng, thiếu chủ. Lãnh Nhan đáp một tiếng, sau đó đi ra ngoài gọi điện cho Hồng Phật. Bắt đầu. Vương Nhất nhìn sang Y Si, nói. Y Si gật đầu, đi thẳng tới bên cạnh Lý Thiên Dương. Có lời cảnh cáo của Vương Nhất. Châu Mỹ Ngọc cũng không dám ngăn cản nữa. Bà ta mặt mày lo lắng trốn ở một bên, giống như gai đâm sau lưng, bồn chồn không yên. Y Si đặt tay lên cổ tay của Lý Thiên Dương, qua nửa tiếng thì mới kết thúc việc chẩn đoán. May mà truyền máu kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm rồi. Lệnh tôn đã không có gì đáng ngại, chỉ là việc tỉnh lại cần một thời điểm thích hợp. Vương Nhất vội hỏi, thời điểm thích hợp gì? Ánh mắt của Y Si dừng ở trên tất cả gương mặt trong phòng. U ám thở dài, tôi chỉ có thể lợi dụng ngoại vật, đi ca một trên thích lục thức cảm quan của ông ấy, thật sự tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào người thân thiết mà ông ấy nhớ nhung nhất, để ông ấy nghe được tiếng lòng. Người thân thiết, lời của Y Si khiến tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Tay chân của Châu Mỹ Ngọc lạnh toát, bị dọa tới mức răng run cầm cập. Lý Mộng Đình cũng sửng sốt thốt lên một tiếng, người thân thiết, không phải là tôi hay sao? Ý của Y Si rất rõ ràng. Có vài trường hợp, không phải thuốc thang y thuật thì có thể giải quyết, ý nguyện của chính người bệnh cũng rất quan trọng. Thường sẽ có một vài người bệnh hôn mê, ở dưới sự đồng hành của người thân, không cần thuốc ca một trên thích thì tự mình tỉnh lại. Đây chính là tình thân máu mủ ruột ra, lời kêu gọi từ tận đáy lòng của bọn họ truyền đạt vào trong não bộ của người hôn mê, đánh thức ý thức của bọn họ. Lý Thiên Dương cũng là trường hợp này. Lý Mộng Đình túm chặt tay của Lý Thiên Dương, vui tới phát khóc, bắt đầu từ hôm nay. Con sẽ không đi đâu hết, con sẽ ở bên cạnh ba. Lý Tổng, bên phía công ty em muốn xin nghỉ phép một khoảng thời gian. Lý Khinh Hồng thoải mái đồng ý, biết cách để giúp Lý Thiên Dương khôi phục, cô cũng rất vui. Vương Nhất lại không lạc quan như thế, sự chú ý của bọn họ đều đặt ở ba chữ người thân thiết, nhưng bỏ qua điều kiện quan trọng nhất. Nhớ nhung nhất, ai là người thân mà ba nhớ nhung nhất? Lý Mộng Đình sao? Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người. Nhất định là Lý Mộng Đình. Nhưng Vương Nhất biết nhiều nội tình hơn thì không cho rằng như thế. Ánh mắt của anh như có như không dừng ở trên người Lý Khinh Hồng. Gỡ chuông buộc phải tìm người buộc chuông, anh có loại dự cảm, bí mật động trời vốn có thể giấu cả đời đó, sắp được khui ra. Bây giờ tôi dùng ngân châm ca một trên thích cảm quan của ông ấy. Không chút do dự, Y Si rút ngân châm ra, nhẹ nhàng đâm vào các huyệt vị trên người Lý Thiên Dương. Có thể thấy bằng mắt thường, ngón tay của Lý Thiên Dương hơi run rẩy. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thì vẻ mặt càng kích động. Chỉ có Châu Mỹ Ngọc mặt mày mất hết hồn vía, giống như mất hồn. Bà ta thế nào cũng không ngờ, cục diện vốn rất chắc chắn lại biến thành như bây giờ. Vương Nhất không biết từ đâu mời được một thần y, không những nói ra tình hình thật sự của Lý Thiên Dương, còn nói ra cách khôi phục. Cứ như này, bà ta thật sự làm uổng công rồi. Không được. Cứ tiếp tục như này nhất định sẽ tra tới mình phải làm chút gì đó. Ở trong góc mọi người đều không phát hiện,
vẻ mặt của Châu Mỹ Ngọc vô cùng dữ tợn. Rất nhanh, Y Si cất ngân châm, mỉm cười nói với Vương Nhất, thiếu chủ, tôi đã ca một trên thích một lượt các cảm quan trên cơ thể của ba cậu, chỉ cần người thân thiết mà ông ấy nhớ nhung nhất ở bên cạnh ông ấy, chắc có thể lợi dụng sức mạnh của tình thân, khiến ông ấy tỉnh lại. Vất vả rồi. Vương Nhất vỗ vai của anh ta. Nên làm, đây cũng là chỗ kỳ diệu của chữa bệnh cứu người. Trên mặt Khương Sinh cũng nở nụ cười, thiết bị có tân tiến nữa, thuốc có hiệu quả hơn nữa, có lúc lại không có tác dụng bằng một tiếng gọi của người thân, có thể đây là mị lực của tình thân. Câu nói này Y Si nói từ tận đáy lòng, Vương Nhất cũng rất tán thành. Khoảng thời gian này, tôi sẽ ở lại Thiên An mấy ngày, cho tới khi ba cậu tỉnh lại thì tôi mới tiếp tục việc của mình. Y Si lại nói. Vương Nhất mặt mày trịnh trọng, nói cảm ơn, cảm ơn. Lý Khinh Hồng cũng xuống giường, cùng với Lý Mộng Đình bày tỏ lời cảm ơn. Tiếp theo đi đâu? Vương Nhất hỏi. Y Si khẽ mỉm cười, đi chữa cho bệnh nhân khác. Vương Nhất biết, anh ta muốn đi chữa cho Kim Thành Vũ. Anh cũng không ngăn cản, chỉ khẽ nói, tôi đi cùng với anh. Khi anh và Y Si cùng nhau ra khỏi phòng bệnh, bước chân của Vương Nhất khựng lại, bỗng quay đầu. Đợi ba tỉnh thì bắt đầu điều tra chân tướng sự việc, lôi ra kẻ đứng sau, tôi sẽ không để bọn họ sống tốt. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều cảm nhận được sát ý lạnh lẽo của Vương Nhất. Ánh mắt của Vương Nhất lại vô tình hay hữu ý mà dừng ở trên người Châu Mỹ Ngọc. Những lời này của anh cố tình nói cho Châu Mỹ Ngọc nghe. Trước đó, anh không nghi ngờ Châu Mỹ Ngọc, nhưng phản ứng khả nghi của bà ta hôm nay khiến Vương Nhất nổi lòng nghi ngờ. Bất cứ ai tổn thương tới người thân của anh sẽ không để bọn họ sống tốt. Sau khi Vương Nhất đi, Lý Mộng Đình lập tức kéo Châu Mỹ Ngọc ra ngoài, vẻ mặt trịnh trọng, mẹ, mẹ nói thật với con đi, ba xảy ra chuyện, có liên quan tới mẹ không? Bỗng chốc Châu Mỹ Ngọc cũng thay đổi sắc mặt, con nghi ngờ mẹ ư. Sự uy hiếp của Vương Nhất đã khiến bà ta đứng ngồi không yên, cộng thêm lời chất vấn của Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc lại có loại cảm giác họa lớn giáng xuống. Không phải con nghi ngờ mẹ, mà là mọi hành vi của mẹ rất khó không khiến người khác sinh nghi ngờ. Lý Mộng Đình nói xong thì mắt cũng đỏ hoe, sát thủ vốn nhằm vào chị Lý, chỉ vì ba đỡ một viên đạn thay cho chị Lý mới hôn mê nằm viện, mẹ lại nhân lúc chúng con không chú ý, muốn ra tay với chị Lý và Tử Lam, còn không cho thần ý khám bệnh cho ba, mẹ, con có lúc thật sự không biết mẹ đang nghĩ gì. Cô ta cố tình đè nén giọng nói chính là không muốn để người khác nghe thấy, do đó có thể thấy. Cô ta cũng nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Châu Mỹ Ngọc. Mộng Đình, sao con có thể nghi ngờ mẹ chứ? Châu Mỹ Ngọc cũng lập tức bật khóc, không phải là trong lòng hổ thẹn, mà là bị dọa khóc, nước mắt nước mũi lèm nhem, mẹ là mẹ của con, mẹ và Thiên Dương là vợ chồng, có lý do gì muốn giết Thiên Dương chứ? Còn không phải là sợ những kẻ lừa đảo giang hồ đó hại ông ấy hay sao? Còn cả người phụ nữ kia, mẹ vừa nhìn thì thấy cô ta không thuận mắt. Trước đó cô ta làm khó chúng ta như nào? Con lẽ nào không biết ư, mẹ chỉ là muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà chúng ta mà thôi, lẽ nào chuyện này có gì sai sao? Bà ta nói rất đau lòng, người không biết còn tưởng bà ta mới là người bị hại, Lý Mộng Đình cũng nhất thời mềm lòng, không nhịn được mà túm tay của Châu Mỹ Ngọc. Nếu đã như vậy, mẹ, vậy chúng ta cùng nhau túc trực ở bên cạnh ba, thần y nói rồi, chỉ cần là tiếng gọi của người thân thiết thì có hy vọng khiến ba tỉnh lại. Ừ. Mẹ còn có việc, con đi trước đi. Châu Mỹ Ngọc lau sạch nước mắt, điều chỉnh cảm xúc, nói với Lý Mộng Đình. Nói xong thì vội vàng chạy xuống dưới bệnh viện, tìm một chỗ không có người, gọi vào số điện thoại đó. Tút tút tút. Rất nhanh cuộc gọi được kết nối, truyền tới âm thanh máy móc sau khi biến giọng của một người đàn ông. Có chuyện gì sao? Bên tôi xảy ra chuyện rồi. Châu Mỹ Ngọc đè thấp giọng, nói lại một lượt cục diện hiện nay. Bây giờ. Bà ta đã không rút ra được, chỉ có thể cầu sự giúp đỡ của đối phương. Dù sao, người đề xuất hợp tác là ông ta. Ở đầu bên kia, người đàn ông trầm mặc một lát, nói, cũng tức là. Thất bại rồi. Châu Mỹ Ngọc rất sợ, vội nói, bây giờ phải làm sao, tôi đã bị người khác nghi ngờ, nếu còn tiếp tục như này, tôi nhất định sẽ bị nghi ngờ. Giọng điệu của người đàn ông bỗng trở nên trào phúng, bà Châu, bà hình như nhầm lẫn một chuyện. Cục diện bây giờ không nằm ngoài dữ liệu của chúng tôi, sự tỉnh lại của Lý Thiên Dương vừa hay hợp ý của chúng tôi. Cái gì? Bỗng chốc Châu Mỹ Ngọc như bị sét đánh, cả người đưa ra. Người đàn ông cười rồi nói, mục đích của chúng tôi chính là công khai bí mật của nhà họ Lý các người,
từ đó gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, còn bà chỉ là thay chúng tôi hoàn thành tất cả chuyện này mà thôi. Người tốn 3 tỷ mời sát thủ là bà, có liên quan gì tới chúng tôi chứ? Trong nháy mắt, đồng tử của Châu Mỹ Ngọc co rút. Bà ta lúc này mới hiểu, bản thân đã bị lợi dụng. Số điện thoại thần bí này chủ động liên lạc với Châu Mỹ Ngọc, khi nói ra bí mật che giấu nhiều năm của nhà họ Lý đã dọa Châu Mỹ Ngọc không nhẹ. Theo bản năng cảm thấy đối phương thủ đoạn thông thiên, ngay cả loại bí mật phủ bụi nhiều năm như vậy cũng biết. Sau khi ông ta nói ra lợi hại được mất sau khi bí mật này được khui ra, Châu Mỹ Ngọc đã không chút do dự mà đồng ý với ông ta. Nhưng có một nội dung trước sau không giống. Trước đó, người đàn ông nói phải Di Ba Tê chết Lý Thiên Dương hoặc Lý Khinh Hồng, nhưng bây giờ hai người đều không chết, còn nói mục đích của bọn họ là khiến bí mật của nhà họ Lý được khui ra. Muốn khiến bí mật này lộ ra, cần một điều kiện rất hà khắc. Mà bây giờ, vừa hay phù hợp. Như vậy thì Châu Mỹ Ngọc trở thành hung thủ duy nhất. Bà ta bỏ ra 3 tỷ thuê sát thủ, giết người không được, một khi bị phát hiện, cái chờ đợi bà ta sẽ là tai họa trong tù. Thậm chí còn có thể là tử hình. Bụp! Châu Mỹ Ngọc cầm điện thoại hai chân mềm nhũn, ngồi phịch dưới đất, hai mắt vô hồn. Hoàn hồn lại, giọng nói của bà ta rõ ràng hoảng loạn không ít. Không, các người không thể như thế, rõ ràng là các người dụ dỗ tôi đi làm. Bây giờ sự việc bại lộ thì các người lại muốn tôi một mình chịu trách nhiệm. Châu Mỹ Ngọc vô cùng phẫn nộ, vừa vô cùng sợ hãi. Người đàn ông thong dong nói, dù sao không tra được chúng tôi, bà là hung thủ duy nhất, cũng có đủ động cơ, nếu bà không muốn chết, tốt nhất tiếp tục nghe lời của tôi, nếu không tôi cho người thả tin ra, chỉ cần điều tra giao dịch tài khoản của bà thì có thể chứng minh bà là hung thủ. Không, đừng, tôi nghe. Cầu xin ông, đừng nói ra. Châu Mỹ Ngọc cuối cùng cũng sụp đổ, khóc lóc cầu xin. Lúc này, bà ta chỉ cảm thấy thế giới sụp đổ, bị người khác lợi dụng như vậy, còn mỉm cười đếm tiền cho người ta. Mấu chốt là bà ta ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Rất tốt. Người đàn ông gật đầu hài lòng, nói, tiếp theo, tôi nói cho bà biết tiếp theo phải làm như nào. Đợi sau khi bí mật lộ ra thì bà. Người đàn ông đè thấp giọng, nói ra một câu vô cùng cay độc. Đồng tử của Châu Mỹ Ngọc cũng co rút. Cũng phải tôi đi làm sao? Giọng nói của bà ta mang theo run rẩy. Đương nhiên, không phải bà thì còn có thể là ai? Người đàn ông cười ha ha nhắc nhở, tuyệt đối đừng có bất cứ tâm tư phản kháng hoặc chạy trốn, cũng đừng nói cho bất cứ ai, nếu không ngày đó là ngày chết của bà. Tút tút tút. Nói xong thì ông ta cúp máy. Châu Mỹ Ngọc cầm điện thoại, mặt mày đờ đẫn, giống như mất đi ba hồn bảy vía. Tuy đối phương nói không phép Châu Mỹ Ngọc nói với người khác, nhưng Châu Mỹ Ngọc sợ tới cực điểm đã không quan tâm nhiều như thế, bà ta gọi điện cho ba của mình, điện thoại của Châu Chí Kiên. Ba. Châu Mỹ Ngọc khóc lóc không ngừng, hét to một tiếng, sau đó nói ra toàn bộ sự việc. Không ngờ giọng điệu của Châu Chí Kiên cũng vô cùng hoảng hốt. Mỹ Ngọc, con lập tức làm theo những gì người đó nói, nghe thấy không hả? Châu Mỹ Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt, ba nói cái gì? Cứ tiếp tục như vậy, một khi bị phát hiện, con thật sự sẽ ngồi tù đấy. Con không muốn ngồi tù. Giọng nói đầy phẫn nộ của Châu Chí Kiên lập tức truyền tới, ba bảo con làm thì con làm, cho dù bị phát hiện cũng đừng nói là ba xúi giục, nếu không ba cắt đứt quan hệ ba con với con. Lời này vừa dứt, Châu Mỹ Ngọc lần nữa bị sét đánh, đồng tử tụ lại một điểm. Không ngờ ba của bà ta lại nói ra lời lẽ tàn nhẫn như vậy. Nhưng rất nhanh thì sắc mặt bà ta thay đổi. Bà ta nghe ra sự hoảng hốt và sợ hãi trong giọng điệu của Châu Chí Kiên, giống như bị ai đó uy hiếp. Ba có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Im mồm cho ba. Châu Chí Kiên gầm lên một tiếng thì cúp máy. Châu Mỹ Ngọc cầm điện thoại mà ngây ngốc hồi lâu, bà ta đau đớn ôm đầu, dùng sức giật tóc của mình. Mà ở một bên khác, nhà họ Châu. Trên cổ của Châu Chí Kiên có một con dao sắc kề vào. Một người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng đứng ở đằng sau ông ta. Lạnh lùng nói, xem ra cậu chủ đoán không sai, người phụ nữ đó nhất định sẽ nói cho kẻ thứ ba. Châu Chí Kiên bị dọa sắp khóc rồi, tôi đã bảo nó đi làm rồi, cậu có thể tha cho tôi không? Người đàn ông đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, cậu chủ nhà tôi nói rồi, chỉ cần nhà họ Châu các người làm xong việc này thì bảo đảm cho sự phát triển của nhà họ Châu các người leo lên cấp bậc hào môn. Thật sao? Ánh mắt của Châu Chí Kiên lập tức sáng lên. Vậy nên cố gắng làm. Cậu chủ nhất định sẽ không bạc đãi các người.
người đàn ông đeo mặt nạ biến mất khỏi nhà họ Châu. Để lại một mình Châu Chí Kiên, ông ta thoát chết ngồi trên ghế thái sư, vẻ mặt kinh hoàng. Ông ta ngây người rất lâu, bỗng trên mặt xuất hiện sự tàn độc, lẩm bẩm một mình, Lý Thiên Dương, Vương Nhất, sự việc đã đến nước này, đừng trách nhà họ Châu chúng tôi ra đòn sát thủ với các người. Muốn trách thì trách cậu lấy một người phụ nữ không nên lấy. Ngay sau đó, ông ta gầm lên một tiếng, người đâu, mở cuộc họp gia tộc, tất cả mọi người hỗ trợ Mỹ Ngọc, chấp hành nhiệm vụ này. Ở một bên khác, Vương Nhất vẫn không biết một nguy cơ lớn nhằm vào anh và Lý Khinh Hồng đang lặng lẽ tới. Lúc này, anh và YC đi tới bệnh viện bình thường dưới trướng của nhà họ Kim. Có một thanh niên đi tới. Anh ta nhuộm tóc về màu đen, để đầu đinh, khoác trên mình bộ vest đen, trông giống cách ăn mặc của tinh anh trong giới thương nghiệp. Chính là Kim Thành Phong. Anh ta và Vương Nhất, YC lượt qua vai nhau, bỗng nhiên quay đầu lại, hét lên một tiếng, anh Vương. Vương Nhất quay đầu lại, mỉm cười hờ hững, cậu sao lại ở đây? Tôi tới thăm ông nội. Kim Thành Phong liếc nhìn trên tầng, vẻ mặt phức tạp, sau khi chị họ bảo lãnh ông nội ra thì mặc kệ, ông nội tuổi đã cao, không ai chăm sóc, chỉ có tôi âm thầm chăm sóc. Vương Nhất gật đầu, cậu có lòng rồi. Kim Thành Phong trước kia là loại nhị thế tổ ăn chơi điển hình, mọi cuộc ăn chơi đều rất giỏi. Nhưng bây giờ lại trầm ổn hơn nhiều, còn hiểu được cách chăm sóc người già, đây là điều rất đáng quý. Kim Thúy như nuôi Kim Tuân, theo người ngoài thấy là giả từ bi. Nhưng để Kim Thành Phong tới nuôi thì lại là chuyện hiển nhiên, Kim Thúy Như chỉ bảo lãnh chứ không phụng dưỡng, là vì để Kim Thành Phong tới phụng dưỡng. Kim Thành Phong cười khổ một tiếng, có tác dụng gì chứ, bây giờ ông nội một lòng ở bên anh họ Thành Vũ đang hôn mê, có lẽ vào 5 năm, nhà họ Kim đã định sẵn sẽ là kết cục như này. Vương Nhất trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh nói, tôi tới vì chuyện này. Cả người Kim Thành Phong rung lên, thật sao, anh Vương thật sự có cách chữa khỏi cho anh họ Thành Vũ sao? Vương Nhất mỉm cười chỉ vào YC ở một bên, tôi không có bản lĩnh đó, nhưng YC ở bên cạnh tôi có cách. Ngài là YC đại nhân nổi tiếng khắp nước hát ư. Kim Thành Phong càng thêm cung kính. YC cười mà không nói, chỉ hỏi, bệnh nhân ở đâu? Kim Thành Phong vội dẫn đường, mời đi theo tôi. Thang máy đi thẳng tới tầng 10, Kim Thành Phong đẩy một cánh cửa ra, ông nội, anh Vương và ngài YC đến rồi. Bụp. Sau đó thì lao ra một bóng người, tuy không bẩn thỉu giống như trước đó, nhưng mặt mày cũng già nua, chính là Kim Tuân. Ông ta túm chặt tay của YC, ngài YC, ngài cuối cùng cũng đến rồi. YC không nhúc nhích, mà nhìn sang Vương Nhất. Mọi người biết, có cứu Kim Thành Vũ và Kim Thanh Vân hay không, là chuyện một câu nói của Vương Nhất. Vương Nhất không lên tiếng, chỉ nhìn sang hai chiếc giường bệnh trong phòng bệnh. Bên trên có hai người trẻ tuổi đang nằm. Một người là Kim Thành Vũ, một người là Kim Thanh Vân. Một lát sau, anh khẽ thở dài. Dựa theo tấm lòng bác sĩ của ông mà làm đi, chữa khỏi cho Kim Thành Vũ và Kim Thanh Vân, tôi và nhà họ Kim không còn dây dưa gì nữa. Bụp! Kim Thành Phong và Kim Tuân cùng lúc quỳ hai gối xuống đất, hai mắt đỏ hoe nói, cảm ơn anh Vương, cậu Vương không tính toán chuyện cũ, ra tay cứu giúp. Vương Nhất không nói gì, chỉ cười khổ một tiếng. Không tính toán chuyện cũ ư? Có lẽ ở trong mắt của Kim Tuân, Kim Thành Phong, anh không tính toán chuyện cũ, ra tay cứu giúp, nhưng theo anh thấy, chỉ là anh muốn cho một dấu chấm hết của đoạn ân oán này mà thôi. 5 năm trước, hôn duyên của nhà họ Kim và nhà họ Lý đã tổn hại tới rất nhiều người, dính dáng tới rất nhiều thù hận. Oan oan tương báo tới khi nào chứ? Vương Nhất không phải thánh nhân, mà là anh thật sự mệt rồi. 3 tiếng sau, YC mặt mày mệt mỏi từ trong phòng bệnh đi ra. Kim Tuân và Kim Thành Phong lập tức đi tới. Ngài YC, tình hình như nào rồi? YC lau mồ hôi trên trán, khẽ mỉm cười, chỉ có 6 từ. May mắn không nhục sứ mệnh. Kim Tuân và Kim Thành Phong nhìn nhau, vẻ mặt của hai người rất vui mừng. Tốt quá rồi. Hốc mắt của Kim Thành Phong ươn ướt, Kim Tuân thì lệ rơi đầy mặt, rơi nước mắt kích động. Bọn họ trải qua sự hưng thịnh và lụi bại của nhà họ Kim, lên voi xuống chó. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu con đường rõ ràng nhất. Tiền có nhiều nữa, quyền có lớn nữa, cũng không quan trọng bằng tình thân lúc ban đầu. Nếu trước kia Kim Tuân có thể đối đãi với Kim Thúy như giống như đối đãi với cháu ruột của mình, nhà họ Kim bây giờ nhất định sẽ có kết cục khác. Đáng tiếc, không có nếu như, cái có chỉ là sự trân trọng của hiện tại. Vương Nhất cũng nở nụ cười. Thật ra không ai sinh ra đã xấu, buông bỏ việc chạy theo danh lợi,
chỉ có những thứ thuần túy nhất. Y Si nói với bọn họ, mặt của Kim Thanh Vân bị bỏng rất nặng, khôi phục hoàn toàn là không thể, nhưng tôi đã loại bỏ vết bỏng trên mặt anh ta, sau này cố gắng điều trị, vẫn có thể ra ngoài gặp người khác. Còn Kim Thành Vũ cậu ta đã tỉnh, chỉ có điều nửa đời sau phải sống trên xe lăn. Cảm ơn ngài Y Si, cảm ơn ngài Y Si. Kết quả này đã đủ khiến bọn họ vui vẻ rồi. Chỉ cần Kim Thành Vũ tỉnh lại, dùng hình thức gì để sống, bọn họ không để tâm. Nếu đã như vậy thì đi vào thăm đi. Y Si nghiêng người tránh ra, Kim Tuân và Kim Thành Phong vội vàng đi vào. Vương Nhất đi theo sau. Chỉ thấy trên giường bệnh có hai người trẻ tuổi. Kim Thanh Vân tháo lớp băng dày ra, tuy trên gương mặt vẫn có vết sưng tấy do bị bỏng, nhưng đã lành lại rất nhiều. Kim Thành Vũ cũng ngồi trên giường với vẻ mặt bình tĩnh, hôn mê quá lâu, đột nhiên tỉnh lại, anh ta có hơi không chịu được ánh mặt trời ở bên ngoài, không nhịn được mà nheo mắt lại. Thành Vũ, Thanh Vân, anh họ, Kim Tuân và Kim Thành Phong cũng kích động mà gọi. Kim Thành Vũ và Kim Thanh Vân quay đầu lại, nhìn bọn họ, cả hai đều ngây ra. Ông nội, Thành Phong, bốn người ôm nhau, nhìn một màn này, Vương Nhất cũng khẽ mỉm cười. Anh biết. Ân oán của 5 năm trước đã kết thúc. Đi thôi. Vương Nhất định xoay người rời đi. Vào lúc này lại truyền tới hai tiếng quát đầy phẫn nộ. Vương Nhất, là cậu. Cậu còn dám đến đây. Kim Thành Vũ và Kim Thanh Vân quát lên đầy giận dữ, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Vương Nhất dừng bước, hơi nhíu mày. Đang muốn mở miệng, trong phòng bệnh lại vang lên hai tiếng tát giòn tan. Bốp bốp. Kim Tuân tát cho mỗi người một cái. Vẻ mặt âm trầm, im miệng cho ông. Ông nội, tên oát này hại nhà họ Kim chúng ta tan nhà nát cửa, ông sao còn bảo vệ cậu ta? Kim Thành Vũ càng lạnh lùng nhìn Vương Nhất, nói, vậy mà dám ra tay với tôi khuyên cậu vẫn mau quỳ xuống, như vậy nhà họ Kim tôi có thể tha cho cậu một mạng. Kim Thành Phong thấy vậy thì không nhịn được mà mở miệng, hai anh họ, im miệng đi, nhà họ Kim của bây giờ đã không phải nhà họ Kim trước kia nữa rồi. Lời này vừa dứt. Kim Thành Vũ và Kim Thanh Vân đều biến sắc. Có ý gì? Nhà họ Kim chúng ta không phải là hào môn hay sao, ở Thiên An sợ ai chứ? Do hôn mê quá lâu, nhận thức của bọn họ vẫn dừng ở trước lúc hôn mê. Trước khi Kim Thanh Vân hôn mê, nhà họ Kim vừa hay bị một đám vệ sĩ cầm súng bao vây, tất cả mọi người đều bị dẫn đi thẩm vấn. Mà ký ức của Kim Thành Vũ thì càng dừng ở trước nữa. Hợp tác với Thường Lâm đã chết, cố bắt cóc Lý Khinh Hồng. Lại nhận nhầm Lý Tuyết Nhi thành Lý Khinh Hồng, bị Khương Nhã Mi theo đằng sau chém mấy dao trên người, trực tiếp hôn mê. Không hề biết trong lúc bọn họ hôn mê, bên trời đất thay đổi, tình hình thay đổi. Mà người thay đổi cục diện ở Thiên An chính là Vương Nhất ở trước mắt bọn họ. Kim Thành Phong không nhịn được mà nói ra tình hình hiện tại ở Thiên An. Nhà họ Kim chúng ta bây giờ do chị họ Thúy Như cầm quyền, hơn nữa trừ nhà họ Lãnh ra, nhà họ Thẩm đã bị diệt vong. Nhà họ Lương cũng tiến hành một lượt sàng lọc mới, người làm gia chủ hiện nay là Lương Nhật Tân, cũng tức là Thiên An đã không còn bốn đại hào môn nữa. Nhà họ Kim vì anh Vương mà tan rã, nhà họ Thẩm vì anh Vương mà diệt vong, nhà họ Lương cũng đầu hàng anh Vương vô điều kiện, còn cả hiệp hội võ đạo, cũng là người của anh Vương. Còn không bao gồm những gia tộc lớn nhỏ ở Thiên An vì đắc tội với anh Vương mà bị diệt, giống như nhà họ Vương, nhà họ Đồng, nhà họ Trần. Cũng có một số gia tộc vì đầu hàng anh Vương mà trở nên lớn mạnh hơn, giống như nhà họ Tôn, nhà họ Diệp. Ngay cả việc hai anh có thể tỉnh lại, cũng nhờ vào anh Vương, còn không mau xin lỗi anh Vương. Cả phòng bệnh chết lặng. Không chỉ có Kim Thành Vũ và Kim Thanh Vân đã bị dọa ngu, ngay cả Kim Tuân cũng chấn động trái tim, tim giống như muốn nhảy khỏi cổ họng. Bọn họ không ngờ, giờ mới qua bao lâu, cục diện của Thiên An đã bị Vương Nhất làm cho nghiêng trời lệch đất. Trở thành hậu hoa viên của anh. Mà điều bọn họ không biết, không chỉ có Thiên An, ngay cả Lâm Thành Giang Thành cũng lưu truyền truyền thuyết của Vương Nhất. Diệt nhà họ Văn, lật đổ nhà tổ của nhà họ Hồ, kết giao nhà họ Hạ, đấu giá gây áp lực cho quần hùng. Cái tên Vương Nhất này, đã định sẵn sẽ trở thành truyền kỳ. Mắt của Kim Thành Phong cũng đỏ ngầu, thấp giọng nói, em có thể có ngày hôm nay, nguyên nhân rất lớn là do anh Vương. Bất cứ thế lực có quan hệ tốt với anh Vương thì đều sống rất tốt, bất cứ thế lực nào đối địch với anh Vương thì đều bị tiêu diệt, chúng ta đều nhìn nhầm rồi. Một câu cuối cùng chúng ta đều nhìn nhầm rồi, trực tiếp nói cho Kim Tuân run rẩy cả người lập tức già đi mấy tuổi. Đây chính là cháu rể phế vật mà ông ta tìm,
hiện nay đã biến thành sự tồn tại mà bọn họ phải ngước nhìn. Nếu để anh và Kim Thúy Như kết hôn như bình thường, vậy thì nhà họ Kim của ông ta sẽ huy hoàng tới mức nào? Vương tộc Yên Đô, cũng chẳng qua chỉ có vậy. Kim Thành Vũ và Kim Thanh Vân đã hoàn toàn ngây ngốc, bị dọa cho không dám thở mạnh. Vương Nhất không lên tiếng, chỉ bình tĩnh liếc nhìn bọn họ, dẫn Y Si rời đi. Anh Vương, tôi tiễn anh. Kim Thành Phong vội vàng chạy ra ngoài, cẩn thận đi theo đằng sau Vương Nhất. Nhìn Kim Thành Phong ở đằng sau, Vương Nhất bỗng mỉm cười, cậu không cần sợ tôi như vậy, tất cả sự thích mà cậu nói vừa rồi, đều không phải là ý ban đầu của tôi. Kim Thành Phong sững người, tim đập thình thịch. Chỉ thấy Vương Nhất ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời xanh biếc, từ từ nói, ý ban đầu của tôi chỉ là muốn bình thường, dùng phần đời còn lại ở bên bọn họ, không cầu một đời một kiếp, chỉ mong sớm chiều bên nhau, chỉ vậy là được. Bỗng chốc, cả người Kim Thành Phong rung lên. Phải, đây mới cuộc sống của anh khát khao, nhưng trên đời này lại có rất nhiều người không có mắt nhìn, ép anh phải lộ ra răng nanh không dễ gì mới thu lại được. Ngoài sân, người đẹp ở đó, rực rỡ bóng đỏ. Một hai làn gió, vầng trăng khuyết sáng tỏ, hoa đào vẫn cười gió xuân. Vương Nhất và Y Si đã đi xa, Kim Thành Phong lại vẫn ngây ra tại chỗ, mãi không có phản ứng. Lúc này, Vương Nhất nhận được điện thoại của Lý Mộng Đình. Nội dung chỉ có mấy từ. Ba sắp tỉnh rồi. Ba sao rồi. Vương Nhất và Y Si ngay lập tức chạy về bệnh viện, hỏi han tình hình của Lý Thiên Dương. Lý Mộng Đình và Lý Khinh Hồng đang túc trực ở hai bên. Châu Mỹ Ngọc ngồi trong góc. Từ sau khi biết hành vi độc ác của Châu Mỹ Ngọc, đám người Vương Nhất thương lượng xong rồi quyết định, không cho Châu Mỹ Ngọc cơ hội một mình chăm sóc Lý Thiên Dương. Vẻ mặt của Châu Mỹ Ngọc cũng rất lo lắng, dáng vẻ mất hết hồn vía. Tình hình có hơi phức tạp, tôi đi tìm bác sĩ. Vẻ mặt Lý Mộng Đình mang theo sự khẩn trương, chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Vương Nhất đứng ở bên cạnh Lý Khinh Hồng, thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô. Vẻ mặt có chút đau lòng. Đi nghỉ ngơi một lát đi, bác sĩ nói rồi, em vừa mới có thể xuống giường, không thể thức đêm quá lâu, ở đây có anh. Anh nhìn ra tơ máu trong mắt Lý Khinh Hồng, không khó đoán ra, cô đã ở đây cả đêm. Còn chiếc giường cho người chăm sóc kia thì nhường cho Vương Tử Lam. Tuy nhiên Lý Khinh Hồng lại lắc đầu, mỉm cười, em không mệt, mọi người đều ở bệnh viện lâu như vậy rồi, em một mình đi nghỉ ngơi, không thích hợp lắm. Nhưng Vương Nhất vẫn muốn nói điều gì đó, miệng lại bị Lý Khinh Hồng chặn lại. Cô lắc đầu, ngài Y Si nói rồi, ba tỉnh lại trong khoảng thời gian này. Càng ở giai đoạn cuối cùng, càng không thể buông lỏng cảnh giác. Vương Nhất nghe vậy thì vẻ mặt cũng dịu lại, không nói gì nữa, chỉ nắm chặt tay cô. Cạch! Vào lúc này, cửa phòng được đẩy ra, Lý Mộng Đình dẫn bác sĩ vội vàng đi vào. Người bác sĩ đó vẻ mặt mừng rỡ nói. Tình hình của bệnh nhân chúng tôi đã xác nhận rồi, ngài Y Si diệu thủ hồi xuân, thật sự xưng danh kỳ tích y học. Các chỉ số đều rất bình thường, chúng tôi đã làm kiểm tra, bệnh nhân có phản ứng rất lớn đối với bên ngoài, tin chắc sẽ tỉnh lại trong mấy ngày này. Nghe thấy lời nói của bác sĩ, lông mày luôn nhíu chặt mấy ngày nay của Vương Nhất cuối cùng cũng giãn ra. Lý Mộng Đình và Lý Khinh Hồng cũng kích động tới mức hai tay nắm chặt lấy nhau. Chỉ có Châu Mỹ Ngọc thì vẻ mặt xoắn suýt cả người đứng ngồi không yên. Bà ta bị người sau lưng ăn chắc rồi, điều mấu chốt là mục đích của đối phương là muốn khiến bí mật của nhà họ Lý bị khui ra. Trước lúc đó, bà ta không thể có bất cứ hành động gì. Lý Mộng Đình vặn eo, mỉm cười nói với Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, nếu ba đã sắp tỉnh rồi, hai người trở về nghỉ ngơi đi, nơi này để em chăm nom là được rồi. Nhưng, Lý Khinh Hồng vẫn không muốn rời đi. Vương Nhất lại nắm tay của cô, nghiêm nghị nói, em đã 2-3 ngày không chợp mắt rồi, cộng thêm trước đó lại truyền 2 túi máu lớn, trở về nghỉ ngơi đi. Thấy gương mặt nghiêm túc của Vương Nhất, Lý Khinh Hồng biết anh thật sự lo lắng cho cô nên chỉ đành gật đầu. Mau trở về đi, Vương Nhất, chị Lý, tạm biệt. Lý Mộng Đình mỉm cười vẫy tay, sau đó tiếp tục ngồi trực đêm bên cạnh Lý Thiên Dương. Tuy nhiên không ai chú ý thấy, sau khi Vương Nhất và Lý Khinh Hồng rời đi, ngón tay của Lý Thiên Dương hơi cử động. Các chỉ số theo đó mà hạ xuống. Mẹ, đợi ba tỉnh lại, chúng ta buông bỏ mọi công việc, đi ra nước ngoài du lịch một chuyến, mẹ thấy như nào? Tâm trạng của Lý Mộng Đình rất tốt, bỗng quay đầu lại, nói với Châu Mỹ Ngọc. Châu Mỹ Ngọc mang dáng vẻ tâm sự nặng nề, tâm tư rõ ràng không đặt trên người Lý Thiên Dương,
ngay cả Lý Mộng Đình hỏi bà ta cũng không nghe thấy. Mẹ! Lý Mộng Đình cảm thấy kỳ lạ, đi tới đưa tay khua khua ở trước mặt bà ta. Châu Mỹ Ngọc lúc này mới có phản ứng, bất thình lình bị dọa giật mình. Á, ồ, được, đều được. Lý Mộng Đình mặt mày kỳ quái, mẹ, mẹ gặp phải rắc rối gì sao? Sao con thấy mẹ mặt mày tâm sự nặng nề thế? Không, không có. Châu Mỹ Ngọc bị dọa giật mình, trên mặt lại nặn ra một nụ cười, mẹ rất ổn. Tuy nhiên ánh mắt Lý Mộng Đình sắc bén, nhìn một cái thì nhìn ra sự lo lắng của Châu Mỹ Ngọc, lập tức túm lấy tay của bà ta. Không đúng, nhất định có chuyện, mẹ có phải có chuyện gì giấu con đúng không? Không, không có. Mẹ là mẹ con đừng nói linh tinh. Vẻ mặt của Châu Mỹ Ngọc càng thêm hoảng hốt, cuối cùng còn có chút thẹn quá hóa giận mà giằng khỏi tay Lý Mộng Đình, không khách sáo mà nói. Bộ dạng nửa sống nửa chân như này của ba con, mẹ có thể vui được à, con còn dám nghi ngờ mẹ, mẹ ra ngoài hít thở. Nói xong thì đứng dậy khỏi sofa, đi ra bên ngoài. Mà điều bà ta không phát hiện, điện thoại của bà ta lại lặng lẽ trượt khỏi túi. Lý Mộng Đình vốn muốn nhắc nhở điện thoại của Châu Mỹ Ngọc rơi ra, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô ta nhìn điện thoại của Châu Mỹ Ngọc thì vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Định luật Murphy. Con người càng lo lắng cái gì thì sẽ càng phát hiện cái đó. Không biết tại sao, Lý Mộng Đình vậy mà nhìn chiếc điện thoại này thì tim đập thình thịch. Cô ta từ từ đi về phía chiếc điện thoại đó, khi sắp chạm vào. Bia! Điện thoại đột nhiên rung lên. Lý Mộng Đình bị dọa giật mình. Nhìn số hiển thị, là một số lạ. Do dự hồi lâu, cô ta vẫn cầm điện thoại lên, ấn nút nghe. Còn chưa lên tiếng thì phía bên kia đã truyền tới giọng nói máy móc của một người đàn ông. Tình hình của Lý Thiên Dương sao rồi? Nghe thấy giọng nói này, Lý Mộng Đình lập tức bị dọa tái mặt, vội vàng cúp máy. Giống như trên tay cầm củ khoai nóng bỏng, ném điện thoại của Châu Mỹ Ngọc đi, ngồi phịch xuống đất, cả người run rẩy. Cả người cô ta rất run. Hơn nữa giống như gặp ma, cách xa chiếc điện thoại đó. Không vì điều gì khác, bởi vì giọng nói đó, cô ta cũng rất quen thuộc. Không lâu trước đây, cô ta cũng nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông đổi giọng như này, người đó nói có thể khiến Vương Nhất và Lý Khinh Hồng ly hôn, sau đó Lý Mộng Đình có thể thế chỗ. Cô ta đã dựa theo giao ước, làm một chuyện không thể chấp nhận. Sao điện thoại của mẹ cũng có cuộc gọi của người đàn ông này? Lẽ nào? Đột nhiên trong đầu Lý Mộng Đình vụt qua một tia điện, một sự thật cô ta có thế nào cũng không dám tin hiện ra trong đầu. Vậy ư? Lúc này, tay chân của Lý Mộng Đình lạnh toát, cả người giống như mảng bèo trong gió, không có cảm giác an toàn. Cô ta thấp thoáng có loại ảo giác, nhà bọn họ đã bị cuốn vào một cơn sóng gió đáng sợ. Lúc này, Châu Mỹ Ngọc rất nhanh đã quay lại, chỉ có điều sắc mặt không tốt lắm. Rõ ràng bà ta cũng phát hiện chuyện điện thoại rơi mất. Bà ta quay lại lấy điện thoại. Tuy nhiên, vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Lý Mộng Đình mất hết hồn vía ngồi trên đất, cơ thể còn hơi run rẩy. Con sao thế? Châu Mỹ Ngọc nghi hoặc nói. Không, không có gì. Lý Mộng Đình vội vàng bò dậy, ngồi lại về bên cạnh Lý Thiên Dương. Chỉ có điều hai mắt vô hồn, vẻ mặt đờ đẫn. Châu Mỹ Ngọc thấy điện thoại của bà ta để ở sofa, chuẩn bị cầm đi. Nhưng tay đột nhiên khựng lại. Từ từ xoay người lại, nhìn Lý Mộng Đình rồi nheo mắt lại. Mộng Đình, con vừa rồi xem điện thoại của mẹ đúng không? Cơ thể của Lý Mộng Đình chợt run lên, vội lắc đầu. Con không có. Ồ, Châu Mỹ Ngọc để điện thoại vào túi, không lên tiếng nữa. Trái tim của Lý Mộng Đình cũng dần bình ổn lại, nhưng biểu cảm trên mặt lại có dáng vẻ sợ hãi. Một bóng đen dần tới gần cô ta. Trong tay cầm một dây nịt. Chuẩn bị vòng qua cổ của Lý Mộng Đình. Bóng đen đằng sau từ từ hiện ra. Chỉ thấy Châu Mỹ Ngọc giơ cao dây nịt, ánh mắt nhìn Lý Mộng Đình tràn ngập sự dữ tợn. Vừa rồi khi ở bên ngoài tờ túi trống không, trong lòng bà ta có loại cảm giác cực kỳ bất an. Đẩy cửa ra nhìn lại thấy mặt mày Lý Mộng Đình hoảng hốt ngồi trên đất, hướng về vị trí chiếc điện thoại của bà ta. Vào khoảnh khắc này thì bà ta biết, bí mật của bà ta có thể đã bị lộ. Sau đó, bà ta mở điện thoại ra xem, phát hiện một phút trước có một ghi chép cuộc gọi kéo dài một giây. Bà ta hoàn toàn tin rằng con gái của bà ta đã nói chuyện với người đàn ông thần bí đằng sau bà ta. Vì vậy, Châu Mỹ Ngọc rơi vào trạng thái điên cuồng đã nổi lên sát tâm, dù là con gái của mình, cũng phải giết người diệt khẩu. Con gái, đừng trách mẹ, phải.
phải muốn thì trách con nghe cuộc gọi đó. Châu Mỹ Ngọc điên cuồng nói ở trong lòng. Ngay sau đó, hằn học vòng về cổ của Lý Mộng Đình. Bà ta muốn giết chết con gái của mình. Vì để bảo vệ mình. Cạch. Vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một dáng người cao ráo dẫn theo y tá lạnh lùng đeo khẩu trang trắng đi vào. Châu Mỹ Ngọc bị dọa cho dùng mình, lập tức từ bỏ việc siết cổ chết Lý Mộng Đình. Nghe thấy động tĩnh, Lý Mộng Đình cũng xoay người lại. Nhìn thấy Châu Mỹ Ngọc đứng ở đằng sau mình thì lập tức thay đổi ánh mắt. Mẹ, mẹ muốn làm gì? Mẹ là muốn đi tới hỏi xem con có mệt không, hay là để mẹ trông đêm, con đi nghỉ ngơi một lát. Trên trán Châu Mỹ Ngọc tỏa mồ hôi lạnh, lớp áo sơ mi đằng sau đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt của Lý Mộng Đình lại lặng lẽ liếc nhìn hai tay giấu ở đằng sau của bà ta, lập tức đồng tử co rút, cô ta đã hiểu được cái gì đó. Cô ta vô thức lùi lại một bước, duy trì khoảng cách an toàn với Châu Mỹ Ngọc, bảo vệ sát sao bên cạnh Lý Thiên Dương. Không cần, con không mệt, mẹ đi ngủ đi. Châu Mỹ Ngọc lại ngồi trở lại sofa, trong mắt rất không cam tâm. Chỉ có thể chút giận lên người y tá đột nhiên đi vào. Muộn như vậy rồi, còn đi vào làm cái gì, làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi. Nếu không phải do cô ta thì bà ta đã thành công rồi. Nữ y tá hở hững liếc nhìn bà ta, móc ống kim ra, tiêm. Truyền chất dinh dưỡng vào trong cơ thể của Lý Thiên Dương xong, nữ y tá lúc này mới rời đi. Ở ngoài cửa, nữ y tá rút điện thoại ra, gọi vào một số điện thoại, cung kính nói, thiếu chủ, mọi chuyện như những gì anh nghĩ, Châu Mỹ Ngọc có biến. Vừa rồi bà ta muốn siết cổ chết Lý Mộng Đình. Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình đều không chú ý tới, nữ y tá cao giáo đi vào này chính là Lãnh Nhan. Tôi biết rồi. Trong điện thoại truyền tới giọng nói bình thản của Vương Nhất, cô đi điều tra mọi chuyện của Châu Mỹ Ngọc, dạo gần đây gặp ai, dao động số dư tài khoản, tôi muốn tất cả tài liệu của bà ta. Ngoài ra, Hồng Phật đi đâu rồi? 10 phút nữa thì cô ấy có thể tới bệnh viện, chỉ là công việc có hơi nhàm chán, cô ấy có hơi bất mãn. Giọng điệu của Vương Nhất chợt lạnh lẽo, nói với cô ấy, làm việc ở dưới trướng của tôi thì phải phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối. Vâng. Trong phòng bệnh, bởi vì cuộc gọi đó, Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình giống như người xa lạ, không ai để ý ai. Tuy nhiên điều không thể phủ nhận, hai người đều có vẻ lo sợ. Châu Mỹ Ngọc là vì bí mật của mình bị phát hiện, bà ta không biết trong cuộc điện thoại người đàn ông thần bí sau lưng bà ta đã nói cái gì, nhưng bà ta biết Lý Mộng Đình nhất định đã bắt đầu nghi ngờ bà ta. Không báo cảnh sát, mọi thứ đều dễ nói, nếu Lý Mộng Đình đại nghĩa diệt thân, báo cảnh sát thì bà ta cái gì cũng xong đời. Không được, buộc phải giết nó. Châu Mỹ Ngọc không ngồi yên được nữa, bà ta cúi đầu, vẻ mặt tràn ngập sự tàn độc. Lý Mộng Đình đã biết chuyện mẹ mình muốn giết mình, đồng thời, số điện thoại thần bí đó cũng đã liên hệ với mình. Cũng tức là cô ta cũng là đồng phạm. Vừa nghĩ tới đây thì mặt mày cô ta tái nhợt đi. Cốc cốc. Vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái 12,13 tuổi ôm một hộp sữa chua đi vào. Cô ta liếc nhìn Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình, rất không tình nguyện mà nói, tôi tên Hồng Phật, là chủ nhân bảo tôi tới giám sát hai người. Hai người cẩn thận chút cho tôi, tuyệt đối đừng có suy nghĩ không tốt. Nếu không các bé cưng của tôi không có mắt đâu. Giống như thị uy, trong tay Hồng Phật có thêm một con sâu béo múp. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt, không dám thở mạnh. Không chỉ vì con sâu bên cạnh Hồng Phật, còn vì lời của cô ta. Do chuyện trước đó, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đều có tâm tư riêng, sợ bí mật của mình bị phát hiện. Hồng Phật lại thần kinh thô nói luôn. Trực tiếp thâu tóm cả hai người. Lúc này, bọn họ lo lắng chuyện của mình đã bị lộ, một câu cũng không dám nói. Mà Hồng Phật nói xong thì tìm một cái ghế nhỏ lười nhác ngồi xuống, suy nghĩ chuyện vô vị như này sao lại rơi vào mình. Từng ngày trôi qua, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc vẫn ở trong bệnh viện, chỉ có điều Lý Thiên Dương không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lúc đó, bác sĩ cũng đến mấy lần, đối với hiện tượng này, bọn họ cũng rất khó giải thích, chỉ có thể xếp vào loại bệnh khó. Bên phía công ty vì cơ thể của Lý Khinh Hồng suy yếu, ở nhà nghỉ dưỡng mấy ngày, tập đoàn Lệ Tinh cũng xảy ra chút chuyện. Phương Huệ bước trên đôi cao gót, vội vàng đi tới văn phòng của Vương Nhất. Anh Vương, xảy ra chuyện rồi. Lý Khinh Hồng không ở đây, tư lịch của Vương Nhất còn ít, việc ở công ty tạm thời do Phương Huệ toàn quyền phụ trách. Tập đoàn Kim Thị cũng tuyên bố tiến quân vào ngành xa xỉ phẩm,
hơn nữa những sản phẩm mà bọn họ lục đục ra mặt gần như giống hệt với sản phẩm ra mắt của chúng ta, ngay cả công thức, nhà sản xuất cũng giống. Vương Nhất không hề hoảng sợ, chỉ nheo mắt lại, có tra được nguyên nhân gì không? Phương Huệ đưa một bản tư liệu tới, đây là biến động nhân sự dạo gần đây của tập đoàn Kim Thị, có một quản lý cấp cao mới nhận chức. Vương Nhất cầm lấy xem, khi nhìn thấy một cái tên bên trong thì lập tức ánh mắt đanh lại. Thành Trâm, cô ta vậy mà nhận chức ở Kim Thị. Phương Huệ mặt mày tức giận, lúc đầu nghiên cứu sản phẩm, có một phần của cô ta, bây giờ cô ta lại tiết lộ cho Kim Thị, thật là đáng hận. Vương Nhất trầm mặc một lúc, do dự hồi lâu nhưng vẫn gọi cho một số điện thoại anh không muốn gọi. Sao lại nhớ ra mà gọi điện cho tôi thế? Trong điện thoại truyền tới giọng nói đầy từ tính của một người phụ nữ. Ưu nhã, uể oải còn mang theo một chút ngạc nhiên. Tôi chỉ hỏi cô một câu, Kim Thúy Như. Giọng điệu của Vương Nhất trầm thấp, chúng ta sẽ trở thành kẻ địch ư? Kim Thúy Như trầm mặc một lúc, giọng điệu lạnh nhạt, chúng ta không phải luôn là kẻ địch ư, từ sau đêm đám cưới anh vứt bỏ tôi. Tút tút, cô ta đã cúp máy, Vương Nhất đứng ở trước cửa sổ sát sàn, sắc mặt âm trầm. Từng ngày trôi qua, các phương diện sức khỏe của Lý Thiên Dương đã khôi phục bình thường, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Mộng Đình cuối cùng cũng hoảng rồi, cô ta gọi Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đến bệnh viện. Đã lâu như vậy rồi, tại sao ba tôi vẫn chưa tỉnh? Hai mắt Lý Mộng Đình đỏ ngầu, nhìn Lý Thiên Dương hôn mê, trong mắt ngân ngấn nước mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Nhất duy trì trầm mặc, không nói lời nào. EC đi tới, chần chừ một lát, bỗng nhiên mở miệng, còn nhớ điều kiện tỉnh lại mà tôi nói trước đó không? Buộc phải là người thân thiết mà ông ấy nhớ nhung nhất. Lý Mộng Đình vội vàng đứng dậy, hai mắt đỏ hoe nói, tôi liên tục ở bên mấy ngày rồi, cũng thỉnh thoảng nói chuyện với ba tôi, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Vậy thì chỉ có một khả năng. Ánh mắt của EC hơi thay đổi, liếc nhìn cô ta, cô không phải là người thân mà ông ấy nhớ nhung nhất. Sau khi EC nói ra câu này, đầu óc Lý Mộng Đình trống rỗng. Sau đó, cơ thể trở nên run rẩy. Vẻ mặt của Châu Mỹ Ngọc cũng lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang Lý Khinh Hồng ở đằng sau Vương Nhất. Bà ta biết, cách sự thật càng lúc càng gần. Lý Mộng Đình hoàn hồn, túm chặt tay của EC, cảm xúc kích động, anh có phải nhầm lẫn ở đâu không? Tôi là con gái của ông ấy, sao lại không phải người ba tôi nhớ nhung nhất chứ? Vẻ mặt của EC rất bình tĩnh, cô Mộng Đình, tôi nghĩ cô hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi nói, là người thân thiết mà bệnh nhân nhớ nhung nhất. Mà cô chỉ là người thân thiết của ông ấy, sống với ông ấy rất nhiều năm, ông ấy đã quen cô ở bên cạnh, đương nhiên không phải người nhớ nhung nhất. Lý Mộng Đình giống như mất hồn, ngồi phịch xuống sofa, trong nhất thời không nói ra được câu nào. Bây giờ sự việc cấp bách, phải mau chóng biết được người mà bệnh nhân nhớ nhung nhất là ai, sau đó tìm được người đó. EC trầm giọng nói. Tuy nhiên không ai trả lời anh ta. Có người không biết người mà Lý Thiên Dương nhớ nhung nhất là ai. Có người biết lại không muốn nói ra. Trong lòng Vương Nhất lúc này cũng rất xoắn xuýt. Bởi vì, điều này đủ hủy diệt nhân sinh quan. Cốc cốc cốc. Vào lúc này, có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Viện trưởng của bệnh viện dẫn theo một đám chuyên gia, mặt mày nghiêm nghị đi vào. Ai là con gái của Lý Thiên Dương? Là tôi. Lý Mộng Đình lập tức đứng dậy. Đi theo chúng tôi một chuyến. Lý Mộng Đình do dự một chút, nhưng vẫn đi theo ra ngoài. Đám người Vương Nhất, Châu Mỹ Ngọc cũng nhìn về phía bên ngoài, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy viện trưởng và đám chuyên gia đó dẫn Lý Mộng Đình đến phòng lưu trữ mẫu máu, chỉ vào cô ta, nói với y tá lấy máu của hôm trực ca đó, là cô ấy sao? Y tá trực ca nghiêm túc nhìn Lý Mộng Đình, lắc đầu, không phải cô ấy, là một cô gái khác. Viện trưởng áy náy nói với Lý Mộng Đình, xin lỗi, người chúng tôi muốn tìm không phải là cô. Lý Mộng Đình mù mịt. Căn bản không hiểu bọn họ có chuyện gì. Lần này bọn họ dẫn y tá trực ca đó đích thân tới phòng bệnh của Lý Thiên Dương, bảo cô ta đích thân chỉ. Là cô ấy. Cô ta nhìn thoáng cái thì nhìn thấy Lý Khinh Hồng, chỉ vào cô nói đầy khẳng định. Tôi ư. Lý Khinh Hồng sững người. Vương Nhất cũng nắm chặt tay của cô. Cái gì nên đáng tới, vẫn sẽ đến. Thật ra từ rất lâu trước đó thì Vương Nhất đã thấp thoáng đoán được bí mật này. Lần đầu tiên khi biết được ba còn có một cô con gái lớn là vào lúc ba uống say. Ba không quên được vợ trước đã chết vì bệnh của mình,
và cô con gái lớn đã biến mất trong biển người mông minh từ lâu. Lần thứ hai là vào lúc đám cưới của nhà họ Văn kết thúc, bọn họ cùng nhau đi thăm Văn Bội Cầm bị đạn bắn. Ba nhìn thấy ngọc bội đeo trên người Lý Khinh Hồng thì có phản ứng rất lớn. Cũng chính vào lúc đó, Vương Nhất đã thật sự chắc chắn bí mật này. Về sau anh và Lý Khinh Hồng công khai quan hệ, sau khi Lý Khinh Hồng cũng gọi là ba, thái độ của ba rõ ràng khác với cô con dâu bình thường, thật sự còn thân hơn con gái ruột. Đi đi. Lý Khinh Hồng khẽ mỉm cười, nói, bất luận như thế nào, anh đều ở bên cạnh em. Lý Khinh Hồng vẫn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có hơi buồn cười, nói trịnh trọng như vậy làm gì. Khi cô định đi cùng với viện trưởng, Châu Mỹ Ngọc lại đột nhiên đứng dậy, hét lên một tiếng. Không được, cô ta không thể đi với các người. Ánh mắt của bà ta rõ ràng mang theo sự hoảng loạn. Cút cho tôi. Viện trưởng quát to một tiếng, bây giờ chúng tôi muốn xác nhận một chuyện rất quan trọng, nếu bà dám gây sự thì cút khỏi bệnh viện cho tôi. Nói xong thì đẩy Châu Mỹ Ngọc ra, đi cùng Lý Khinh Hồng vào phòng lưu trữ mẫu máu. Đám người Vương Nhất, Lý Mộng Đình không yên tâm, lũ lượt đuổi theo ra ngoài, đợi ở bên ngoài phòng lưu trữ. Viện trưởng, có chuyện gì sao? Lý Khinh Hồng ngồi xuống, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Viện trưởng trầm mặc một lúc, dường như đang đắn đo lời nói. Một lát sau, ông ta thở dài, ánh mắt phức tạp nói với Lý Khinh Hồng, cô Lý, điều tôi sắp nói sau này, có thể sẽ khiến cô có sự khó chịu ở mặt S1NS Lý và tâm lý, nhưng cô nhất định phải nghe tôi nói hết, bởi vì chuyện này liên quan tới thân thế của cô. Thân thế của tôi ư? Lý Khinh Hồng sững người, thấp thoáng có loại dự cảm bất an. Viện trưởng già lại trầm mặc một lúc, giống như không biết nói từ đâu. Rất nhanh thì ông ta lại lấy ra một lọ máu thuốc đựng đầy máu, nheo mắt lại. Cô Lý, lẽ nào cô không cảm thấy lạ hay sao, nhóm máu AS âm tính là nhóm máu cực kỳ hiếm thấy, trong nước chỉ có không tới 0,3% số người có nhóm máu này, ấy vậy mà cô vừa hay phù hợp. Vẻ mặt của Lý Khinh Hồng có chút không tự nhiên, có thể là trùng hợp. Thật sự là trùng hợp ư? Đôi mắt sâu thẳm của viện trưởng nhìn Lý Khinh Hồng nói, y sĩ sau khi biết cô đã chuyển hai túi máu lớn thì bảo bệnh viện của tôi làm một xét nghiệm, cô có biết là xét nghiệm gì không? Là gì? Hô hấp của Lý Khinh Hồng bỗng trở nên dồn dập, hai tay cũng siết chặt góc váy. Dường như chỉ có như này mới có thể làm dịu sự bất an của cô. Vẻ mặt của viện trưởng đầy nghiêm nghị, nói từng từ. Giám định nhóm máu. Lời này vừa dứt. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng lập tức trở nên tái nhợt, đồng tử bỗng co rút tụ lại một điểm. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, mặt mày rạng rỡ nói với viện trưởng, kết quả như nào? Viện trưởng không lên tiếng, chỉ vẫy tay. Một chuyên gia cầm một miếng lam kính mỏng, để ở trước mặt hai người. Viện trưởng cầm ống thử tới, nhỏ một giọt máu vào miếng lam kính. Đột nhiên, giọt máu khuếch tán rất nhanh, xoay từng vòng. Đây là mẫu máu của Lý Thiên Dương. Viện trưởng nói xong, lại lấy một giọt máu, nói với Lý Khinh Hồng, đây là của cô. Nói xong, lại nhỏ vào. Tạch, khoảnh khắc này, thời gian giống như trở nên ngưng động. Mọi chuyện đều trở nên yên tĩnh. Xung quanh thay đổi, một khoảng đen tối, chỉ có một mình Lý Khinh Hồng ngồi yên lặng ở đó. Mắt của cô nhìn chằm chằm vào miếng lam kính ở trước mắt. Hai giọt máu giống như chịu sự hấp dẫn, quấn chặt lấy nhau. Cuối cùng. Dung hợp thành một giọt. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một mảng hồng cầu xuất hiện dày đặc. Nhìn một màn này, sắc mặt của Lý Khinh Hồng bỗng trở nên tái nhợt. Soạt một tiếng, cô lập tức kéo ghế ra, hoảng sợ bất an đứng dậy. Không, chuyện này không phải là thật. Đây không phải máu của tôi. Lý Khinh Hồng sụp đổ, cảm xúc kích động hét lên. Đây chính là máu của cô. Viện trưởng trầm giọng quát. Giọng nói đè tiếng hét của Lý Khinh Hồng, tôi không biết thân thế của cô là như nào, nhưng xét nghiệm khoa học sẽ không lừa người. Cô chính là con gái ruột của Lý Thiên Dương. Không, tôi không tin. Lý Khinh Hồng lập tức sụp đổ, hai tay túm chặt tóc của mình. Cách âm của phòng lưu trữ rất tốt, bất luận giọng của Lý Khinh Hồng lớn thế nào, đám người Vương Nhất, Lý Mộng Đình ở bên ngoài cũng không nghe được cô đang nói gì. Bọn họ chỉ biết, cảm xúc hiện nay của Lý Khinh Hồng rất không ổn định. Khinh Hồng. Thấy Lý Khinh Hồng như này, sắc mặt của Vương Nhất thay đổi, trực tiếp lao vào phòng lưu trữ, ôm chặt cô vào trong lòng. Khi Vương Nhất lao vào cửa, Lý Khinh Hồng lắc đầu nguầy nguậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
nếu không phải anh nhanh tay nhanh mắt, vừa hay ôm Lý Khinh Hồng vào trong lòng, nếu không cô đã ngã mất. Khinh Hồng. Nhìn Lý Khinh Hồng với đôi mắt vô hồn, cơ thể đờ đẫn ở trong lòng, trái tim của Vương Nhất cực kỳ khó chịu. Vương Nhất, ôm em. Nghe thấy giọng của Vương Nhất, trong mắt Lý Khinh Hồng lúc này có một chút tiêu cự. Cô túm chặt quần áo của Vương Nhất, dùng sức lớn, giống nắm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hô hấp dồn dập, giống như sắp nghẹt thở. Vương Nhất nhìn thấy, trái tim đau đớn vạn phần. Anh biết, viện trưởng đã nói ra lời anh mãi không dám nói. Giấy không gói được lửa, đợi ngọn lửa lớn lan ra, sẽ chỉ đốt người ta tới tan hoang sơ xác. Sự sụp đổ của nhận thức cũng bắt đầu. Chuyện này là như nào? Lý Mộng Đình vẫn không biết xảy ra chuyện gì, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Khinh Hồng ở bờ vực sụp đổ. Viện trưởng nhìn sang Lý Mộng Đình, giọng điệu u ám, ba của cô thật ra còn có một cô con gái nữa, chính là cô Lý Khinh Hồng. Cái gì? Trong nháy mắt, Lý Mộng Đình cũng đờ người. Châu Mỹ Ngọc đi theo tới nhìn thấy một màn này, mặt cũng xám như tro. Bà ta biết bí mật nhà họ Lý giấu hơn 20 năm, cuối cùng cũng bị lộ. Im miệng hết cho tôi. Vương Nhất đột nhiên quát to một tiếng, tức giận nhìn tất cả mọi người, ai còn nhắc thêm một từ, tuyệt đối không tha. Ngay lập tức, tất cả mọi người ở đây đều giật mình, viện trưởng vội vàng dẫn người rời đi. Lý Mộng Đình cũng ngây người tại chỗ rất lâu, bỗng quay đầu lại, nhìn sang Châu Mỹ Ngọc, mẹ, chuyện này là thật sao? Châu Mỹ Ngọc lắp bắp, không dám lên tiếng. Nhưng dưới ánh mắt gần như phẫn nộ của Lý Mộng Đình, lúc này mới khẽ gật đầu. Mẹ, ba mẹ tại sao không nói với con, cứ phải đợi tới bây giờ mới thừa nhận. Trong lòng Lý Mộng Đình cực kỳ phẫn nộ, cũng rất hỗn loạn. Cô ta không hiểu, cục diện hiện nay tại sao lại biến thành như này. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lý Mộng Đình tức giận chất vấn, ngay cả cô ta cũng có cảm giác nằm mơ như cách mấy đời. Cô ta luôn cho rằng, cô ta là con gái độc nhất trong nhà, không ngờ, vậy mà còn có chị ruột. Người đó còn là Lý Khinh Hồng. Bí mật lộ ra, Châu Mỹ Ngọc vậy mà có loại cảm giác cả người thả lỏng. Chỉ là đối với sự chất vấn của con gái, bà ta mặt mày rất không vui. Đi hỏi ba của con ấy. Châu Mỹ Ngọc nói xong thì tức đùng đùng đi ra khỏi bệnh viện. Cùng lúc này, đối diện sân lớn thấp thoáng có phản quang. Có người đứng ở ban công của căn nhà tầng, cầm ống nhòm nhìn mọi thứ liên quan tới bí mật. Khi nhìn thấy Lý Khinh Hồng suy sụp được Vương Nhất ôm trong lòng, người đó bỗng cười lên. Giống như một màn nào là vở kịch gây cười gì đó. Quả nhiên giống hệt như những gì mình đoán, thật là một bí mật chấn động. Người đó vừa cười lớn vừa tự lẩm bẩm. Tin chắc bí mật này ngay cả Lý Thị Vương tộc Yên Đô cũng không có mấy ai biết, nếu tuồn ra, bọn họ sẽ từ bỏ Lý Khinh Hồng, hay là sẽ tiếp tục coi như không biết. Người đó rút điện thoại ra, báo cáo tình hình. Cô Kim thật không hổ là Gia Cát Lượng phiên bản nữ, mọi chuyện như cô dự liệu, Lý Khinh Hồng biết được sự thật đã ở bờ vực sụp đổ. Được. Trong điện thoại truyền tới giọng nói không vui không giận của Kim Thúy Như, có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Người đàn ông sau khi cúp máy thì cười lạnh. Thằng ở rể còn con cũng xứng với hòn ngọc của Thiên An ư, không tự lượng sức mình. Người đó rất nhanh đã hòa vào màn đêm. Vương Nhất ôm chặt Lý Khinh Hồng, thử dùng hơi ấm của mình làm Lý Khinh Hồng bình tĩnh lại. Nhưng cô không những không bình tĩnh được, ngược lại cảm xúc càng dao động kịch liệt hơn. Vương Nhất, anh nói cho em biết, điều bọn họ nói đều là giả, ông ấy không phải ba của anh sao? Sao đột nhiên biến thành ba ruột của em rồi? Ai có thể nói cho em biết, chuyện này rốt cuộc là sao không? Lý Khinh Hồng gào khóc, sự tan rã của nhận thức khiến cô có loại cảm giác nghẹt thở. Vương Nhất không lên tiếng, chỉ ôm chặt cô, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô. Bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận cô biến thành như nào, anh đều sẽ ở bên cô. Em đã sống ở Yên Kinh 20 năm, 20 năm. Đời người có mấy lần 20 năm, ông ấy sao có thể đột nhiên nói với em, mọi thứ ở Yên Kinh đều là giả, ý nghĩa sống của em là gì? Em vẫn không tin, nếu chuyện này là thật, vậy ba mẹ của em cũng đều biết, có đúng không? Lý Khinh Hồng dường như nói ra hết mọi lời trong lòng, ôm Vương Nhất gào khóc. Vương Nhất trầm mặc một lúc, nói, có vài chuyện, chỉ có thể đợi ba tỉnh lại mới có thể biết được. Lời này vừa dứt, cảm xúc của Lý Khinh Hồng hơi ổn định một chút. Thật sự quá tàn khốc, cô lập tức mất đi khả năng suy nghĩ, mà lời của Vương Nhất lại nói đúng trọng điểm. Nếu viện trưởng đã nói cô là con gái ruột của Lý Thiên Dương,
vậy thì có một số sự thật, chỉ có thể đợi Lý Thiên Dương tỉnh lại mới có thể rõ như ban ngày. Được, em đi. Lý Khinh Hồng lau sạch nước mắt, tuy hai mắt vẫn đỏ hoe, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn. Ở dưới đồng hành của Vương Nhất, cô đã quay lại phòng bệnh. Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Y Si, Lãnh Nhan còn cả Hồng Phật cũng ở đây, lúc này nhìn thấy bọn họ quay lại thì đều đi tới. Vương Nhất cũng phẩy nhẹ tay, đừng nói gì cả, nếu Khinh Hồng đã là con gái của ba, vậy thì người ba nhớ nhất chính là cô ấy. Để cô ấy yên lặng một mình đi. Nói xong, Vương Nhất ra ngoài trước, Lãnh Nhan và Hồng Phật lập tức đi theo đằng sau. Lý Mộng Đình trần trừ một lúc rồi vẫn đứng dậy rời đi, thuận tiện lôi kéo Châu Mỹ Ngọc. Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lý Khinh Hồng và Lý Thiên Dương đang hôn mê. Vương Nhất và Lãnh Nhan đợi ở bên ngoài, có tình hình gì thì sẽ lập tức xông vào. Lý Khinh Hồng ngồi ở bên cạnh giường của Lý Thiên Dương, nhìn ông ta bằng ánh mắt vô hồn, mãi không lên tiếng. Cô nhìn gương mặt của người ba thật sự này, xa lạ lại mang theo sự thân thuộc. So với người ba lạnh lùng cường thế đó của cô, Lý Thiên Dương ôn hòa hơn rất nhiều. Đột nhiên, cô nhớ tới những chuyện trước kia, cơ thể hơi run lên. Phụ nữ đều là động vật chú trọng chi tiết, trước kia có rất nhiều chi tiết cô không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lạ, cô lại hiểu ra. Trong tay có thêm một miếng ngọc bội cổ xưa nhưng không quý giá. Ba của cô, Lý Thế Nhân nói với cô, miếng ngọc bội này là ba của cô để lại cho cô. Lúc đó Lý Khinh Hồng đương nhiên cho rằng ba là Lý Thế Nhân nên cũng không nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại, cô thật ngu ngốc. Với thân phận của Lý Thế Nhân, sao lại mua ngọc bội rẻ tiền, thủ công sơ sài như này chứ? Miếng ngọc này căn bản là của Lý Thiên Dương. Còn cả thái độ của ông ta đối với cô, căn bản không giống đối với một cô con dâu, thật sự còn thân hơn con gái ruột. Thậm chí giữa cô và Châu Mỹ Ngọc, ông ta không thèm nghĩ ngợi mà chọn cô. Mắt của Lý Khinh Hồng đỏ lên, nắm chặt bàn tay thô ráp của Lý Thiên Dương, nước mắt rơi từng giọt. Ba thật sự là ba ruột của con ư, nếu đúng thì ba tỉnh lại đi, nói ở trước mặt con, có được không? Nếu không người khác nói, em không tin. Ba mau tỉnh lại đi, nói cho con biết chuyện này rốt cuộc là sao? Ba tại sao lại vứt bỏ con? Con tại sao lại lớn lên ở Lý Thị từ bé? Mẹ con là ai, bây giờ đang ở đâu? Ba nói cho con biết. Tình cảm giống như hồng thủy trút xuống, Lý Khinh Hồng nằm bò ở bên giường của Lý Thiên Dương, khóc không thành tiếng. Có lẽ do giọng nói của Lý Khinh Hồng có tác dụng, cả người của Lý Thiên Dương vậy mà đã cử động. Sau đó, hai mắt nhắm lại, vậy mà rơi hai hàng nước mắt. Cảm nhận được sự ươn ướt trên mu bàn tay, Lý Khinh Hồng cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nước mắt trong mắt Lý Thiên Dương nhỏ từng giọt trên tay mình. Bỗng chốc, cô vui mừng như điên. Túm chặt cổ tay của Lý Thiên Dương, gọi thất thanh. Ba tỉnh rồi sao? Nghe thấy động tĩnh trong phòng, đám người Vương Nhất, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc đều lao vào. Khi nhìn thấy nước mắt chảy ra từ trong mắt Lý Thiên Dương, trừ Châu Mỹ Ngọc ra, trên mặt của tất cả mọi người đều nở nụ cười. Ba, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Y Si đứng ở một bên, cũng mỉm cười an ủi, con người có thất tình lục dục, bất luận máy móc có tinh vi hơn nữa. Hay là thuốc có hiệu quả hơn, ký ức là thứ không thể xóa đi nhất. Ba, Lý Khinh Hồng cũng kích động mà gọi, yên lặng chờ đợi Lý Thiên Dương tỉnh lại. Chỉ thấy cơ thể của Lý Thiên Dương hơi run rẩy, giống như mơ thấy ác mộng gì đó, khóe mắt của ông ta giật giật dữ dội, sau đó chậm chậm mở mắt. Ba, tốt quá rồi. Thấy Lý Thiên Dương tỉnh lại, Lý Mộng Đình vui tới phát khóc, ngay cả thân phận cũng không quan tâm, kích động ôm chặt lấy Vương Nhất. Lần đầu tiên Vương Nhất cũng không đẩy ra, tất cả mọi người đều không nhìn thấy, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mi. Cảnh tượng này ngay cả Vương Nhất cũng không kìm được tình cảm của mình. Châu Mỹ Ngọc lại có vẻ mặt lo lắng, bà ta biết, Lý Thiên Dương tỉnh thì bà ta đã hoàn toàn mất đi vị thế ở cái nhà này. Không có ai nghe lời của bà ta nữa. Nhất, Mộng Đình, đi một vòng quỷ môn quan, có thể lại nhìn thấy đám người Vương Nhất, Lý Mộng Đình. Lý Thiên Dương cũng không kìm được lệ rơi đầy mặt. Ba có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt rồi, con cũng bị dọa chết rồi. Lý Mộng Đình kích động ôm lấy Lý Thiên Dương rồi bật khóc. Vương Nhất cũng khẽ mỉm cười nhìn một màn này, không biết từ khi nào, anh phát hiện tóc bạc ở bên mai của Lý Thiên Dương đã nhiều hơn. Khinh Hồng. Sau đó, Lý Thiên Dương dừng ánh mắt trên người Lý Khinh Hồng ở một bên, ánh mắt phức tạp. Lý Khinh Hồng không lên tiếng. Chỉ nhìn ông ta với đôi mắt đỏ hoe.
Vương Nhất lập tức liếc nhìn Lý Mộng Đình, Lý Mộng Đình lập tức hiểu ý, lui sang một bên. Bây giờ ba đã tỉnh, tới lúc bóc trần bí mật rồi. Lý Thiên Dương cười tự giễu, đối với ba mà nói, đây giống như đều là một giấc mơ, khoảng thời gian này tuy ba luôn hôn mê, nhưng không đại biểu ba không biết gì cả. Nói xong, ông ta lại nhìn sang Lý Khinh Hồng, con biết hết rồi có đúng không? Lý Khinh Hồng không lên tiếng, hai mắt đỏ hoe mà gật đầu. Lý Khinh Hồng thở dài một tiếng, vốn ba tưởng rằng có thể giấu bí mật này cả đời, không ngờ vẫn tới lúc công bố. Lý Mộng Đình không nhịn được mà thúc giục, ba mau nói đi, chị Lý thật sự là chị ruột của con sao? Lý Thiên Dương trịnh trọng gật đầu, không sai, con bé là chị ruột cùng ba khác mẹ của con. Lời này vừa dứt, cơ thể của Lý Khinh Hồng và Lý Mộng Đình run lên. Lý Mộng Đình sững sờ, mà trong lòng Lý Khinh Hồng ôm một tia ảo tưởng, bây giờ đã không còn. Trong mắt cô bỗng chốc rơi từng giọt nước mắt, nhưng cô lại không khóc thành tiếng. Vương Nhất nhìn thấy, vội vàng nói, Khinh Hồng, anh sẽ không vì vấn đề thân thế mà có thành kiến với em mãi mãi là người anh yêu nhất. Lý Khinh Hồng ừ một tiếng, tâm trạng hơi bình ổn lại, đợi Lý Thiên Dương nói tiếp. Lý Thiên Dương cũng nhìn Lý Khinh Hồng bằng ánh mắt phức tạp, nói, Khinh Hồng, nếu con đã đến từ Yên Kinh, nhất định từng nghe nói một chuyện xảy ra vào 27 năm trước của gia tộc con. Hôm nay là ngày đứa con của Lý Thế Nhân, gia chủ của Lý Thị và người vợ mỹ nhân đứng đầu Yên Kinh của ông ta chào đời, còn cả một cặp vợ chồng người giúp việc rời khỏi Yên Kinh ngay trong đêm, rời xa quê hương đi tới Thiên An An gia ta và người vợ của lúc đó chính là đôi vợ chồng người giúp việc đó. Lời này vừa dứt, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng có hơi ngạc nhiên. Chuyện này Lý Khinh Hồng cũng từng nói với Vương Nhất, nhưng Vương Nhất không để trong lòng. Không ngờ Lý Thiên Dương và người vợ trước của ông ta lúc đó chính là đôi vợ chồng người giúp việc của năm đó. Lý Khinh Hồng càng sửng sốt, ba là đôi. Lý Thiên Dương trịnh trọng gật đầu, nhưng liên quan tới chuyện tối hôm đó, lời đồn mà các con nghe được khác biệt rất lớn với thực tế. Thật ra, tối hôm đó ngoài đứa con của gia chủ Lý Thị và vợ của ông ta chào đời, con của ba và Hạ Lan cũng chào đời, đứa trẻ đó chính là con. Nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt của Lý Thiên Dương có hơi phiêu du. Lý Hạ Lan, là tên của vợ trước Lý Thiên Dương. Tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe, không có cắt ngang. Vốn tưởng rằng đây là mở đầu của cuộc sống mới của ba, không ngờ vợ của gia chủ Lý Thị căn bản không có khả năng sinh con. Lúc đó đã bày tiệc rượu, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của Lý Thị vương tộc Yên Đô sẽ mất hết. Vì vậy, gia chủ Lý Thị ngay trong đêm gọi ba đến phòng sách của ông ta, làm một giao dịch với ba, ông ta cho ba 3 tỷ, mua con gái của ba. Nghe đến đây, cơ thể của Lý Khinh Hồng run rẩy, không dám tin mà hỏi, ba đồng ý sao? Ba đã từ chối. Lý Thiên Dương cười tự giễu, nhưng người ba từ chối là gia chủ của Lý Thị, người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn, ông ta nói với ba, nếu ba không đồng ý, một nhà ba người chúng ta sẽ biến mất khỏi thế gian này. Lý Thế Nhân. Trong mắt Lý Khinh Hồng tràn ngập thù hận, gần như nghiến răng nói ra ba chữ này. Ông ta cũng có sự bất lực của mình. Dù sao ông ta là chủ của Lý Thị, phải duy trì thể diện của Lý Thị, mà ba chỉ là một nhân vật nhỏ có cũng được không có cũng chả sao, chọn lựa như nào, liếc qua thấy ngay. Lý Thiên Dương nhìn sang Lý Khinh Hồng, nói, vì để bảo vệ con, cũng để bảo vệ cái gia đình này, ba chỉ có thể bị ép đồng ý, giao con cho chủ của Lý Thị. Nhưng ba có một yêu cầu, đó chính là tên của con, buộc phải do ba mẹ đặt, còn cả tín vật của ba, cũng phải giao cho con, Lý Thế Nhân đã đồng ý. Hôm đó ba mẹ đã đặt tên cho con là Khinh Hồng, hơn nữa đeo miếng ngọc bội này trên người con, sau đó rời khỏi Yên Kinh ngay trong đêm. Cứ như vậy, con từ con của người giúp việc, thoáng cái biến thành con gái của mỹ nhân đứng đầu Yên Kinh và gia chủ của Lý Thị, tương lai cao cao tại thượng, không có cái ăn cái mặc, mà ba mẹ. Không ai nhớ tới ba mẹ nữa, ba mẹ chỉ là hai nhân vật nhỏ, trốn tới Thiên An thì vợ của ba do quá nhớ nhung con, cộng thêm sức khỏe vốn yếu, mắc bệnh nặng. Không lâu sau thì qua đời. Sau đó nữa thì ba gặp được Mỹ Ngọc. Ánh mắt của Lý Thiên Dương cũng theo đó mà nhìn sang Châu Mỹ Ngọc, phát hiện bà ta mặt mày lạnh lùng, ánh mắt dừng ở trên người Vương Nhất và Lý Mộng Đình. 3 tỷ vào lúc đó là một số tiền lớn, ba cầm số tiền này, cộng thêm Mỹ Ngọc không quan tâm sự phản đối của người trong nhà, cũng không chê ba từng kết hôn, muốn kết hôn với ba nên ba đã tái hôn. Cũng vào năm đó, ba nhặt được Nhất bị vứt bỏ, nhận làm con nuôi. 3 năm sau, Mỹ Ngọc mang thai, là một bé gái, ba đặt tên là Mộng Đình.
Nghe xong Lý Thiên Dương kể hết bí mật của nhà họ Lý, tất cả mọi người trong phòng đều trầm mặc một trận. Lý Khinh Hồng, Lý Mộng Đình trợn mắt há hốc mồm, nửa câu cũng không nói ra được, ánh mắt của Vương Nhất cũng trở nên nghiêm nghị, anh có thể đoán được đại khái, nhưng khi hiểu được nguyên nhân hậu quả của cả câu chuyện, anh cũng suýt xoa. Còn về Châu Mỹ Ngọc, sau khi nghe xong lời của Lý Thiên Dương, vẻ mặt cũng lay động. Nội tâm của mỗi người đều có chuyện xưa tốt đẹp, tuy Châu Mỹ Ngọc bây giờ biến thành như này, nhưng bà ta của 20 năm trước, vẫn là một thiếu nữ rơi vào bể tình. Giống như trong câu hát nào đó đã nói, thời gian là một loại thuốc giải, cũng là một loại thuốc độc. Lý Thiên Dương cũng liếc nhìn bà ta, trong mắt bỗng hiện ra một tia áy náy. Tôi phải xin lỗi bà, tuy tôi và bà đã kết hôn, cũng yêu bà, nhưng trong tim tôi từ đầu tới cuối vẫn nhớ Hạ Lan, đương nhiên cũng nhớ Mong Khinh Hồng. Châu Mỹ Ngọc không lên tiếng, chỉ nghiến chặt răng. Ông ta lại nhìn sang Lý Mộng Đình, ba không phải không yêu con, chỉ là càng nhớ nhung đứa con gái lớn ba đã nợ, lại không có cơ hội bù đắp đó của ba. Lý Mộng Đình không dễ dàng gì mới dừng rơi nước mắt thì lại có dấu hiệu trào ra. Ba, đừng nói nữa, con hiểu hết. Cô ta nghẹn ngào nói, bây giờ ba không sao rồi, sự đồng hành mấy ngày này của chúng con là xứng đáng. Vương Nhất cũng nói, đúng vậy, lúc ba hôn mê, người buồn nhất là Khinh Hồng. Là cô ấy đã tốn hai túi máu lớn để cứu mạng của ba, ngoài bản năng cứu người ra, còn có tình thân máu mủ nối liền. Ánh mắt của Lý Thiên Dương cũng nhìn sang Lý Khinh Hồng luôn không nói gì cả. Cô trầm mặc, tuy vẻ mặt đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn có nét tái nhợt do thiếu máu. Lý Thiên Dương không kìm được mà đưa tay ra, muốn chạm vào gò má của cô. Nhưng đưa ra được một nửa thì lại khựng lại, định thu về. Ông ta tự biết mình không phải một người ba đạt tiêu chuẩn, không có tư cách chạm vào con gái. Bộp! Tuy nhiên ngay sau đó, Lý Khinh Hồng lại túm lấy tay của Lý Thiên Dương, chỉ động đưa mặt tới. Ba, cô ôm chặt lấy Lý Thiên Dương, gọi một tiếng xuất phát từ đáy lòng. Ngàn vạn lời nói, lúc này đều không bằng được từ này. Lý Thiên Dương ngây ra, sau đó hai mắt đỏ hoe. Một tiếng ba này, không phải tiếng ba giống như Vương Nhất, lúc gả vào nhà họ Lý. Mà là ba thật sự. Con không hận ba, ngược lại ba là đang bảo vệ con, đối với con mà nói, Yên Kinh là một nơi đau thương. Thiên An mới là ngôi nhà thật sự của con. Trong mắt của Lý Khinh Hồng cũng rơi nước mắt cảm động, là ba khiến con cảm nhận được ba, ba mới là ba thật sự của con. Còn cả Mộng Đình, ngay từ lúc ban đầu, em cũng là em gái của chị rồi. Còn cả anh, ánh mắt của cô bỗng nhìn sang Vương Nhất từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, ánh mắt lay động. Vương Nhất cười lớn, ôm lấy Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng cũng ở trước mặt người nhà, thể hiện bản thân. Ở trước mặt tất cả mọi người, dựa đầu vào vai Vương Nhất. Trải qua thăng trầm, người một nhà cuối cùng cũng đoàn tụ. Nhìn một màn này, ánh mắt của Châu Mỹ Ngọc ngây dại, bà ta lại có loại cảm giác bị bài trừ ra ngoài. Trong lòng cũng dấy lên một chút hối hận. Nhưng rất nhanh, sự hối hận này đã bị nỗi oán hận thay thế. Sự việc đã đến nước này, bà ta đã không thể quay đầu. Chị Lý, em có một chuyện muốn thẳng thắn với chị. Đột nhiên, Lý Mộng Đình giống như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn sang Lý Khinh Hồng, thật ra. Châu Mỹ Ngọc ngồi trên sofa bỗng thay đổi sắc mặt, vội đi tới, dùng sức túm tóc của Lý Mộng Đình. Á! Lý Mộng Đình đau đớn kêu lên, cả người ngã mạnh ra sàn. Hoàn hồn lại, chỉ thấy Châu Mỹ Ngọc đang lạnh lùng nhìn cô ta, hai mắt của Lý Mộng Đình lập tức cũng đỏ lên. Mẹ, mẹ làm gì thế? Con theo mẹ ra ngoài. Châu Mỹ Ngọc tức giận đùng đùng kéo Lý Mộng Đình ra ngoài. Lý Khinh Hồng không hiểu chuyện gì, trong mắt Vương Nhất lại vụt qua tia sắc lạnh. Lúc này, điện thoại đổ chuông. Trong tai nghe Bluetooth truyền tới giọng nói bình tĩnh của Lãnh Nhan. Thiếu chủ, đã tra được rồi, Châu Mỹ Ngọc có vấn đề. Nghe vậy, trong mắt Vương Nhất lập tức xẹt qua tia sắc lạnh, lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh. Nói, giọng điệu của anh trầm thấp, trên mặt hiện ra một tia tức giận hiếm có. Là người ám sát bên ngoài thì cũng thôi đi, không ngờ lại là trộm nhà. Tôi đã trả được nhật lý liên lạc và ghi chép chuyển khoản của Châu Mỹ Ngọc, dạo gần đây bà ta thường xuyên liên lạc với mấy số điện thoại không rõ khu vực, mỗi lần gọi điện không quá một phút. Đồng thời, trong tài khoản của bà ta đột nhiên thiếu mất 3 tỷ, chính là vào trước ngày ba anh bị hại. Bên dưới là bản gốc của cuộc gọi mà tôi bảo thủ hạ lấy được, tuy không thể khôi phục 100%,
nhưng khôi phục 50% thì vẫn được. Rất nhanh, một file ghi âm được chuyển vào điện thoại của Vương Nhất. Vương Nhất bật lên, lập tức trong tai nghe truyền ra đoạn đối thoại đứt đoạn của Châu Mỹ Ngọc và một người đàn ông có giọng máy móc. Gom 3 tỷ. Tôi giải quyết phiền nào cho bà. Tổ chức bữa tiệc, chọn ra tay lúc đó. Mục tiêu không phải Lý Thiên Dương, mà là Lý Khinh Hồng. Nghe thấy bản gốc của cuộc điện thoại đã được khôi phục, trong mắt Vương Nhất lập tức tỏa ra sát ý vô tận. Châu Mỹ Ngọc. Anh gần như nghiến răng nói ra tên của Châu Mỹ Ngọc. Thiếu chủ, cần ra tay không? Lãnh Nhan trầm giọng hỏi. Vương Nhất trầm ngâm một lát, lắc đầu, nếu đã biết hung thủ là ai thì không vội lúc này, một mình Châu Mỹ Ngọc không có lá gan đó, đằng sau nhất định có nhà họ Châu đang chống lưng cho bà ta. Thả dây dài, câu cá lớn, mục đích của tôi không phải chỉ là một mình Châu Mỹ Ngọc, còn là người đàn ông thần bí sau lưng bà ta. Vâng. Cúp máy. Vương Nhất lại quay lại phòng bệnh. Lúc này Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình đã quay lại, Châu Mỹ Ngọc giống như người không có chuyện gì, ngồi ở sofa nghịch điện thoại. Lý Mộng Đình lại có dáng vẻ mất hồn mất vía, rất nhanh đã đứng dậy rời đi. Tuy Lý Thiên Dương đã tỉnh, nhưng vẫn cần giữ lại bệnh viện quan sát vài ngày. Y Si đang muốn đứng dậy cáo từ, Vương Nhất lại gọi ông ta lại. Sinh, đợi đã. Y Si mặt mày ngạc nhiên, ở trong ấn tượng của ông ta. Thiếu chủ rất ít khi gọi tên của ông ta. Thiếu chủ, có gì căn dặn, ông ta cung kính nói. Trên mặt Lý Khinh Hồng hiện ra một tia áy náy, thật ra ngoài ba tôi ra, còn có một bệnh nhân cần ông đi xem thử. Cô ấy ở Giang Thành, tên là Hạ Chân, mắc bệnh tim, tim rất yếu, ông xem thử xem có cách gì không. Y Si chợt sững người, sau đó cười sảng khoái, tôi còn tưởng chuyện gì, chỉ cần là chuyện liên quan tới chữa bệnh cứu người, tôi không từ chối. Vất vả rồi. Vương Nhất vỗ vai của Y Si, sau đó nói với Lý Thiên Dương, ba, bọn con về trước đây. Nói xong thì cùng với Lý Khinh Hồng rời khỏi bệnh viện. Đối với Lý Khinh Hồng mà nói, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Cô biết thân thế của mình, căn bản không phải là trưởng công chúa của vương tộc Yên Đô gì đó, chỉ là con gái của dân thường. Nhưng trong lòng cô không có bất cứ sự thất vọng nào, ngược lại cả người nhẹ nhõm. Cô cuối cùng cũng có thể không cần bị trói buộc bởi quy tắc rắc rối của hào môn thế gia, vô ưu vô lo làm một người phụ nữ bình thường. Cuộc sống của bây giờ, cô rất hài lòng, đây mới là gia đình cô thật sự mong muốn. Chồng, hôn em. Lý Khinh Hồng chủ động chui vào trong lòng Vương Nhất. Thuận tay tắt đèn, cả căn phòng tối đi. Trên đường lớn người qua người lại. Trong đầu cô ta luôn văng vẳng lời nói uy hiếp của Châu Mỹ Ngọc. Nhưng điều thật sự khiến cô ra rối như tơ vò, không phải sự uy hiếp của Châu Mỹ Ngọc, mà là cô ta cũng là đồng phạm, cô ta phải mở miệng từ đâu. Dầm. Vào lúc này, một chiếc xe đột nhiên dừng ở bên cạnh Lý Mộng Đình, có hai người xông ra, cưỡng chế kéo cô ta vào xe. Các người là ai, muốn làm gì, cứu mạng, ư. Lý Mộng Đình còn chưa kịp kêu cứu thì bị người ta dùng một cái khăn bịt miệng. Rất nhanh, cô đã hôn mê, bị người ta kéo vào trong xe. Biến mất trong màn đêm. Không biết trôi qua bao lâu, Lý Mộng Đình từ từ tỉnh lại. Khi mở mắt, cô ta cảm thấy đầu óc đau nhức, toàn thân trên người không có sức lực. Rất nhanh thì cô ta đã nhớ ra chuyện trước khi hôn mê, một mình đi lang thang ở trên phố, bị người ta đánh ngất, sau đó cô ta mất đi ý thức. Tỉnh lại thì phát hiện ở đây. Đây là đâu? Cô ta giãy giụa bò dậy, chuyện đầu tiên là sờ áo sơ mi của mình. Sau khi thấy trên dưới toàn thân không có dấu vết gì thì cô ta mới yên tâm. Cô ta ngẩng đầu nhìn thì lập tức sửng sốt trong lòng. Đây là một căn nhà gỗ cực kỳ sơ sài, ngay cả cấu tạo bên trong cũng rất đơn giản. Một chiếc giường, một cái bàn sách, một bộ dụng cụ pha trà. Nhưng cái dọa cô ta không phải những điều này, mà là con người. Chỉ thấy một cô gái đang tùy ý bày dụng cụ pha trà, nhìn từ bóng lưng, một mái tóc dài suôn mượt giống như thác đổ xóa ở eo. Động tác bày trí dụng cụ pha trà rất thuần thục, khiến người khác sợ hãi. Nhìn một cái biết người trong nghề. Kim Thúy Như. Lý Mộng Đình không kìm được mà thốt lên. Kim Thúy Như quay lại, nở nụ cười hờ hững với Lý Mộng Đình, tỉnh rồi à? Cô muốn làm cái gì? Lý Mộng Đình lớn giọng chất vấn, đối với người phụ nữ này, cô ta chỉ có sợ. Bất luận là thủ đoạn, hay mưu trí, Lý Mộng Đình biết mình không phải đối thủ của người phụ nữ này. Thấy bộ dạng sợ hãi của Lý Mộng Đình, Kim Thúy Như khẽ cười một tiếng, đừng căng thẳng,
những người đưa cô tới đây không phải thủ hạ của tôi sẽ không thô lỗ như vậy. Vì vậy Lý Mộng Đình nghe hiểu một câu, Kim Thúy Như còn có đồng bọn. Cô ta không nhịn được mà hỏi, cô rốt cuộc muốn làm gì, trên người tôi không có thứ cô muốn. Kim Thúy Như tiếp tục cười, trên người cô không có thứ tôi muốn, nhưng tôi sắp có thể có được thứ tôi muốn. Nghe vậy, Lý Mộng Đình biết, Kim Thúy Như cũng không thoát được liên quan tới những chuyện xảy ra dạo gần đây. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu, lát nữa tôi thả cô trở về. Kim Thúy Như pha một ly trà, đưa tới trước mặt Lý Mộng Đình. Lý Mộng Đình không có cầm, chỉ càng thêm cảnh giác nhìn cô ta. Bỗng nhiên, trong mắt cô ta mang sự cầu xin. Cô đừng lợi dụng tôi căn bản chưa từng nghĩ sẽ phá hoại gia đình của bọn họ, xin cô tha cho tôi. Kim Thúy Như lại lắc đầu, nghiêm túc nói, không phải tôi lợi dụng cô, mà trong lòng cô vốn có lòng riêng. Cô mở miệng thì nói chưa từng nghĩ sẽ phá hoại gia đình của anh ta, thật ra trong lòng vẫn hy vọng bọn họ ly hôn, có đúng không? Đồng tử của Lý Mộng Đình lập tức co rút, tôi không có. Vậy ư? Kim Thúy Như khẽ mỉm cười, cô ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta, cô và Vương Nhất quen nhau sớm nhất, nếu không có tôi, người cuối cùng ở bên anh ta chắc là cô. Nhưng lại vì nhiều nguyên nhân, cô bỏ lỡ anh ta, trong lòng cô không hối hận sao? Lời của Kim Thúy Như mang theo sự cám dỗ, nhắm thẳng vào nội tâm của Lý Mộng Đình, khiến cho cả người cô ta run rẩy không ngừng. Ở trước mặt tôi, cô có thể phủ nhận, nhưng cô không thể phủ nhận trái tim của cô. Mỗi một người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, cô không sai, chỉ là tỉnh ngộ hơi muộn mà thôi. Cô tưởng thân thế của Lý Khinh Hồng bị lộ thì cô ta có thể sống cuộc sống của người bình thường ư? Đừng ngốc nữa. Nụ cười trên mặt Kim Thúy Như càng sâu, khuỵu người xuống, khẽ nói gì đó ở bên tai Lý Mộng Đình. Nghe xong thì sắc mặt Lý Mộng Đình tái nhợt, cơ thể không ngừng run rẩy. Vương tộc Yên Đô, trưởng công chúa của Lý Thị, mỹ nhân số 1, bởi vì không hiểu nên không sợ. Cô ta luôn cho rằng thân phận của Lý Khinh Hồng chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh, chỉ vậy mà thôi. Cho dù Lý Thiên Dương nói ra vương tộc Yên Đô, cô ta cũng không biết là gì, nhưng những lời của Kim Thúy Như lại kéo cô ta về thực tại. Bối cảnh của Lý Khinh Hồng quá khủng khiếp. Vậy nên việc bại lộ thân phận của Lý Khinh Hồng, bên phía Lý Thị không những sẽ không từ bỏ cô ta, ngược lại sẽ càng coi trọng cô ta, bởi vì bọn họ sẽ không để tin này lộ ra, hoàn cảnh của các người ngược lại càng thêm nguy hiểm, hiểu không? Kim Thúy Như mỉm cười rồi nói, nhà họ Lý các người chỉ là gia đình bình thường, làm sao chống được sự uy hiếp của Lý Thị? Tôi đây là đang giúp cô, hiểu không? Lý Mộng Đình sớm đã bị dọa nói không thành lời, tay chân lạnh toát. Bọn họ không thể ở bên nhau, tôi chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, cô đã giúp tôi, còn có đường lùi ư. Nói xong những lời này, Kim Thúy Như để Lý Mộng Đình đi. Không lâu sau, bên cạnh Kim Thúy Như lại xuất hiện một người phụ nữ. Nếu Vương Nhất ở đây, nhất định nhận ra cô ta. Thành Trâm, phó tổng giám đốc cũ của Lệ Tinh. Cô ta nhìn bóng lưng của Lý Mộng Đình, có chút không cam lòng mà hỏi, chủ tịch, cậu Nhan không dễ dàng gì mới bắt được người phụ nữ này, cứ thả cô ta đi vậy sao? Kim Thúy Như cười hờ hững, không sao, cô ta đã là người của chúng ta. Ngược lại bên phía Nhan Dịch Phi, tôi bảo anh ta lịch sự một chút, anh ta sao thô lỗ thế? Nói tới cuối cùng, nụ cười trên mặt Kim Thúy Như biến mất. Thành Trâm lập tức cúi đầu, trán toát mồ hôi lạnh, chủ tịch, là tự tôi chủ trương. Người phụ nữ Lý Khinh Hồng đó dám sỉ nhục tôi như vậy, tôi sẽ không tha cho cô ta. Kim Thúy Như không đáp lại, chỉ hờ hững nói, cô ngày mai tới Lệ Tinh một chuyến, đàm phán vấn đề thu mua, nếu Lý Khinh Hồng thỏa hiệp, chuẩn bị về sau sẽ hoàn toàn thêm một bước này. Dù sao, tôi cũng không muốn quậy với anh ta tới bước này. Kim Thúy Như u ám thở dài, vẻ mặt phức tạp. Trên mặt Thành Trâm lại nở nụ cười lạnh nhạt. Yên tâm, chủ tịch Kim. Với sự hiểu biết của tôi về cô ta kiên quyết sẽ không đồng ý. Nhưng tôi rất mong chờ biểu cảm cô ta nhìn thấy tôi vào ngày mai. Trong mắt Thành Trâm vụt qua tia thù hận. Một đêm xuân tiêu. Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất thấy Lý Khinh Hồng vẫn đang ngủ say, khóe miệng cũng nở nụ cười. Trước đây, khi nhà họ Lý chưa công khai bí mật, anh luôn lo lắng sẽ mang tới sự tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho Lý Khinh Hồng, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn là anh nghĩ nhiều rồi. Nước lửa khó dung của ba mẹ hồi trẻ đã khiến Lý Khinh Hồng lúc bé đã thấy được sự nóng lạnh của tình người từ xem, Yên Kinh chỉ để lại tiếc nuối và đau khổ cho cô,
lúc này thân phận bị lộ, đối với cô mà nói ngược lại là giải thoát. Hôn một cái ở trên trán của Lý Khinh Hồng, Vương Nhất chuẩn bị đi làm bữa sáng. Lý Khinh Hồng lại tỉnh lại vào lúc này, kéo lấy Vương Nhất. Ở bên em thêm một lúc nữa. Vương Nhất vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Khinh Hồng giống như con mèo con như này, lập tức có hơi sững người. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lúc này mới cùng nhau ra ngoài. Dạo gần đây đều bận chuyện của ba, trễ nải chuyện của công ty, tối nay em có thể sẽ về muộn một chút. Trên bàn ăn, Lý Khinh Hồng bỗng nói. Vương Nhất lại khẽ mỉm cười, em phải chú ý sức khỏe, chuyện của công ty có anh. Nhìn trông mọi thứ đều khôi phục bình thường. Ăn sáng xong, Vương Nhất đưa Vương Tử Lam tới nhà trẻ trước, sau đó lại cùng với Lý Khinh Hồng đến tòa nhà quốc tế. Tuy nhiên vừa đi vào công ty thì Tiêu Đào vội vàng đi tới. Lý Tổng, Thành Trâm quay lại rồi. Thành Trâm, nghe thấy cái tên này, lông mày của Lý Khinh Hồng hơi nhíu lại, trong mắt Vương Nhất cũng xẹt qua tia sắc lạnh. Lý Khinh Hồng, vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng cao vút của Thành Trâm đã truyền tới. Tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy Thành Trâm dẫn theo mấy quản lý cấp cao của tập đoàn Lệ Tinh, khí thế hùng hùng đi tới. Trên mặt mang theo sự lạnh lùng. Thành Trâm, sự việc đã đến nước này, cô còn đến làm gì? Mặt mày Lý Khinh Hồng lạnh tanh, cô đã đuổi Thành Trâm ra khỏi tập đoàn Lệ Tinh, không ngờ cô ta lại quay lại rồi. Chuyến đi Giang Thành lần trước, để lại ấn tượng rất sâu cho Lý Khinh Hồng, nếu không có Vương Nhất thì cô đã bị Thành Trâm hãm hại rồi. Làm cái gì ư, đương nhiên là đến thu mua tập đoàn Lệ Tinh các người. Thành Trâm cười lạnh đi tới. Giọng nói của Thành Trâm vang vọng khắp nơi, quản lý cấp cao của cả tập đoàn Lệ Tinh đều thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng ở trên mặt Thành Trâm, vẻ mặt không thân thiện. Ánh mắt của một số người càng như nhìn kẻ ngốc. Trước khi chưa lấy được dự án xây dựng đô thị, tập đoàn Lệ Tinh đã là xí nghiệp mới nổi của Thiên An. Bây giờ đã lấy được dự án xây dựng đô thị thì càng như cá gặp nước, đừng nói ở Thiên An, dù ở cả tỉnh thành, cũng có tiếng tăm lẫy lừng. Giá trị của tập đoàn Lệ Tinh hiện nay vào khoảng 15.000 tỷ. Thành Trâm lại mơ tưởng muốn thu mua Lệ Tinh, thật sự là mơ mộng hão huyền. Tiêu Đào hoàn hồn lại trước tiên, cười lạnh một tiếng, nhìn Thành Trâm nói đầy khinh bỉ, nói phét không biết ngượng mồm, cô lấy cái gì thu mua tập đoàn Lệ Tinh. Thật không biết cô ta nghĩ gì. Dù bán cô ta đi cũng không mua nổi tập đoàn Lệ Tinh. Con chó nhà có tang bị đuổi đi, cũng dám quay lại. Đuổi cô ta ra ngoài, ảnh hưởng tới hình tượng của tập đoàn. Những quản lý cấp cao của tập đoàn Lệ Tinh cũng lũ lượt buông lời khinh thường. Theo bọn họ thấy, Thành Trâm muốn thu mua tập đoàn Lệ Tinh thật sự là nực cười. Phương Huệ lại mang vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói với Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, Lý Tổng, Vương Tổng. Nếu Thành Trâm đã dám ngông cuồng tới Lệ Tinh chúng ta khiêu khích như thế, đằng sau nhất định có người đang ủng hộ cô ta. Tuy mặt mày Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lạnh lùng, nhưng cũng trịnh trọng gật đầu. Đối mặt với sự mỉa mai của những quản lý cấp cao của Lệ Tinh, Thành Trâm không hề tức giận, ngược lại liếc nhìn bọn họ bằng ánh mắt đáng thương, nói với Lý Khinh Hồng, Lý Tổng, thủ hạ của cô đều ngu ngốc vậy sao? Không nhìn xem người đứng sau tôi là ai? Lời này vừa dứt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều di chuyển ra đằng sau Thành Trâm. Chỉ thấy những quản lý cấp cao của tập đoàn Kim Thị mặt mày lạnh lùng đứng đó. Bỗng chốc, mấy quản lý cấp cao mỉa mai hống hách vừa rồi không dám nói gì nữa, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn họ cũng nhận ra rồi, đó là quản lý cấp cao của tập đoàn Kim Thị, cũng tức là Thành Trâm đại diện cho Kim Thị tới đây. Sao lại như vậy, cô ta sao lại nhận chức ở tập đoàn Kim Thị? Đó là sản nghiệp của nhà họ Kim. Bây giờ nhà họ Kim do Kim Thúy Như quản lý, trước đó không phải còn hợp tác thành công với chúng ta hay sao? Lẽ nào bọn họ muốn nuốt lời? Tập đoàn Kim Thị vốn do một mình Kim Thúy Như dẫn dắt đi tới huy hoàng, còn vì người phụ nữ truyền kỳ đó mà dính một lớp màu sắc thần bí, nói là xí nghiệp đứng đầu ở Thiên An cũng không quá. Các quản lý cấp cao của tập đoàn Lệ Tinh hoảng rồi, ngay cả Tiêu Đào cũng cảm thấy một chút áp lực, không nhịn được mà nhìn sang Lý Khinh Hồng. Cô mới là nòng cốt của Lệ Tinh. Lúc này, Lý Khinh Hồng luôn trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Thành Trâm, lần này cô trở về, là đại diện cho tập đoàn Kim Thị sao? Không sai. Thành Trâm rất tự tin, vẻ mặt kiêu ngạo, nể tình trước kia cùng làm việc chung, tôi khuyên cô đồng ý đi, như vậy cô còn có tiền có thể kiếm, nếu không đợi khi chủ tịch Kim đánh sập nguồn kinh tế của các người, mọi chuyện đều muộn rồi. Lời này vừa dứt, người bình thường đều đồng loạt biến sắc.
tập đoàn Kim Thị muốn ra tay với Lệ Tinh ư? Lý Khinh Hồng mặt mày lạnh lùng, đây là ý của cô, hay là ý của Kim Thúy Như? Hỗn láo! Thành Trâm quát to một tiếng, tên của Chủ tịch Kim là cái tên cô có thể gọi thẳng ư? Lý Khinh Hồng không thèm đếm xỉa tới sự hống hách của cô ta, chỉ hờ hững nói, nếu đã là ý của Kim Thúy Như, vậy thì bảo cô ta đích thân tới nói chuyện với tôi, chỉ dựa vào cô, không xứng. Cô nói cái gì? Thành Trâm lập tức có hơi tức điên. Cô ta quay lại Lệ Tinh, vốn là để báo thù, kết quả không thành công, ngược lại bị Lý Khinh Hồng mỉa mai, thật sự mất mặt. Có điều cô ta không mất đi lý trí, ngược lại càng cười mỉa. Chủ tịch Kim nói rồi, nể tình cô và cô ấy là bạn học cũ, hơn nữa hai bên cùng nhau xếp tác dự án xây dựng đô thị, sẽ cho cô một cái giá hợp lý. Nghe vậy, Vương Nhất lúc này mới hiểu ý của Kim Thúy Như. Cô ta bất mãn địa vị ở dự án xây dựng đô thị bị tập đoàn Lệ Tinh lãnh đạo. Từ trước đến nay, đều là cô ta sai khiến người khác, còn chưa từng bị ai sai khiến. Nhưng ở dự án xây dựng đô thị, bởi vì Vương Nhất là chủ nhân tòa nhà thì càng nghiêng về phía tập đoàn Lệ Tinh. Tập đoàn Lệ Tinh cầm đầu, Kim Thị chỉ là đi theo uống canh. Nói xong thì cô ta bộp một tiếng, đập một bản hợp đồng ở trước mặt Lý Khinh Hồng. Đây là hợp đồng của chủ tịch Kim. Bên trong đã ghi rõ giá cả, nếu cô xem cảm thấy không có vấn đề gì thì ký tên ở bên trên, tập đoàn Lệ Tinh sẽ chính thức biến thành công ty con của Kim Thị. Lý Tổng, đừng nghe cô ta, mau đuổi cô ta ra ngoài. Thấy mấy quản lý cấp cao mặt mày tức giận, Thành Trâm nở nụ cười khinh thường. Sau khi nhận chức ở Kim Thị thì tôi mới phát hiện, Lệ Tinh trước kia quá yếu, ở trước mặt Kim Thị lớn mạnh, các người căn bản không có quyền từ chối. Cô im miệng. Phương Huệ quát to một tiếng, mặt mày phẫn nộ, Lệ Tinh dù sao cũng là nơi cô từng làm việc, sao có thể nói như thế? Phương Tổng, Lý Khinh Hồng luôn không lên tiếng bỗng nói một tiếng, Phương Huệ chỉ có thể ngậm ngùi đứng ở đằng sau. Lý Khinh Hồng nhận lấy hợp đồng, liếc nhìn bản hợp đồng, sau đó gặp lại. 90.000 tỷ, đây là cái giá mà Kim Thị đưa ra. Cô lạnh lùng hỏi ngược lại. Bù, lời này vừa dứt. Tất cả mọi người của tập đoàn Lệ Tinh đều thay đổi sắc mặt, ngay cả Tiêu Đào và Phương Huệ đều có vẻ mặt khó tin. 90.000 tỷ, đây là cái giá cao hơn gấp 6 lần giá thị trường. Nếu là công ty bình thường, dùng cái giá cao gấp 6 lần để thu mua, nhất định sẽ không từ chối. Không sai. Nhìn vẻ mặt của Lý Khinh Hồng, Thành Trâm có loại tâm lý báo thù, càng cười mỉa, đừng nói 90.000 tỷ, chỉ cần tôi chịu bán, 150.000 tỷ cũng được. Câu nói này càng khiến trái tim của tất cả mọi người chấn động. 90.000 tỷ, đã là một con số trên trời, nhưng Thành Trâm lại nói, không đủ thì có thể tăng giá. Kim Thị thật là giàu. Kim Thị của các người thật sự có thể lấy ra nhiều tiền vậy ư? Vào lúc này, ở hiện trường truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Bỗng chốc tất cả mọi người di chuyển ánh mắt sang Vương Nhất luôn không nói gì. Chỉ thấy anh tùy ý ngồi ở trên ghế, ánh mắt trào phúng nhìn Thành Trâm. Thành Trâm lập tức hoảng trong lòng, nhưng nghĩ tới người sau lưng cô ta thì lập tức tự tin không ít, chợt cười lạnh lùng. Đương nhiên lấy ra được, sự lớn mạnh của Kim Thị vượt ngoài tưởng tượng của anh. Lời của Thành Trâm cũng khiến Vương Nhất mỉm cười. Anh thuận tay đẩy bản hợp đồng trên bàn qua. Dựa theo những gì cô nói, 150.000 tỷ chỉ cần cô có thể lấy ra được, tập đoàn Lệ Tinh là của Kim Thị. Lời này vừa dứt, tất cả nhân viên của tập đoàn Lệ Tinh thay đổi sắc mặt. Ngay cả Lý Khinh Hồng cũng có hơi khẩn trương. Đang muốn mở miệng thì lại thấy Vương Nhất cười hờ hững, yên tâm, anh sẽ không giao tâm huyết của em cho người khác. Lý Khinh Hồng lúc này mới yên tâm. Cô đã quyết tâm coi tập đoàn Lệ Tinh thành của hồi môn tặng cho Vương Nhất, tuy vẫn chưa nghỉ hưu, nhưng đã trao quyền cho Vương Nhất rồi. Anh có quyền quyết định mọi thứ của tập đoàn. Được, câu này là anh nói đấy. Trong lòng Thành Trâm có hơi tiếc, vốn cô ta chắc chắn với tính cách của Lý Khinh Hồng. Nhất định sẽ không bán, không ngờ Vương Nhất lại đồng ý. Sau đó, cô ta gọi điện cho bộ phận tài vụ của Kim Thị. Đã thu mua thành công, tên chồng phế vật đó của Lý Khinh Hồng nói, chỉ cần trả 150.000 tỷ thì Lệ Tinh là của chúng ta. Thành Trâm vốn có vẻ mặt tranh công, nhưng sau đó sắc mặt của cô ta đã thay đổi. Cái gì, không có tiền. Cô ta không nhịn được mà sửng sốt thốt lên, hai mắt trợn trừng. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều nghe rất rõ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trước đây, Thành Trâm cũng gần như sắp thổi bay Kim Thị, nhưng hiện tại đến giai đoạn thu mua thì lại xuất hiện câu không có tiền,
có cảm giác như đầu voi đuôi chuột vậy. Sắc mặt Thành Trâm cực kỳ khó coi, không nhịn được hỏi, chẳng phải lúc trước anh nói bao nhiêu tiền cũng có thể trả sao? Cô con mẹ nó là đầu heo à? Trong điện thoại truyền tới giọng nói giận dữ của giám đốc tài chính Kim Thị, trên hợp đồng ghi rất rõ ràng là 90.000 tỷ, cô lại nâng giá cho tôi là 150.000 tỷ, sao cô không đi cướp ngân hàng luôn đi? Mắng chửi Thành Trâm một câu nhưng giám đốc tài chính vẫn cảm thấy chưa hả giận, tiếp tục chửi bới ầm lên. Đây là năng lực đàm phán của cô, trước đây còn từng làm phó giám đốc. Tôi nghĩ tùy tiện chọn một giám đốc bộ phận nào cũng giỏi hơn cô đấy. Việc thu mua lần này nhất định phải nắm chắc phần thắng, nếu như cô phá hỏng nó, bị cô chủ biết được thì xem cô giải thích thế nào đây. Tút tút tút. Sau khi mắng xong, căn bản không cho Thành Trâm cơ hội giải thích, đối phương lập tức cúp máy. Thành Trâm ngẩn người ngay tại chỗ. Mặc dù trên hợp đồng viết là 90.000 tỷ, nhưng dựa theo thông lệ đàm phán thì đây chỉ là giá thu mua ban đầu, thường xuyên có những ông chủ cảm thấy không hài lòng và tiếp tục đẩy giá lên cao. Thành Trâm chỉ làm những việc mà lẽ ra bình thường phải làm thôi, nhưng cô ta không ngờ tới 90.000 tỷ thật ra là tất cả số tiền mà Kim Thị có thể bỏ ra. Nhìn cảnh tượng dở khóc dở này, Lý Khinh Hồng cũng không nhịn được nhìn về phía Vương Nhất, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng Vương Nhất hơi nhếch lên, nhìn Thành Trâm với vẻ trêu tức. Tại sao anh dám dùng tập đoàn Lệ Tinh của Lý Khinh Hồng làm tiền đặt cược à? Đó là vì anh đã sớm chắc chắn Kim Thị sẽ không thể chi ra số tiền 150.000 tỷ được. Vào sáng sớm Vương Nhất trở về Thiên An, anh đã nhờ La Chí Viễn thăm dò về vốn liếng lưu động của tập đoàn Kim Thị. Báo cáo kết quả là, quanh quẩn tầm 30.000 tỷ. Con số này vốn đã được xem là một công ty giàu có ở Thiên An. Sau khi Kim Thúy Như lên chức, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể quanh quẩn trong khoảng 36.000 tỷ đến 39.000 tỷ thôi. Để thu mua được Lệ Tinh, Kim Thị đã trực tiếp đưa ra mức giá 90.000 tỷ, quả thực tràn đầy thành ý. Điều này cho thấy ngoài trừ tài chính bên ngoài của bản thân Kim Thị thì còn có thế lực ngoại bang đứng sau hỗ trợ bọn họ. Nhưng thế lực này là ai, Vương Nhất cũng không biết, nhưng anh có thể nhận ra Kim Thị thật sự rất có thành ý. Đáng tiếc lại bị một người phụ nữ ngu ngốc như Thành Trâm làm cho rối tung cả lên. Có thể đưa ra 90.000 tỷ đã là giới hạn rồi, nhưng Thành Trâm lại tự quyết định, trực tiếp nâng giá lên đến 150.000 tỷ. Điều này trực tiếp chặt đứt đường lui của Kim Thị. Thế nào, Kim Thị của các người xảy ra vấn đề gì hả? Vương Nhất nhìn Thành Trâm với vẻ mặt trêu tức, bật cười thành tiếng hỏi. Sắc mặt của Thành Trâm vô cùng khó coi. Mặc dù không cứu được thể diện nhưng cô ta vẫn hạ quyết tâm nói, tôi đổi ý rồi, chỉ 90.000 tỷ thôi. Lạ thật, chẳng phải vừa rồi còn nói 150.000 tỷ cũng được mà, sao lại đột ngột thay đổi thành 90.000 tỷ vậy? Vương Nhất cố tình bày ra dáng vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại, Thành Tổng, đây không phải là trò đùa trẻ con, Lệ Tinh của chúng tôi đã lấy ra thành ý thì Kim Thị của các người cũng không thể nói không giữ lời được. Cho các người 90.000 tỷ là đã quá nhiều rồi. Đừng không biết điều như thế. Thành Trâm trừng mắt, sau đó nhìn về phía Lý Khinh Hồng, Lệ Tinh của các người hiện tại chỉ đáng giá 150 tỷ, cho dù sau này phát triển tốt cũng không bao giờ đạt đến mức 90.000 tỷ. Các người đã kiếm được mối lớn rồi. Lý Khinh Hồng mỉm cười lạnh lùng, đột nhiên cũng không trở nên nóng vội nữa. Thành Trâm, điều quan trọng nhất trong làm ăn chính là chữ tín, lúc thì cô bảo 150.000 tỷ, lúc thì lại nói 90.000 tỷ, cô đang đi chợ mua đồ ăn sao? Bảo tôi làm sao có thể tin tưởng cô được đây? Lý Khinh Hồng, cô đừng không biết thức thời. Lý Khinh Hồng cao cao tại thượng, mỉm cười đầy châm chọc khiến cho Thành Trâm cảm thấy đau lòng, lập tức trở nên giận dữ. Ở trước mặt Kim Thị, các người chỉ có thể thỏa hiệp, nếu không đợi đến khi Kim Thị tấn công trên diện rộng thì Lệ Tinh của các người chỉ còn một con đường phá sản thôi. Đứng trước lời uy hiếp của Thành Trâm, Lý Khinh Hồng cũng không để trong lòng. Trở về nói cho Kim Thúy Như biết. Nếu như cô ta muốn chiến đấu trên thương trường thì tôi sẵn sàng chiến đấu cùng cô ta. Về phần cô, ánh mắt của Lý Khinh Hồng trở nên lạnh lùng, cút ra khỏi Lệ Tinh ngay cho tôi. Mặc dù giọng nói của Lý Khinh Hồng không nặng, nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ, Thành Trâm hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời, cả người cô ta run lên, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn Lý Khinh Hồng, cô dám bảo tôi cút đi. Thế nào, còn muốn tôi đích thân tiễn cô ra ngoài sao? Lý Khinh Hồng quay đầu nói với Tiêu Đào, thông báo cho bộ phận bảo an ném cô ta ra ngoài cho tôi. Nếu như dám phản kháng thì cứ đưa đến cục công an với tội danh vô cớ gây sự. Vừa dứt lời,
một nhóm đàn ông mặc đồng phục đã vây quanh cô ta. Lúc này, Thành Trâm mới biết Lý Khinh Hồng không phải đang nói đùa với mình mà thật sự định ném cô ta ra ngoài. Trong tức khắc, gương mặt cô ta biến dạng một cách kinh khủng. Được, Lý Khinh Hồng, cô giỏi lắm. Nếu cô vô tình thì cũng đừng trách tôi không khách khí với cô. Chúng ta giải quyết thù mới nợ cũ cùng một lượt đi. Ánh mắt cô ta nhìn Lý Khinh Hồng đầy oán giận, bây giờ, tôi là người đại diện pháp luật của tập đoàn Kim Thị, với tầm ảnh hưởng của tập đoàn Kim Thị, tôi có thể lập tức khiến tất cả các công ty hợp tác với tập đoàn Lệ Tinh vĩnh viễn ngừng hợp tác, cô có tin không? Đôi mắt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng trở lên lạnh lùng, vừa định nói gì đó thì một bóng người đã đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thành Trâm. Cô cho rằng tất cả các công ty hợp tác với Lệ Tinh sẽ vì danh tiếng của Kim Thị mà từ bỏ hợp tác với Lệ Tinh sao? Vương Nhất bình tĩnh hỏi, không nhận ra vui mừng hay tức giận trong câu nói. Mặc dù Thành Trâm sợ hãi ánh mắt của Vương Nhất nhưng cô ta vẫn cố chấp nói, chẳng lẽ không đúng sao? Cứ thử nhìn tất cả các công ty ở Thiên An đi, tập đoàn Kim Thị nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất, đúng chứ? Vậy cô cứ thử xem. Sau đó, Vương Nhất nhìn về phía Tiêu Đào, gọi điện thoại cho tất cả công ty hợp tác cùng Lệ Tinh, bảo chủ tịch của bọn họ tập hợp đến đây. Vâng. Tiêu Đào đáp lại rồi bắt đầu gọi điện thoại. Sau đó, cô ta nói với Vương Nhất, Vương Tổng, tôi đã thông báo cho tất cả hợp tác công ty. 10 phút sau, chủ tịch của bọn họ sẽ đến gặp mặt ạ. Vương Nhất gật đầu, sau đó nhìn về phía Thành Trâm, thản nhiên mỉm cười, tôi đã mời tất cả chủ tịch đến đây, xem cô có thể thuyết phục bọn họ cắt đứt hợp tác với Lệ Tinh hay không. Thành Trâm cảm thấy choáng váng, dáng vẻ tự tin của Vương Nhất khiến cô ta đột nhiên rất căng thẳng. Nhưng sau đó, cô ta trở nên hung dữ hơn. Ai sợ ai, anh thật sự cho rằng mối quan hệ hợp tác của các người vững chắc lắm sao? 10 phút sau, tất cả các chủ tịch của các công ty hợp tác với Lệ Tinh đều đồng loạt chạy đến đây cùng lúc. Ngài Vương, cô Lý, Tôn Chính Vũ, người đứng đầu của nhà họ Tôn, Vương Thanh Hòa của giải trí Nhất Hòa, Lương Nhật Tân của tập đoàn Lương Thị, cùng với các ông chủ của 10 công ty hàng đầu đều kính cẩn chào hỏi Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Lý Thiên Dương, chủ tịch tập đoàn Ẩn Long vẫn đang nằm viện, cho nên do phó chủ tịch Chu Bá đến thay thế. Thành Trâm lập tức bước đến trước mặt bọn họ, cô ta giận dữ hét lớn, tôi là người đại diện pháp lý cho tập đoàn Kim Thị, Thành Trâm. Tập đoàn Lệ Tinh mà công ty của các người đang hợp tác đã chọc giận tập đoàn Kim Thị, bây giờ tôi ra lệnh cho các người phải cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với tập đoàn Lệ Tinh. Ngay khi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thấy bọn họ không nói lời nào, Thành Trâm tiếp tục nói, chỉ cần các người cắt đứt hợp tác với tập đoàn Lệ Tinh thì sau này, các người sẽ là đối tượng hợp tác với tập đoàn Kim Thị. Có sự nâng đỡ của Kim Thị, công ty của mọi người phát triển sẽ nhanh hơn. Bốp! Tuy nhiên, khi vừa dứt lời, Thành Trâm đã bị tát một cái rất mạnh vào mặt. Người đứng đầu của nhà họ Tôn, Tôn Chính Vũ đã tát vào mặt Thành Trâm, thậm chí còn mắng lớn, người phụ nữ thô lỗ này từ đâu đến vậy, còn dám nói những lời bậy bạ ở đây. Cái tát rất rõ ràng, Thành Trâm gần như sững sờ vì cái tát kia, toàn thân trở nên choáng váng. Lắc lắc đầu, cô ta mới hồi phục tinh thần lại. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt lộ ra vẻ không tin nổi, ông dám đánh tôi. Bốp, Tôn Chính Vũ lại tát một cái vào mặt Thành Trâm, đánh cô thì thế nào, cô là gì, sao dám xúc phạm ngài Vương và cô Lý. Đúng là không biết sống chết. Thành Trâm lấy tay che mặt, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên hoảng sợ. Bởi vì cô ta đột nhiên phát hiện ra không chỉ có Tôn Chính Vũ, mà còn có Vương Thanh Hòa, Lương Nhật Tân cùng chủ tịch của các công ty, vẻ mặt của tất cả đều lạnh lùng, giống như đang nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc vậy. Ngoài việc bị sốc, Thành Trâm còn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Các người, chẳng lẽ các người không sợ tập đoàn Kim Thị trả thù sao? Vẻ mặt Lương Nhật Tân tràn đầy khinh thường, dám lấy tập đoàn Kim Thị đàn áp chúng tôi thấy cô cũng chán sống rồi. Cho dù Kim Tuân đích thân đến đây thì ông ta cũng không dám nói những câu như vậy với tôi. Vậy mà một người đại diện pháp lý nhỏ nhoi cũng dám uy hiếp tôi à? Bên cạnh nhà họ Kim, nhà họ Lương cũng được liệt vào trong tứ đại gia tộc ở Thiên An, cho nên không chút sợ hãi nào, hiện tại nương nhờ vào Vương Nhất nên càng không sợ gì cả. Cô Thành, nếu như cô đến đây để nói chuyện hợp tác thì chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu như cô ở đây để tìm cảm giác tồn tại thì thật xin lỗi, mời cô rời đi. Vương Thanh Hòa lạnh lùng mở miệng. Cô ta không nóng nảy như Tôn Chính Vũ, nhưng lại trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Mặc dù 10 công ty lớn do công ty khoa học kỹ thuật đỉnh giật đứng đầu không có trực tiếp qua lại với Vương Nhất, nhưng bọn họ cũng đã nghe qua không ít tin đồn. Hồ Hoàng Việt, người giàu nhất Thiên An đã trở về Giang Thành, bây giờ người giàu có nhất Thiên An đã trở thành Tăng Quốc Vinh. 10 người bọn họ cũng đều dựa vào hơi thở của Tăng Quốc Vinh để sống qua ngày, nhưng bọn họ nghe nói Tăng Quốc Vinh lại giữ thái độ rất khiêm nhường đối với Vương Nhất. Sự thay đổi này khiến bọn họ cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra những người trẻ mà bọn họ không xem trọng lại có thân phận đáng sợ đến vậy. Lời nói của Chu Bá càng khiến toàn thân Thành Trâm run sợ. Ngài Vương, xử trí người phụ nữ này thế nào? Điên rồi, đúng là điên hết rồi. Hai mắt Thành Trâm trở nên đờ đẫn, diễn biến của sự việc hoàn toàn khác với những gì cô ta suy nghĩ. Cô ta nghĩ chắc hẳn những công ty này sẽ phải khóc lóc cầu xin Kim Thị giúp đỡ bọn họ phát triển. Tại sao lại hoàn toàn trái ngược vậy chứ? Các người có biết chủ tịch của tập đoàn Kim Thị là ai không? Chính là Kim Thúy Như của nhà họ Kim đấy. Các người có biết chủ tịch Kim thân thiết với ai không? Các người có biết các người không chỉ đắc tội với Kim Thị mà còn đắc tội với người sau lưng chủ tịch Kim không? Thành Trâm liếc nhìn tất cả mọi người, lớn tiếng nói. Đôi mắt Vương Nhất hơi nheo lại, có một tia lạnh lùng xẹt ngang qua. Trước đây anh đã từng nghi ngờ sau lưng Kim Thúy Như còn có thế lực ngoại bang, nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Anh vẫy tay ra hiệu, tất cả các chủ tịch lập tức đồng loạt lui về phía sau. Hành động này càng khiến Thành Trâm trợn mắt há hốc mồm. Những người này dường như rất nghe lời Vương Nhất. Nói cho tôi biết người đứng sau Kim Thúy Như, tôi sẽ để cô an toàn rời khỏi đây. Vương Nhất lạnh lùng nhìn Thành Trâm, giọng nói cũng trở nên lãnh đạm. Cả người Thành Trâm run lên. Theo bản năng che miệng lại, cô ta cũng biết mình đã lỡ miệng. Cô ta không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước nữa, chỉ mỉm cười chột dạ, muốn thừa dịp mọi người không chú ý để thoát khỏi tập đoàn Lệ Tinh. Nhưng cô ta còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị Phương Huệ ngăn lại, cô muốn đi đâu? Đầu hàng kẻ địch cũng không sao, nhưng giúp đỡ kẻ địch chèn ép chủ nhân cũ, hành động của Thành Trâm có thể nói đã khiến toàn bộ nhân viên của Lệ Tinh vô cùng phẫn nộ. Thành Trâm cắn chặt răng đáp. Tôi không biết gì cả. Nghe vậy, Vương Nhất cũng mỉm cười lạnh lùng, nếu đã như vậy thì cô ta sẽ giao cho các người xử trí. Vâng, Ngài Vương. Trên mặt Tôn Chính Vũ mang theo sự lạnh lùng, sau đó nói với đám người Lương Nhật Tân, những loại chuyện còn con này không cần làm phiền cậu hai nhà họ Lương, cứ giao cho nhà họ Tôn chúng tôi là được. Nhưng sắc mặt của Lương Nhật Tân lại thay đổi rõ rệt, anh ta nghiêm mặt nói, người phụ nữ này đã xúc phạm đến Ngài Vương và cô Lý. Đương nhiên phải trừng trị nghiêm khắc. Nhà họ Lương của tôi giỏi nhất trong chuyện này. Đừng cãi cọ nhau nữa, cứ giao cho công ty khoa học kỹ thuật đỉnh giật của tôi đi. 10 công ty hàng đầu, Vương Tổng của khoa học kỹ thuật đỉnh đợt vung tay, chuẩn bị ôm đồm mọi việc vào người. Nói bậy nói bạ, phải do chúng ta làm mới đúng. Những chủ tịch của các tập đoàn khác rối rít lên tiếng, tỏ vẻ không hài lòng. Ngay lập tức, một cuộc chiến nổ ra. Thành Trâm sửng sốt. Những người này đang tranh giành xem ai là người sẽ xử trí mình sao? Phịch! Vào lúc này, cô ta sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất. Các người thả tôi ra đi, tôi chỉ là người truyền lời thôi. Tôn Chính Vũ bật cười chế nhạo, lúc trước còn mạnh miệng nói bản thân là người đại diện pháp lý, vậy mà bây giờ lại trở thành người truyền tin thôi sao? Đưa cô ta cho tôi đi, tìm đọc thêm tại Trung Truyện, Việt Nam. Nói xong. Một đám người tiến đến ép buộc Thành Trâm phải ở lại. Lần này, Lý Khinh Hồng không còn mềm lòng nữa, cô ta biết mình không thể đối xử nhân từ với những người như vậy. Dừng tay! Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Bọn họ đều nghe ra chủ nhân của giọng nói đó, nhưng không ai lên tiếng, có thể thấy nó mang đến bao nhiêu áp lực lớn. Chỉ thấy ở cuối cầu thang. Hai bóng người một nam một nữ đang chậm rãi đi đến. Mặc dù người phụ nữ đang mặc trang phục công sở nhưng khó có thể che giấu được khí chất cổ điển và tao nhã của cô ta. Người đàn ông có thân hình cao lớn, bả vai dày, ngay cả khi mặc một bộ vest cũng tạo cho người ta cảm giác sắc sảo. Khi hai người đứng chung một chỗ dường như có cảm giác như người đẹp và quái thú đang đứng cạnh nhau. Chủ tịch Kim, xin hãy cứu tôi. Nhìn thấy một nam một nữ đến gần. Thành Trâm lập tức kêu lớn lên như thể đã nhìn thấy cứu tinh. Kim Thúy Như, ánh mắt của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lúc này trở nên ngưng trọng. Cùng với sự xuất hiện của Kim Thúy Như và chàng trai trẻ kia thì cục diện đã trở nên kỳ lạ một lần nữa. Vương Nhất nheo mắt lại,
đánh giá Kim Thúy như đang ăn mặc rất chuyên nghiệp, nói, rốt cuộc cô cũng xuất hiện. Vẻ mặt Kim Thúy như lạnh lùng, nếu đàm phán không thành công thì cứ mặc kệ để cô ta rời đi thôi, tại sao phải động thủ? Thành Trâm bật khóc nức nở, vừa rồi, cô ta suýt chút nữa đã tiểu ra quần vì sợ hãi. Chủ tịch Kim, cô nhất định phải báo thù giúp tôi, bọn họ khinh người quá đáng. Cô câm miệng cho tôi. Thành Trâm còn chưa nói hết câu thì Kim Thúy như đã đột nhiên hét lớn. Giọng nói lạnh như băng còn mang theo sự hàn khí, trực tiếp thẩm thấu vào toàn bộ cơ thể của Thành Trâm, cô ta lập tức câm miệng. Đồ phế vật được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, không có tư cách cầu xin tha thứ. Họa từ miệng mà ra lại càng không thể tha thứ, có cái lưỡi dùng để làm gì hả? Cô ta lạnh lùng nhìn Thành Trâm rồi quát lớn, người đâu, vả miệng 100 cái. Phịch! Thành Trâm bất ngờ rơi vào một động băng, cả người quỳ gối trước mặt Kim Thúy Như. Chủ tịch Kim, tôi biết tôi đã nói sai, cầu xin cô tha cho tôi một mạng đi. Nhưng Kim Thúy Như có tâm địa sắt đá, sắc mặt không chút thay đổi. Chủ tịch Kim, Kim Thúy Như. Rất nhanh, Thành Trâm bị người của Kim Thúy Như kéo đi, tiếng hét ngày càng trở nên bén nhọn và thê lương hơn. Bốp bốp, ngay sau đó, bên ngoài truyền đến những tràng pháo tay dày đặc. Ước chừng kéo dài khoảng 5 phút, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều trợn to hai mắt, trong mắt họ hiện lên một tia khó hiểu. Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân và những người khác thậm chí còn rét lạnh khắp người, vô thức lùi về phía sau một bước. Ý định ban đầu của bọn họ chỉ là muốn dạy dỗ cho Thành Trâm một bài học, cũng không muốn làm gì cô ta, nhưng Kim Thúy Như thì hay rồi, vừa đến đã tát vào miệng cô ta cả trăm cái. Thủ đoạn tàn nhẫn thế sao? Lòng dạ ác độc đến mức nào? Lý Khinh Hồng không nhìn nổi nữa, sắc mặt trở nên u ám, Kim Thúy Như, cô đối xử với cấp dưới của mình như thế này à? Kim Thúy Như thản nhiên đáp trả, thật kỳ lạ, cô ta là kẻ phản bội ở nơi này, giúp tôi làm việc nhưng lại nói những lời không nên nói. Tôi giúp cô dạy dỗ cô ta, cô phải nên cảm ơn tôi mới đúng chứ? Nhưng cô cũng không nên đánh mạnh như vậy. Lý Khinh Hồng tức giận nói, cô có tư cách gì làm như thế? Tư cách? Kim Thúy Như mỉm cười lãnh đạm. Dựa vào việc tôi có thể nắm giữ sinh mạng của bọn họ trong tay. Bộp bộp, sau lưng vang lên những tiếng vỗ tay. Người đàn ông kia khẽ mỉm cười, không hổ là vợ sắp cưới của tôi, không hổ là người phụ nữ mà vương tộc Yên Đô đã nhìn chúng, quả nhiên rất bất phàm. Ngay khi những lời này vừa nói ra, sắc mặt của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lập tức thay đổi rõ rệt. Anh ta là người của vương tộc Yên Đô. Kim Thúy Như cũng bị vương tộc nhìn chúng sao? Còn chưa kịp khiếp sợ, chỉ thấy ánh mắt thoáng nhìn qua của người đàn ông kia khi nhìn thấy Vương Thanh Hòa thì đột nhiên trở nên sửng sốt. Sau đó, trong mắt hiện lên một tia sáng. Anh ta bước nhanh đến trước mặt Vương Thanh Hòa, hai tay nắm chặt bả vai của cô ta, kích động nói, cuối cùng tôi cũng tìm được cô, bị thất lạc ở Thiên An. Vương Thanh Hòa sợ đến mức vội vàng thoát khỏi tay đối phương, sau đó dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc nhìn về phía người đàn ông, có phải anh đã xem Hoàn Châu cách nhiều quá rồi không? Nói xong, cô ta gắng sức tránh thoát khỏi tay người kia, hơn nữa còn giữ khoảng cách với anh ta. Lý Khinh Hồng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nên chỉ xem anh ta như người hâm mộ của Vương Thanh Hòa. Vương Nhất nheo mắt, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Tay anh cũng bất giác mò vào trong túi, sờ vào chiếc huy hiệu thân phận của Vương Thị. Kim Thúy Như cau mày, rõ ràng cô ta biết nhiều hơn người khác một chút. Có điều, sắc mặt cô ta lại khá khó coi. Anh bảo cô ta là người nhà của anh sao? Đúng thế, cô ta là người nhà bị chúng tôi làm thất lạc ở Thiên An. Nét mặt thanh niên kia trông vô cùng nghiêm túc, sau đó anh ta nhìn về phía Vương Thanh Hòa, hành lễ quý tộc một cách đầy mẫu mực. Vị tiểu thư này, xin tha lỗi cho tôi đường đột vô lễ, tôi không có ý xấu. Tên tôi là Vương Lâm, đến từ Yên Kinh. Vừa nói xong, trong mắt Vương Nhất lại lóe thêm tia sáng khác. Họ Vương, đến từ Yên Kinh. Hai câu đó, đủ để chứng minh thân phận của người thanh niên này. Hơn nữa cũng chú ý đến người đàn ông đứng sau Kim Thúy Như. Vương Thị, vương tộc ở Yên Đô. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng cũng trở nên nghiêm túc, ở Yên Kinh có 9 vương tộc lớn, mỗi gia tộc đều có thể gây áp lực rất lớn cho cô ta. Nhưng Vương Thanh Hòa lại không biết điều này, cô ta coi hành động của thanh niên kia là bám đuôi và quấy rối. Vậy thì sao chứ? Lông mày cô ta dựng ngược lên, nói với giọng không vui. Kể cả anh có đến từ Yên Kinh thì có thể động tay động chân được hay sao? Cô hiểu nhầm rồi,
cô là thiên kim đại tiểu thư nhà chúng tôi bị thất lạc bên ngoài 20 năm trước. Thái độ của thanh niên tên là Vương Lâm vẫn luôn rất tốt, đến bây giờ vẫn không hề nổi giận, lần này mục đích Vương thị chúng tôi đến Thiên An, chính là để tìm cô, sau đó đưa cô về nhà. Vương Thanh Hòa nghe vậy, lập tức giật mình mở trừng mắt nhìn anh ta, anh nói tôi là cô chủ nhà các anh à. Sao lại có thể cơ chứ? Những điều cậu chủ nói đều là sự thật. Lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên từ phía bên ngoài. Mọi người quay đầu lại nhìn thì trông thấy một ông lão quý tộc tóc trắng, ông ta dẫn theo một người đàn ông có hơi thở cực kỳ mạnh mẽ bước vào. Là ông sao? Trông thấy ông lão này, Vương Nhất nhướng mày, ngạc nhiên nói. Người vừa mới đến là quản gia của vương tộc Vương Thị, Vương Minh. Ông ta nở nụ cười với Vương Nhất, sau đó không để ý đến anh mà chỉ chăm chú nhìn về phía Vương Thanh Hòa. Cô Vương, chúng tôi đã điều tra thân thế của cô. Cô là cô Nhi, lớn lên tại cô Nhi viện, hơn 5 tuổi được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Họ tạo điều kiện cho cô đi học, cô đã đạt được thành tích ưu tú dựa vào khả năng của mình, sau đó thi đỗ Đại học Truyền hình và Điện ảnh Yên Kinh. Nhưng sau đó vì nhà nghèo, nên cô từ bỏ ước mơ và việc học để làm công kiếm sống. Nhưng trùng hợp và may mắn thay, cô được một trong 7 vị nhạc sĩ chọn, nhận làm đệ tử ký danh. Lúc này, trời xui đất khiến, cô mới bước vào giới nghệ thuật. Tôi nói có đúng không? Nghe người nọ tiết lộ thông tin của mình, sắc mặt Vương Thanh Hòa trở nên vô cùng khó nhìn. Mấy người phái người điều tra tôi. Cô ta nắm chặt tay, những người kia nắm chắc thông tin của cô ta. Hay nói cách khác, người thân của cô ta cũng đang bị họ giám sát. Vương Lâm lắc đầu, tôi muốn gọi đó là hiểu rõ. Thật ra, vì chiếc huy hiệu, chúng ta có thể bỏ ra rất nhiều. Lấy chiếc huy hiệu thân phận có giá trị vô giá ra để làm mồi dụ, nhưng cuối cùng bọn tôi chưa đợi được cô thì đã gặp phải một kẻ giả mạo. Vương Lâm nói lời đầy hàm ý, sau đó liếc nhìn Vương Nhất với ánh mắt lạnh lùng. Khóe miệng anh ta nở nụ cười khinh thường, trong mắt lại chứa đầy ý đối địch. Sau đó nói tiếp. Chuyện này rất quan trọng, để tránh có người giả mạo thân phận, Thiên Kim Vương Thị, bọn tôi chỉ có thể kiểm tra nghiêm ngặt, cuối cùng cũng tìm được cô. Thân thế của cô, giống hệt mốc thời gian người bị lạc mất của nhà chúng tôi. Trên đời này không có chuyện gì trùng hợp đến thế, cô chính là người nhà thất lạc của bọn tôi ở Thiên An. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Vương Thanh Hòa với vẻ mặt ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nhất là Lương Nhật Tân. Chính anh ta cũng là cậu hai của nhà họ Lương, nên anh ta hiểu rõ tên tuổi của vương tộc tại Yên Đô vang dội như sấm đánh bên tai. Nếu được vương tộc Yên Đô đón về nhà, trở thành thiên kim tiểu thư, vậy tương lai của Vương Thanh Hòa sẽ vô cùng sáng lạn. Nhưng sắc mặt của Vương Thanh Hòa lại trở nên đen xì. Các người nghĩ rằng, tôi có tin nếu chỉ dựa vào lời nói của anh không? Tôi không có hứng làm thiên kim đại tiểu thư gì đó, tôi có cuộc sống của tôi cũng có chuyện mà mình muốn làm. Nên không thể chỉ vì một câu nói mà đi theo các người. Trên gương mặt cô ta, viết đầy kiên quyết. Vương Lâm mỉm cười nói, xin lỗi cô chủ, chúng tôi không thể suy xét đến mong muốn của cô, nhiệm vụ của chúng tôi, chỉ là đưa cô về nhà. Vương Minh cũng cất cao giọng, mời cô chủ về nhà. Lúc này, những người đàn ông to lớn đứng sau nhanh chóng đi về phía Vương Thanh Hòa. Vương Thanh Hòa liên tục lùi về phía sau, mấy người muốn làm gì? Chờ đã. Vương Lâm bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, quát lớn. Người đàn ông vạm vỡ kia dừng lại, sau đó quay đầu chờ lệnh của Vương Lâm. Anh ta thấy Vương Lâm nhắm mắt, có phải chúng ta vẫn quên gì đó đúng không? Cùng với câu nói đó, ánh mắt anh ta cũng dừng trên người Vương Nhất, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Nhãi con, sự thật đã chứng minh, bọn tôi nhận nhầm người, anh cũng không phải là người bị lưu lạc của Vương Thị, cũng không xứng với chiếc huy hiệu thân phận kia, anh biết điều một chút. Nhanh nộp ra đây. Tất cả mọi người nghe thế, đều lập tức nhìn về phía Vương Nhất, ai cũng cảm thấy rúng động tâm can. Dù họ không biết huy hiệu thân phận mà Vương Lâm đang nói đến là thứ gì, nhưng họ biết, chỗ dựa ngài Vương của họ đã làm mất lòng Vương Thị ở Yên Đô. Vẻ mặt Vương Nhất cũng trở nên nghiêm túc, nhưng anh không hề tức giận, chỉ lạnh lùng nói, lạ thật, vốn dĩ chiếc huy hiệu đó là vật vô chủ ở đại hội đấu giá, ai trả giá cao hơn thì mua được, tôi đã mua rồi thì nó là của tôi. Bây giờ các anh muốn đòi lại sao? Vẻ mặt Vương Lâm lạnh lùng, anh tốn 4.500 tỷ để mua chiếc huy hiệu đó thì bọn tôi sẽ trả lại anh 4.500 tỷ, nhưng chắc chắn anh phải giao nộp huy hiệu. Giọng điệu anh ta tràn ngập ý tứ ra lệnh, bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng sơ sát tiêu điều.
Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng Vương Nhất sẽ giao huy hiệu ra, thì anh lại bỗng nhiên cười khinh thường. Tôi thích chiếc huy hiệu này, định dùng nó làm đồ chơi cho con gái tôi, nếu không, tôi tìm những thứ khác trả lại cho các anh. Vương Lâm và Vương Minh nhìn nhau, sắc mặt sầm xì, nhưng vẫn hỏi với giọng nặng nề, thứ gì? Chỉ thấy Vương Nhất đứng dậy, ngay trước mặt tất cả mọi người, anh lấy một túi rác màu đen, tiện tay để trước mặt Vương Lâm, cái này, vứt xuống thùng rác ở tầng dưới giúp tôi. Anh vừa nói xong, tâm can tất cả mọi người ở đây đều run rẩy, thở gấp gáp. Ngay cả Lý Khinh Hồng, cũng nhìn Vương Nhất đầy chấn động. Bên kia là Vương Thị, Vương tộc tại Yên Đô. Sự tồn tại của họ không hề thua kém Lý Thị. Thế mà Vương Nhất lại để họ đi vứt rác, còn sai bảo như người trên sai bảo kẻ dưới. Vẻ mặt của Vương Lâm và Vương Minh nghiệt ra, sau đó ánh mắt họ tràn ngập ý định muốn giết người. Nhãi con, anh muốn chết đúng không? Vương Nhất ngồi một chỗ, vẻ mặt trêu tức. Tôi nghe nói, chỉ cần là đồ vật của Vương Thị thì kể cả có là rác thì người khác cũng coi đó là của quý. Nếu như vậy, sao anh không thể vứt túi rác này giúp tôi được chứ? Lời Vương Nhất nói, thật ra rất có đạo lý. Vật có đắt bao nhiêu, mà là người sử dụng nó là ai? Nếu như chỉ là một cái huy hiệu vàng ròng, đừng nói 4.500 tỷ, dù có là 450 triệu, cũng không có người mua. Nhưng đây là Vương tộc Yên Đô, huy hiệu Vương Thị, giá trị con người tăng vọt. Đừng nói huy hiệu, ngay cả bát đũa, chậu rửa mặt Vương Thị đã dùng qua, đều rất có giá trị siêu tầm. Nhưng mà, Vương Nhất ném cho Vương Lâm một túi rác, cái này quá vũ nhục người. Thằng nhóc, tôi muốn cậu phải chết. Vẻ mặt Vương Lâm trong nháy mắt vô cùng âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất, càng hận không thể lột ra rút gân anh. Vương Minh cũng như thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nhất. Không ai có thể vũ nhục Vương Thị ta. Đừng tưởng rằng có cô Lý làm chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm. Kim Thúy như im lặng đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh. Kết cục như vậy, thật ra cô ta đã sớm đoán trước. Vương Lâm ở trước mặt Vương Nhất, căn bản không chiếm được một chút tiện nghi. Nhưng cô ta không lên tiếng nhắc nhở, để cho vị hôn phu rẻ mạt này chịu khổ, cô ta cũng rất vui vẻ trông thấy. Mà Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân, chủ tịch 10 công ty lớn, lại càng kinh hãi đến ngay cả lời cũng không nói ra được. Vương tộc Yên Đô, gia tộc mà ngay cả bọn họ cũng phải ngưỡng vọng, ngài Vương thật sự không sợ sao? Chỉ thấy Vương Nhất vẫy vẫy tay, Vương Thanh Hòa đã vội vàng chạy đến phía sau anh, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải Vương Nhất, cô ta cũng đã bị cưỡng ép mang đi. Hành động này càng làm cho sát ý trong lòng Vương Lâm càng đậm thêm vài phần. Cô Vương đã nói rất rõ ràng, cô ấy không muốn đi theo anh, các người lại không để ý ý nguyện của cô ấy, cứng rắn muốn dẫn cô ấy đi, đây là tác phong của Vương Thị các người sao? Vương Nhất lạnh nhạt nói, tôi có thể nói rõ cho cậu biết, Vương Thanh Hòa, cậu không dẫn đi được, huy hiệu, cậu cũng không mang đi được, thứ cậu có thể mang đi, chỉ có một túi rác rưởi này. Mọi người lại ngẩn ngơ. Ngông cuồng. Quá ngông cuồng. Quả thực không để Vương Thị Yên Đô vào mắt. Trái tim của Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân, Vương Thanh Hòa đều đập thình thịch, lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lý Khinh Hồng sau khi lo lắng như vậy, tinh thần cũng trở nên bình tĩnh. Bởi vì cô ta nhớ tới chuyện Vương Nhất làm cho cô ta ở Yên Kinh. Ngay cả Lý Thị cũng không để vào mắt, chớ nói chi là Vương Thị không có quan hệ thân thích, càng sẽ không lưu tình. Ánh mắt Kim Thúy như cũng nhìn chằm chằm Vương Nhất, ánh sáng trong mắt hiện lên. Hai cô đều cảm giác được tầm mắt của đối phương, nhất thời, nhìn thoáng qua nhau. Ánh mắt Lý Khinh Hồng lạnh lẽo, Kim Thúy như cũng quay đi. Tên nhóc, cậu thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cậu sao? Phục hồi tinh thần lại, Vương Lâm nhất thời nổi giận. Vương Nhất cười lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra một huy hiệu vàng rực rỡ, cầm trong tay thưởng thức. Huy hiệu Vương Thị của tôi. Hành động này càng khiến cho Vương Lâm phẫn nộ. Anh ta không rõ, một người ở rể dựa vào cô cả Lý Thị, lấy đâu ra sức mà dám nhục nhã anh ta như thế. Thật sự cho rằng tôi cần huy hiệu Vương Thị các người sao? Đột nhiên, Vương Nhất khinh thường cười nhạo một tiếng, chỉ là Vương Thị, ở trong mắt tôi, chỉ là sự tồn tại mà có thể tùy ý xóa bỏ, cũng dám uy hiếp tôi sao? Lời nói của Vương Nhất, khiến cho Vương Lâm và Vương Minh đều dại ra. Phục hồi tinh thần lại, càng thêm nổi giận, khẩu khí lớn thật, cậu khiến cho những công ty này thuần phục dưới trướng cậu, không phải là dựa vào cái huy hiệu Vương Thị này sao? Hiện tại,
Vương thị thật đang ở chỗ này, bọn họ còn dám thuần phục cậu sao? Theo anh ta thấy, sở dĩ Vương Nhất có nhiều công ty không sợ tập đoàn Kim thị như vậy, là bởi vì anh ta có huy hiệu thân phận của Vương thị. Dù sao, so với Vương thị, tập đoàn Kim thị thật sự không tính là cái gì. Vậy sao? Vương Nhất cười nhạt một tiếng, đã như vậy, cậu lấy ra thân phận cậu chủ Vương thị của cậu, để cho bọn họ không đầu nhập vào tôi nữa. Nói xong, cũng không ngăn cản, chỉ cười híp mắt nhìn về phía đám người Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân. Cũng trong nháy mắt này, tim của tất cả mọi người đều nhảy lên tận cổ họng, đập thình thịch dữ dội. Nhưng mà, loại cảm giác gấp gáp này cũng chỉ duy trì trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều trở nên kiên định. Vương thị tất nhiên đáng sợ, nhưng bọn họ càng nguyện ý tin tưởng, Vương Nhất càng mạnh hơn. Vương Lâm còn chưa ý thức được mọi chuyện, chỉ là trên mặt mang theo vẻ dữ tợn, hung hăng nhìn về phía đám người Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân, tôi lấy danh nghĩa Vương thị, ra lệnh các người cắt đứt hết quan hệ với cậu ta. Vẻ mặt Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân, Vương Thanh Hòa đều lạnh lùng. Thấy thế, trong lòng Vương Lâm giật mình. Vốn tưởng rằng chủ tịch của những xí nghiệp nhỏ này nhất định sẽ nịnh nọt, không nghĩ tới một chút phản ứng cũng không có. Mấy người dám phất lờ tôi. Vương Lâm tức giận không thôi. Alo, đi điều tra một chút trong thị trường Thiên An có xí nghiệp nào của Vương Thị ở Yên Kinh hay không, nếu có, phá bỏ tất cả. Còn có thông qua quan hệ, điều tra một chút có người của Vương Thị ở Yên Kinh có sót lại Thiên An hay không, nếu có, toàn bộ trục xuất. Đột nhiên, Lương Nhật Tân lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho cấp dưới, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vương Lâm và Vương Minh nhất thời không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Vương Nhất lại nhếch miệng lên, không nhịn được cười ra tiếng. Nhìn một màn này, Tôn Chính Vũ cũng là hối hận không thôi, nghĩ thầm mình không nghĩ tới đây. Vì thế cũng lấy điện thoại di động ra, trong vòng một giờ, phá hủy sản nghiệp của Vương Thị ở Yên Kinh ở Thiên An cho tôi, nếu có ai hỏi tới, lập tức nói tên của tôi. Vương Lâm cùng Vương Minh giống như là choáng váng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Kim Thúy như lắc đầu, ngu xuẩn. Reng reng reng. Rất nhanh. Điện thoại của Vương Lâm vang lên không dứt, tất cả đều là người phụ trách công ty gọi tới. Vương Thị Thân là một trong vương tộc ở Yên Đô, kinh doanh làm sao có thể chỉ giới hạn ở Yên Kinh, tất nhiên Thiên An cũng có sản nghiệp của bọn họ. Chẳng qua, bình thường bọn họ không chú ý mà thôi. Mà giờ phút này, điện thoại của anh ta cũng sắp bị đánh vỡ rồi. Ngắn ngủn 10 phút, anh ta nhận được tin tức là, tất cả sản nghiệp của Vương Thị ở Thiên An, toàn bộ bị niêm phong. Cầm điện thoại, hai mắt Vương Lâm trừng lớn, da mặt kịch liệt run rẩy. Lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, anh ta thân là cậu chủ Vương Thị, từ khi nào lại phải chịu loại tức giận này? Ngay cả chủ tịch của một gia tộc nhỏ như Thiên An cũng dám xem thường anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân, vẻ mặt hung ác, các người, không sợ bị diệt tộc sao? Tôi xem ai dám? Vương Lâm vừa dứt lời. Hiện trường lại vang lên giọng nói vô cùng bá đạo của một người phụ nữ. Đồng Yên Nhiên cùng với Diệp Kình Hiên dắt tay nhau mà tới, sắc mặt lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị. Yên Nhiên, rốt cuộc cô đã tới. Nhìn thấy Đồng Yên Nhiên, Vương Thanh Hòa rốt cuộc cũng buông lỏng tâm tình. Là cô ta, gọi điện thoại cho Đồng Yên Nhiên, Đồng Yên Nhiên lại gọi Diệp Kình Hiên tới. Các người là ai? Vương Lâm chỉ cảm thấy đầu của mình đều sắp nổ tung. Hôm nay anh ta gặp được tất cả mọi người, đều là kẻ thù của anh ta. Cô chủ nhà họ Đồng, Đồng Yên Nhiên. Nhà họ Diệp, Diệp Kình Hiên. Đồng Yên Nhiên tựa hồ đã khôi phục tinh thần từ trong kịch biến của nhà họ Đồng, cùng với Diệp Kình Hiên, mắt lạnh nhìn Vương Lâm. Chưa từng nghe qua. Vương Lâm vẻ mặt khinh thường. Trong mắt Đồng Yên Nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn, anh sẽ nghe qua thôi. Diệp Kình Hiên ở một bên, cũng là vẻ mặt lạnh lùng đi tới. Nghe nói, anh muốn diệt tộc chúng tôi. Vương Lâm cũng sắp bị tức điên rồi, giống giận liên tục, các người biết tôi là ai không? Tôi là vương tộc Vương Thị của Yên Đô. Không đợi Vương Lâm nói xong, Diệp Kình Hiên liền vỗ vỗ bờ vai của anh ta, sau đó chỉ dưới lầu. Hửm! Vương Lâm theo bản năng cúi đầu nhìn lại, nhất thời, trong mắt trợn tròn. Chỉ thấy dưới lầu cao ốc quốc tế, đỗ đầy xe cộ. Một chiếc xe màu đen, chiếm cứ cả con đường. Trong mỗi chiếc xe, đều có 4-5 người đàn ông to lớn mặc đồ đen, sát khí lẫm liệt bước xuống. Tất cả đều là người của nhà họ Diệp, nhà họ Đồng. Theo một đêm kia nhà họ Đồng kịch biến,
nhà họ Đồng và nhà họ Diệp đã một lần nữa quy làm một nhà. Chỉ thấy Diệp Kình Hiên châm một điếu thuốc, rồi sau đó híp mắt nhìn Vương Lâm, hướng về phía mặt anh ta, phun ra một vòng khói. Tên nhóc, nên biết rõ nơi này là nơi nào, nơi này là Thiên An, không phải Yên Kinh các người. Là rồng, ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi, là hổ, cũng phải nằm xuống cho tôi. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Xe cộ đông đúc, còn có đám người đông đúc. Những người này đều đã lăn lộn bao nhiêu, đã quen với cuộc sống lì 3 mét máu trên mũi dao, trên người mang theo một cỗ sát khí nồng ngạt. Đây, chính là sức ảnh hưởng của Vương Tổng. Một màn này, thật sâu rung động nội tâm tất cả cao tầng của tập đoàn Lệ Tinh, làm bọn họ kích động không thôi. Trước kia, Vương Nhất thay thế vị trí của Tôn Kiều, ngồi lên vị trí thứ hai trong tập đoàn, tất cả tầng lớp cao kia đều là vẻ mặt khinh thường, thậm chí từ đáy lòng cảm thấy không công bằng. Bởi vì Vương Nhất là chồng của chủ tịch tập đoàn Lý Khinh Hồng, một phế vật chỉ biết ăn bám. Nhưng một màn hôm nay, lại hoàn toàn thay đổi cái nhìn của bọn họ. Cho dù là gia chủ nhà họ Kim, hay là cậu hai nhà họ Lương, cùng với nhà họ Đồng cùng với nhà họ Diệp, đều là nhân vật bọn họ phải ngưỡng vọng. Nhưng mà, lại ở trước mặt Vương Nhất cung kính như thế. Khi đối mặt với sự bức bách của Vương Thị của Vương Tộc ở Yên Đô, bọn họ cũng không phản bội. Ngược lại dùng hành động thực tế nói cho mọi người. Bọn họ đối với Vương Nhất, thề chết đi theo. Vương Thị Yên Đô các người, còn muốn ra tay với tôi. Đúng lúc này, truyền đến một giọng nói trêu tức. Vương Nhất hồi lâu không nói chuyện chậm rãi đứng dậy, đi về phía Vương Lâm và Vương Minh, vẻ mặt mang theo nghiền ngẫm. Vương Lâm cùng với Vương Minh biểu tình khẽ biến, tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nơi này là Thiên An, không phải Yên Kinh bọn họ. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu, Vương Nhất này, dường như cũng không đơn giản như bề ngoài. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Vương Nhất, giọng nói buông lỏng một phần. Vương Nhất, tôi thu hồi lời nói lúc trước, cậu có thể giữ huy hiệu Vương Thị của tôi, cũng có tư cách gia nhập Vương Thị của tôi. Vào Vương Thị của cậu. Vương Nhất cười ra tiếng, Vương Thị cậu, cũng quá biết nhận thân thích nhỉ. Tôi gia nhập Vương Thị, là tôi dính hào quang của các người, hay là các người dính hào quang của tôi? Ngụ ý, tôi gia nhập Vương Thị, không phải có lợi với tôi, mà là có lợi với Vương Thị các người. Điểm này, Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân, Đồng Yên Nhiên, cùng với Diệp Kình Hiên đều hiểu rất rõ, không khỏi cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Nghe vậy, Vương Lâm cũng rất tức giận, cắn răng nói, Vương Nhất, cậu đừng có mà quá đáng. Sau khi kiến thức qua năng lực của Vương Nhất, Vương Lâm quyết định kế sách, trước để Vương Nhất gia nhập Vương Thị, sau đó, lại để Vương Thanh Hòa gia nhập. Nhưng ai ngờ, Vương Nhất căn bản chướng mắt Vương Thị. Ngay cả anh ta cũng không khỏi nghi hoặc, sức ảnh hưởng của Vương tộc Yên Đô ở ngoại tỉnh, lại trở nên thấp như vậy sao? Vương Nhất từ từ nói, tôi nói rất rõ ràng, Vương Thanh Hòa không có khả năng đi theo các người. Mặt khác, các người đến công ty của bà xã tôi lần này quậy lớn như vậy, các bộ phận đến bây giờ cũng không có bắt đầu làm việc, tổn thất này, tính là của ai? Vương Lâm và Vương Minh nghe vậy, lập tức biến sắc. Biết anh muốn công phu sư tử ngoạm. Chỉ thấy Vương Nhất chỉ đám người Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân, tiếp tục nói, bọn họ vốn đều có công việc của mình, bây giờ lại bởi vì chuyện của cậu, đều tụ tập đến đây, tổn thất tính là của ai. Nghe vậy, vẻ mặt bọn họ càng thêm âm trầm. Đây là không trả tiền không thả người. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nơi này là Thiên An, cho dù bọn họ là rồng qua sông, cũng kiêng kỵ cùng thế lực Thiên An cứng đối cứng. Nghĩ đến đây, Vương Lâm trầm giọng nói, vậy anh muốn như nào? Vương Nhất cười cười, tôi cũng không bắt nạt cậu, dựa theo lợi nhuận thuần mỗi ngày của các công ty, tính theo giờ đi. Trước tiên bắt đầu từ tập đoàn Lệ Tinh của vợ tôi, lợi nhuận một giờ của Lệ Tinh đại khái khoảng 3 tỷ, anh ở lại 2 giờ, chính là 6 tỷ. Tập đoàn Lương thì tôi một giờ khoảng 6 tỷ, 2 giờ, 12 tỷ. Nhà họ Kim tôi một giờ cũng khoảng 3 tỷ, 2 giờ, 6 tỷ. Người đại diện của các tập đoàn lớn nhao nhao báo giá, tổng giá trị đã tích lũy đến hơn 150 tỷ. Ăn thiệt thòi lớn như vậy, còn phải trả 150 tỷ, ra mặt Vương Lâm đều co quắp. Tôi sẽ trả tiền cho tổn thất của các người. Đúng lúc này, hiện trường vang lên một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Kim Thúy như đứng ở một góc hồi lâu không nói gì. Chỉ thấy vẻ mặt cô ta lạnh lùng, nhìn không ra vui buồn. Vương Lâm lập tức sắc mặt biến đổi, vội vàng đi tới trước mặt Kim Thúy Như,
nói, Thúy Như, tiền này sao có thể để cô nhận giúp tôi? Anh ta theo bản năng cho rằng, Kim Thúy Như bỏ tiền, là vì anh ta. Kim Thúy Như lại châm biếm một tiếng, giúp anh trả. Anh cũng quá coi trọng bản thân rồi. Vương Lâm lập tức sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn Kim Thúy Như. Cô ta cũng không để ý tới nữa, đi giày cao gót, trực tiếp đi tới trước mặt Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, lạnh lùng cười. Hôm nay là để tôi bàn tính cho, đều bị hai tên ngu xuẩn làm loạn, nhưng mà, cũng tiết kiệm cho tôi một ít công. Vương Nhất nhíu mày, không biết ý của Kim Thúy Như. Chỉ thấy cô ta cười lạnh một tiếng, Vương Nhất, chúng ta đã khai chiến. Nói xong, không đợi Vương Nhất đáp lại, liền rời khỏi nơi này. Tài vụ của tập đoàn Kim Thị, bắt đầu thanh toán. Vương Nhất nhìn bóng lưng Kim Thúy Như, vẻ mặt ngưng trọng. Không biết vì sao, đáy lòng anh mơ hồ có bất an. Vương Lâm và Vương Minh cũng rời đi theo, chỉ có điều trước khi rời đi, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất một cái. Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân lần lượt cáo từ. Vương Nhất còn đứng trước cửa sổ sát đất, đưa mắt nhìn Kim Thúy Như rời đi. Lý Khinh Hồng đi tới bên cạnh, thản nhiên nói, đừng nghĩ nữa, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Không thể không đề phòng. Vương Nhất lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, hiện tại hạng mục xây dựng thành phố là chúng ta làm cùng Kim Thị, cô ấy muốn giở trò, quá đơn giản. Lý Khinh Hồng thấy thế, cũng không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cầm tay Vương Nhất. Bất kể tình huống gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Vương Nhất thấy thế, cũng lộ ra nụ cười. Lý Thiên Dương nghỉ ngơi vài ngày, liền bình phục, nhưng mà còn phải ở lại viện quan sát vài ngày, Lý Mộng Đình cũng trở lại trong làm việc. Mộng Đình, tôi nhớ là cô đang liên lạc với tập đoàn Kim Thị ở khu đô thị này. Vương Nhất đột nhiên hỏi. Chỉ là đơn giản một câu hỏi thăm, Lý Mộng Đình lại hoảng sợ. Hả, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Vương Nhất trầm mặc không nói, một lát sau, mới chậm rãi nói, quan sát kỹ tập đoàn Kim Thị, tất cả hướng đi của Kim Thị, đều phải báo cáo cho tôi. Vâng. Lý Mộng Đình thở phào nhẹ nhõm, lui ra ngoài. Ra khỏi văn phòng, cô ta lo lắng. Mặc dù cô ta chỉ nghe theo lời Kim Thúy Như, làm một chuyện rất nhỏ, nhưng mà, đủ để ảnh hưởng toàn bộ cục diện. Ba ngày sau, một tin tức xấu truyền khắp toàn bộ Lệ Tinh. Lý Tổng, tập đoàn Kim Thị tuyên bố, rời khỏi hạng mục xây dựng thành phố. Tiêu Đào vội vã xông vào phòng làm việc của Lý Khinh Hồng, thần sắc vô cùng lo lắng. Cái gì? Nghe vậy, Lý Khinh Hồng cũng lập tức đứng lên. Cô rất rõ ràng, Kim Thị đột nhiên tuyên bố rời khỏi, đối với công ty, có bao nhiêu ảnh hưởng. Tin tức này, cũng truyền tới tai Vương Nhất. Không ai chú ý, Lý Mộng Đình còn đang ở văn phòng, cả người kịch liệt run rẩy một chút, tay chân lạnh lẽo. Nghe tin tập đoàn Kim Thị sẽ rút khỏi hạng mục xây dựng của thành phố, mặt mày Lý Mộng Đình tức khắc trắng bệch. Mặc dù cô ta đã sớm lường trước được kết cục này, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Tất thảy là do cô ta đã nghe theo lời xúi dục của Kim Thúy Như, làm giúp ả một chuyện nhỏ nhặt. Chủ quản, cô bị gì hả? Sao mặt mũi khó coi quá vậy? Một nữ nhân viên trong phòng đối ngoại quan tâm hỏi thăm. Lý Mộng Đình hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, không, không có gì. Sau khi đuổi mọi người đi, vẻ áy náy trên mặt cô ta càng thêm rõ ràng. Chính Vương Nhất đã giúp cô ta ngồi lên cái ghế chủ quản này. Thế nên không đoán cũng biết, chỉ cần về sau biểu hiện của cô ta xuất sắc một chút thì một đường thăng tiến là chuyện đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ cô ta lại phạm phải lỗi lầm này. Lòng Lý Mộng Đình khó chịu vô cùng, e sợ rằng mọi chuyện sẽ bại lộ. Phía bên kia, Vương Nhất đang ngồi trong văn phòng của Lý Khinh Hồng, bấm điện thoại gọi cho Kim Thúy Như. Ý cô là sao? Mặt anh tối đen như mực, cất giọng trầm khàn chất vấn. Kim Thúy Như bật cười khanh khách, còn chưa hiểu nữa hả, tôi bỗng dưng không muốn tham gia vào hạng mục xây dựng của thành phố nữa, Lệ Tinh mấy người tự làm một mình đi. Biểu cảm trên mặt Vương Nhất cực kỳ lạnh lùng, đạm nhiên nói, cô phải biết là nếu lúc này bên cô rút lui sẽ tạo thành tổn thất cực lớn cho Lệ Tinh. Sau một hồi im lặng, Kim Thúy Như cũng mở miệng, hờ hững đáp lại, vậy thì sao? Ba ngày trước tôi đã nhắc nhở mấy người rồi, hai chúng ta đã chính thức khai chiến, nên muốn dùng thủ đoạn gì là quyền tự do của tôi. Nếu cô làm vậy thì bên phía tập đoàn Kim Thị cũng sẽ mất rất nhiều thứ, sở xây dựng thành phố không dễ lừa như vậy đâu. Vương Nhất lãnh đạm nói. Tôi không quan tâm. Kim Thúy Như thờ ơ đáp lại, chẳng lẽ trong mắt anh, tôi là loại người chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà do dự sao?
Tôi muốn làm gì thì sẽ làm nấy, không quan tâm quá trình, chỉ chú trọng kết quả. Kim Thúy Như, cô đúng là kẻ điên. Giọng nói của Vương Nhất Như lọt xuống hầm băng âm độ. Đây cũng đâu phải ngày đầu tiên anh quen biết tôi, dù gì trong lòng anh, tôi cũng đã trở thành một ả đàn bà rắn rết vì đạt được mục đích sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào mà. Nếu đã như vậy, mắc mớ gì tôi lại không đắp nặn cho hình tượng này càng thêm kiên cố một chút chứ. Tuy giọng của Kim Thúy Như ngập tràn lửa giận, nhưng Vương Nhất lại nhận ra chút bi thương ẩn giấu bên trong. Hai ta từng động phòng thật, nhưng anh vĩnh viễn cũng không biết thứ tôi muốn là gì. Tút tút tút, Kim Thúy Như cúp máy, Vương Nhất siết chặt điện thoại trong tay, đứng lặng người ở đó. Cô ta nói sao? Lý Khinh Hồng hỏi. Vương Nhất thuận lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người cho cô ta nghe. Nghe xong, Lý Khinh Hồng cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Nếu chuyện đã xảy ra thì không cần chăm chăm tìm cớ trách móc cô ta nữa, nghĩ cách giải quyết mới là quan trọng nhất. Vương Nhất im lặng không nói gì. Chẳng lẽ anh không biết thật sao? Từ cái đêm hai người gặp nhau trò chuyện đó, khoảnh khắc Kim Thúy Như thốt ra câu không thể có được cả tay gấu và cá đâu thì anh đã hiểu thấu suy nghĩ của Kim Thúy Như. Ý cô ta là, có vài người trời định chỉ có thể trở thành kẻ địch, chứ không thể thành bạn. Ánh mắt Vương Nhất trở nên sắc lạnh, anh nói với Tiêu Đào, gọi Lý Mộng Đình tới đây. Rõ. Chỉ lát sau, Lý Mộng Đình nơm nớp lo sợ bước tới trước mặt Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất, lòng chột dạ vô cùng. Người liên lạc và trao đổi với tập đoàn Kim Thị là cô, giờ công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, cô không có lời gì muốn nói sao? Vương Nhất cất giọng trầm thấp, tầm mắt dừng lại trên người Lý Mộng Đình, hỏi. Em. Mặt mày Lý Mộng Đình khó coi cực, cô ta há miệng, lại không thốt ra nổi câu nào. Biểu cảm trên mặt Lý Khinh Hồng dịu đi, nghiêm giọng nói, Mộng Đình, cô cứ thành thật nói hết ra đi, chúng tôi sẽ không trách cô đâu. Vẻ giãy giụa trên mặt Lý Mộng Đình càng thêm rõ ràng, sự lo âu thấp thỏm trong lòng cũng ngày một lớn. Lúc này cô ta thật sự hối hận rồi. Phịch, cô ta bỗng quỳ rạp xuống trước mặt Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, bật khóc nức nở. Là em có lỗi với hai người. Rốt cuộc cô đã làm gì? Trên mặt Vương Nhất hiện lên nét giận dữ hiếm thấy. Hai hàng nước mắt lăn dài, Lý Mộng Đình nói, mấy bữa trước Kim Thúy Như từng tới tìm em, nói rằng hai người nhất định sẽ ly hôn, còn bảo em rằng chờ hai người đường ai nấy đi rồi, sẽ cho tôi thăng chức. Nghe đến đây, mặt mày Vương Nhất và Lý Khinh Hồng biến sắc. Cô ta sai cô làm gì? Lý Mộng Đình hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc nức nở vừa nói. Em tiết lộ tin tức của công ty cho cô ta biết. Vừa nghe Lý Mộng Đình nói xong, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng biết ngay mọi chuyện đã phát triển theo chiều hướng xấu nhất rồi. Dầm. Đúng lúc này, Tiêu Đào vội vã xông vào, nói với Lý Khinh Hồng, Lý Tổng, không hay rồi, tất cả công ty cũng như nhà máy đồng ý giúp chúng ta thực hiện hạng mục xây dựng kia đều đồng loạt tuyên bố rút lui, cắt đứt việc hợp tác. Những công ty đó đều do tập đoàn Kim Thị tìm tới. Bây giờ... Ngay cả thi tổng của sở xây dựng thành phố cũng đến rồi. Mây đen răng đầy trên mặt Vương Nhất, Lý Khinh Hồng cũng lộ ra biểu cảm bối rối, không biết làm gì. Cuối cùng họ cũng hiểu Kim Thúy Như đã bước từng bước dụ họ vào trong thế nào. Cô ta tìm ra tim đen của Lý Mộng Đình, quăng mồi để Lý Mộng Đình chịu làm gián điệp cho mình. Sau khi biết được cơ mật của Lệ Tinh thì bắt đầu tiến hành kế hoạch. Tất cả công ty từng đồng ý hợp tác đều đồng loạt rút lui, cứ tiếp tục như vậy. Hạng mục xây dựng thành phố to lớn kia sẽ chỉ còn lại một mình tập đoàn Lệ Tinh gồng gánh mà thôi. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nước mắt Lý Mộng Đình rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Nhưng Vương Nhất và Lý Khinh Hồng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cô ta, hai người vội vàng đi cùng Tiêu Đào tới gặp Thi Việt Hải của sở xây dựng thành phố. Bấy giờ, ông ta tức giận quát lớn, Lý Tổng, lần này các người khiến tôi thật sự quá thất vọng. Tôi có lòng tốt giao lại hạng mục xây dựng của thành phố cho cô phụ trách, cô thì hay rồi, làm thành bộ dạng này luôn. Hạng mục này là vì nhân dân, vì cả thiên an, thế mà cô lại. Hay, việc đến nước này, cô muốn thông báo với đông đảo cư dân thành phố thế nào đây? Vừa nghe thấy những câu có vẻ chính phủ thế này, Vương Nhất biết ngay ông ta là muốn dồn Lệ Tinh vào chỗ chết. Trên mặt Lý Khinh Hồng hiện lên vẻ lo lắng, thì tổng, nếu là Lệ Tinh của tôi làm sai. Tôi sẽ không bào chữa gì cả, nhưng tất cả là do Kim Thị bội ước trước, chúng tôi cũng là người bị hại mà. Không cần nói nữa. Thì Việt Hải vẫy tay cắt ngang, lạnh lùng nhìn Lý Khinh Hồng, tất nhiên Kim Thị cũng có chỗ không đúng,
nhưng cái tên được ghi trên hợp đồng là của công ty cô, trên đó cũng chỉ có mình con dấu của tập đoàn Lệ Tinh, nên người phải đứng ra gánh chịu trách nhiệm trước pháp luật. Là cô. Sắc mặt Lý Khinh Hồng tức khắc tái nhợt, cô ta cố gắng hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi, vậy ông nói xem phải làm sao bây giờ? Trong tình huống này, cô ta thật sự không tìm được cách nào khác nữa. Thì Việt Hải nở nụ cười khinh miệt, đáp, tập đoàn Lệ Tinh tiếp nhận hạng mục xây dựng của thành phố lại lật lọng, làm trái quy định, dẫn tới bên tôi bị tổn thất nặng nề, kế hoạch sông Thiên An cũng gặp trở ngại. Tôi yêu cầu Lệ Tinh phải bồi thường mọi tổn thất. Sao toàn bộ tập đoàn Lệ Tinh ra đây chịu tội thay đi? Tuy Thì Việt Hải đã rời đi, nhưng những lời của ông ta vẫn còn văng vẳng bên tai cô ta. Lý Khinh Hồng nghiến chặt răng, cả người run lên dữ dội, bần thần bước về phía văn phòng chủ tịch như người mất hồn. Khinh Hồng. Trong lòng Vương Nhất bất an vô cùng, vội vàng đuổi theo. Rầm. Cửa phòng chủ tịch đột ngột đóng lại. Dù cô ta đã cố gắng đè tiếng khóc của mình xuống, nhưng Vương Nhất đứng ngoài cửa vẫn nghe thấy rõ ràng. Khinh Hồng, em mở cửa cho anh đi, có gì chúng ta cùng nhau đối mặt. Vương Nhất sốt ruột gõ cửa liên hồi, Tiêu Đào móc chìa khóa ra, lại phát hiện cửa đã được khóa trái từ bên trong. Lý Tổng đâu rồi? Phương Huệ cũng vội vã xông tới, mặt mày khấp khởi lo âu. Lý Mộng Đình sợ sệt bước theo sau đám đông khẽ ngước mắt nhìn, vừa hay đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Vương Nhất, lại hoảng sợ vội cúi đầu xuống. Lách cách. Đúng lúc này, cửa phòng chủ tịch bật mở. Lý Khinh Hồng đứng trước cửa, hai mắt đỏ bừng. Khinh Hồng. Vương Nhất muốn tiến lên an ủi thì lại thấy trên mặt Lý Khinh Hồng cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng. Mọi người, là tôi có lỗi với mọi người. Cô ta khom lưng, cúi đầu với những người có mặt ở đây. Nhất thời, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Cái cúi đầu tạ tội này kéo dài chừng một phút, sau đó Lý Khinh Hồng mới từ từ vươn thẳng người lên. Kế tiếp, cô ta nhìn về phía Tiêu Đào, đi xin khoản tiền bồi thường rồi tuyên bố phá sản đi. Sau khi Lý Khinh Hồng đưa ra quyết định này, toàn bộ những người ở đây sững ra như bị sét đánh, lòng chấn động vô cùng. Tiêu Đào là người đầu tiên hoàn hồn, nóng nảy hét lên. Lý Tổng, không thể làm vậy được, dù có khó khăn gì chúng ta cũng có thể cùng nhau đối mặt mà. Phương Huệ cũng khiếp sợ tột cùng, quyết định này cũng quá qua loa đại khái rồi, huống hồ chi mọi chuyện còn lâu mới tới bước này mà. Vương Nhất chỉ biết im lặng, bởi anh hiểu với cô ta mà nói. Tập đoàn Lệ Tinh quan trọng đến cỡ nào? Đây là đứa con của cô ta. Thuở thiếu thời, cô ôm mối hận bỏ nhà ra đi, tất cả là vì muốn chứng minh rằng dù không có Lý Thị, cô ta vẫn có thể sống rất tốt. Cô ta giống như một miếng bọt biển, một ngày 24 giờ dành hơn nửa thời gian chỉ để học tập, không một ai có nỗi khát khao thành công lớn hơn cô ta cả. Và cuối cùng, Lệ Tinh cũng được ra đời theo thời thế. Cô ta là mẹ của Lệ Tinh, là linh hồn của tập đoàn này. Thế mà bây giờ, hai chữ phá sản lại được thốt ra từ miệng cô ta, đủ để thấy sự kiện lần này đã đả kích cô ta nhiều thế nào. Kim Thúy như đã tung đòn chí mạng rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn của tập đoàn Lệ Tinh bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Mọi người quay đầu lại nhìn, một người đàn ông mặc đồng phục của Kim Thị sải bước tiến vào. Chuyện thành ra như vậy rồi, Kim Thị mấy người còn tới làm gì? Nhất thời, với sự dẫn dầu của Phương Huệ và Tiêu Đào, tất cả mọi người trừng mắt giận dữ nhìn người nọ. Người đàn ông này, Vương Nhất từng có duyên gặp mặt một lần. Lúc đó anh và nhà họ Tôn trở mặt, anh ta lập tức đại diện cho tập đoàn Kim Thị tới dạy dỗ Tôn Chính Vũ một trận. Chỉ là khi ấy ân oán giữa Vương Nhất và Kim Thúy như vào 5 năm trước đã được giải trừ, hai bên xem như làm hòa. Nhưng hiện tại, Kim Thúy như đã chính thức tuyên chiến, không thể nào có chuyện anh ta sẽ giúp đỡ Vương Nhất. Anh ta trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Tôi tới là để truyền đạt lời của cô chủ cho quý vị. Muốn tập đoàn Kim Thị tiếp tục hợp tác cũng không phải không thể. Kính mời Lý Tổng của Lệ Tinh, 9 giờ đêm nay, một mình tới nhà họ Kim, đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Vừa nghe thấy vậy, tất cả mọi người trong Lệ Tinh tức khắc bừng bừng lửa giận. Thậm chí trong mắt Vương Nhất còn thoáng hiện sát ý giận người. Nói xong, người đàn ông kia không ở lại dù chỉ một giây mà lập tức quay lưng rời đi. Cả công ty chìm vào tĩnh lặng. Lúc này, ai ai cũng đã hiểu, đây không phải cuộc chiến thương trường đơn thuần, Kim Thúy như căn bản chỉ muốn dồn Lý Khinh Hồng vào đường chết mà thôi. Thật ra Vương Nhất biết rất rõ, dù có đánh cược tất cả mọi thứ thì Lý Khinh Hồng vẫn không phải là đối thủ của cô ta. Bởi vì một người hiền hòa bẩm sinh như Lý Khinh Hồng căn bản không có đủ quyết đoán để vứt bỏ tất cả.
nhưng Kim Thúy Như lại có thể. Ra ngoài hết đi, để cô ấy một mình yên lặng một lát. Vương Nhất nói với những người có mặt ở đây. Phương Huệ cũng biết đây chỉ những lời nông nổi nhất thời trong lúc kích động của Lý Khinh Hồng, bèn nhanh chóng xua tan mọi người. Không một ai rời khỏi cương vị của mình, càng là giai đoạn khó khăn thì càng không thể buông tay. Lý Mộng Đình vừa bước xuống lầu, vừa lôi di động ra gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Lý Mộng Đình tức giận chất vấn, cô đúng là quá độc ác, đạt được mục đích là đủ rồi, sao còn muốn dồn người ta tới vực thẳm chứ? Độc ác, ha ha. Từ trong điện thoại truyền tới tiếng cười lạnh lùng của Kim Thúy Như, ai nói tôi đã đạt được mục đích chứ? Chẳng phải 3 ngày trước đã bảo rồi sao, sẽ toàn diện khai chiến, mới lật đổ được công ty của ả đã muốn tôi thu tay ư? Tôi còn muốn cô ta bị mất hết mặt mũi, chỉ có thể chạy trốn khỏi Thiên An như một tên đào ngũ. Lòng người hiểm ác không phải thứ mà một thiên kim tiểu thư như ả ta có thể đối phó đâu. Lý Mộng Đình im lặng một lúc, rồi đột ngột mở miệng, nếu chỉ là cạnh tranh bình thường trên thương trường, không thể nào cô lại căm hận cô ấy nhiều như vậy, là vì Vương Nhất, đúng không? Lần này đến lượt Kim Thúy Như trầm ngâm không lên tiếng. Lý Mộng Đình nói tiếp, 5 năm trước, người kết hôn với anh ấy vốn là cô. Nhưng anh ấy lại bỏ cô mà đi, biệt tâm biệt tích tận 5 năm, khó khăn lắm mới quay lại thì đã có con cùng người phụ nữ khác, nếu là tôi cũng sẽ hận. Kim Thúy Như im lặng một hồi lâu, rồi bỗng bật cười. Xem như cô đoán đúng một nửa, cứ để anh ta hận tôi đi, dù gì cũng tốt hơn là lãng quên tôi. Tôi nghĩ có lẽ chính Lý Khinh Hồng cũng nhận ra điều này rồi. Lý Mộng Đình dừng bước, trong mắt ngập tràn khiếp sợ. Cô ta thế mà lại thấu hiểu tâm tư của Kim Thúy Như. Thật ra cô ta cũng giống vậy thôi, điểm khác biệt có lẽ là cô ta không thể ác như Kim Thúy Như được. Bởi Kim Thúy Như không chỉ ác với chính mình mà còn ác với người khác cả 100 lần. Văn phòng của Lệ Tinh. Vương Nhất vòng tay ôm lấy vai Lý Khinh Hồng, an ủi, Khinh Hồng, em không cần làm vậy đâu, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết. Hạng mục xây dựng thành phố là do anh định đoạt, chỉ cần anh muốn thì sẽ có rất nhiều cách để xử lý chuyện này. Nhưng Lý Khinh Hồng lại lắc đầu. Em biết anh có thể làm được, nhưng lần sau nữa thì sao? Mục tiêu của Kim Thúy Như chính là em. Anh càng giúp, cô ta càng không dừng tay lại. Vương Nhất biến sắc, vậy là, em muốn đến đó. Lý Khinh Hồng nghiêm túc gật đầu, vì anh, em phải đi, đây là ân oán giữa em và cô ta. Không được, anh không cho phép. Vương Nhất cất giọng trầm khàn, khuôn mặt như bị bóng tối che phủ. Để Lý Khinh Hồng đơn thương độc mã tiến vào nhà họ Kim thì chẳng khác nào đang tự tìm đường chết. Lý Khinh Hồng mỉm cười, em biết anh quan tâm em, lo lắng cho em, nhưng hai chúng ta vốn là do trời xui đất khiến nên mới bên nhau và anh cũng biết rồi, lòng ganh tị của phụ nữ đáng sợ lắm. Vương Nhất vẫn lắc đầu, anh không cần cô ta, anh không hề yêu cô ta, dù chỉ một chút. Vương Nhất, Lý Khinh Hồng quát lớn, lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt đã đỏ bừng. Em thật sự rất may mắn mới gặp được anh, em vì anh có thể nhẫn nhịn suốt 5 năm trời, thế thì tới đặt dấu chấm hết với cô ta có là cái đinh gì đâu. Cô ta sẽ thắng thật sao? Em thật sự chỉ có thể bị cô ta dẫm nát dưới chân ư. Đây là cuộc chiến của phụ nữ, cô ta có thể làm ngơ tất cả chỉ để trả thù em, vật thì em cũng có thể vì anh mà buông bỏ mọi thứ. Dứt lời, Lý Khinh Hồng nhón chân, trao anh một nụ hôn nồng thắm. Hai mắt Vương Nhất trợn trừng. Chẳng thể phản bác lại câu nào. Hàng nước mắt trên mặt Lý Khinh Hồng vẫn tuôn rơi, nhưng Vương Nhất lại không cảm thấy cô ta đang khóc. Trái lại, cô ta đang mỉm cười. Giờ phút này, Vương Nhất mới thật sự nhận ra sự mạnh mẽ của cô gái này. Mạnh mẽ hơn cả anh. Gió lớn nổi lên, mây đen kín trời. Theo dự báo thời tiết thì tối nay sẽ mưa to. Sân nhà họ Kim. Kim Thúy Như đứng giữa sân. Ngẩng đầu nhắm nhìn bầu trời sắp bị bão táp mưa sa xâm chiếm. Thật giống cõi lòng của cô ta lúc này, chẳng chút phẳng lặng. Áp lực đè trên vai Lý Khinh Hồng rất lớn, cô ta cũng chẳng thoải mái hơn là bao. Cô ta đang đợi Lý Khinh Hồng tới. Lúc này, trong phòng khách nhà họ Kim đã ngồi kín người. Nhan Dịch Phi, Lý Tinh Sở và cả Vương Lâm. Mặt mày ai nấy tối đen như mực. Kim Thúy Như muốn chấm dứt với Lý Khinh Hồng là chuyện không nằm trong kế hoạch lúc đầu. Dễ dàng đoán được đây là do Kim Thúy Như tự ý quyết định. Thế nhưng họ lại không dám phản đối. Bởi vì toàn bộ kế hoạch đều do một tay Kim Thúy Như lập nên lúc thực hiện khó tránh khỏi để tình cảm của bản thân lẫn vào. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì rắc rối.
Lý Tinh sở thầm cầu nguyện trong lòng. Có thể mang Lý Khinh Hồng về lại Lý Thị không phải xem lần này thế nào. Đến rồi. Bỗng, Nhan Dịch Phi mở miệng nói. Tầm mắt mọi người dồn về chiếc xe đang chạy tới từ phía xa. Lý Khinh Hồng bước xuống xe, nhấc chân đi về phía họ một cách vô cảm. Cùng lúc này, gương mặt của Kim Thúy Như cũng trở nên lạnh lẽo tựa băng. Tôi còn tưởng Vương Nhất sẽ không để cô tới chứ. Kim Thúy Như bước tới trước mặt Lý Khinh Hồng, mặt không đổi sắc nói. Lý Khinh Hồng không thèm để ý tới những lời đó, bình thản đáp trả, bớt nói mấy lời vô ích lại, cô tìm tới tôi là muốn kết thúc cái gì? Lúc nói những lời này, khí thế tỏa ra từ người cô ta khiến áp lực dồn lên đầu Kim Thúy Như càng thêm mãnh liệt. Nhưng chỉ lát sau, cô ấy đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đơn giản lắm, ly hôn với anh ta, tôi sẽ lập tức hợp tác lại với tất cả hạng mục của công ty cô, kể cả hạng mục xây dựng thành phố, tập đoàn Kim Thị cũng sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ cô, hơn nữa còn không cần một đồng nào. Biểu cảm trên mặt Kim Thúy Như vô cùng nghiêm túc, ai quen cô ta cũng biết rằng cô ta xem thường chuyện nói dối. Đồng thời điều kiện mà Kim Thúy Như đưa ra cũng rất có thành ý. Nếu là Lý Khinh Hồng của 5 năm trước, có lẽ sẽ đồng ý ngay mà không do dự, nhưng bây giờ cô ta là người đã có gia đình. Đây là dấu chấm hết mà cô nói. Lý Khinh Hồng nhìn Kim Thúy Như, nở nụ cười bình thản. Nụ cười đó như đang cười nhạo, khinh miệt cô ta. Kim Thúy Như sửng sốt, ánh mắt cũng lạnh dần, chẳng lẽ cô tưởng tôi sẽ đánh nhau với cô sao? Tất nhiên là không. Chỉ là bỗng cảm thấy dấu chấm hết của cô chẳng có chút ý nghĩa nào thôi. Mặt mày Lý Khinh Hồng nghiêm lại, lạnh buốt, tôi biết từ đầu đến cuối mục tiêu của cô chỉ có mình tôi, chỉ lật đổ mỗi công ty của tôi thôi đã là kiềm chế lắm rồi. Nhưng cô phải hiểu rằng từ khoảnh khắc tôi hạ sinh giọt máu của anh ấy, tôi sẽ không bỏ rơi anh ấy nữa. Cô tới tìm tôi chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hai mắt Kim Thúy Như dại ra, sau đó, mặt mày càng thêm khó coi. Giữa cô và anh ấy ngoại trừ mối tình một đêm mong manh như giọt sương mai và việc cô mang thai đứa con của anh ấy ra thì còn lại gì đâu chứ? Cô ta cắn môi, thất thố quát Lý Khinh Hồng một tiếng. Lý Khinh Hồng nhất thời chìm vào im lặng. Kim Thúy Như nói tiếp, lúc đó cô cũng đâu ưa gì anh ấy mang tới cho cô nỗi thống khổ to lớn như vậy, tại sao cô không phá cái thai đó đi mà lại cố chấp sinh nó ra? Tôi thật sự không hiểu. Tại sao cô lại dùng nhiều dũng khí như vậy để chờ đợi một người mãi mãi cũng không quay về chứ? Không phải cô cũng đang đợi đó sao? Lý Khinh Hồng bỗng mở miệng, nhìn Kim Thúy Như nhỏ giọng đáp lại. Tức khắc, cả người Kim Thúy Như run lên bần bật như bị sét đánh, đồng tử co lại. 5 năm trước, tất cả những gì cô toan tính đó, chỉ mình cô mới biết, ấy chẳng qua chỉ là cách cô tự bảo vệ bản thân mà thôi. Nếu cô không thể khiến người khác khiếp sợ, chỉ e sẽ bị ăn sạch không còn sót lại dù chỉ một mảnh xương. Cô nghĩ là chỉ mình cô, nhưng anh ấy thì sao, anh ấy có sợ cô không? Những lời Lý Khinh Hồng nói ra đã thành công khiến mặt mày Kim Thúy Như trở nên tái nhợt. Cô ta siết chặt hai tay, cơ thể khẽ run run. Tâm trí dần tôi về nơi xa, về tới khoảng thời gian 5 năm trước, cái ngày mà lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh. Tôi sẽ kết hôn với anh, nhưng anh phải tới nhà tôi ở rể, hơn nữa. Tôi sẽ không yêu anh, vĩnh viễn sẽ không. Vừa gặp nhau, cô ta đã cao ngạo đưa ra yêu cầu của mình. Anh cũng lắc đầu đáp lại, giả vờ vậy hoài không thấy mệt sao. Khoảnh khắc đó cô ta lập tức nhận ra, chỉ liếc mắt một cái thôi đã nhìn thấu lớp vỏ ngụy trang của cô ta. Một đêm xa vào bụi trần, vạn kiếp bất phục. Vô tình tìm thấy người trong tim, lòng tràn ngập vui mừng. Cô nhất định không biết, cái đêm vào 5 năm trước, rõ ràng anh ấy đã đánh mất lý trí. Nhưng lại vừa khóc, vừa lẩm bẩm với tôi rằng xin lỗi, đó chính là phản xạ trong vô thức của anh. Sắc mặt Lý Khinh Hồng dịu xuống đôi chút, lúc đó tôi lập tức nhận ra anh là kiểu đàn ông thế nào. Đây cũng là lý do vì sao sau khi biết bản thân mang thai, dù trong lòng có hoảng sợ tới cỡ nào, tôi cũng nhất quyết phải sinh đứa bé ra. Bởi trong lòng tôi luôn nhen nhóm một tia hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ quay về thăm tôi, thăm con gái của chúng tôi. Cô ta nhếch môi. Nở nụ cười chân thật từ tận đáy lòng. Ký ức đó đã từng là khoảng thời gian tối tăm nhất của cô ta, nhưng hiện tại cô ta lại có thể vừa cười vừa kể lại. Chứng tỏ cô ta đã hoàn toàn buông bỏ được chuyện cũ.